Xin chào tất cả các em. Ok, các bạn có nghe rõ tiếng các em ơi? Ok nhá. Các bạn có nghe rõ tiếng thầy nói chưa các em ơi? Đừng lặng im đến thế. Rồi, ok rồi. Đây đây rồi nhá. Sao video chưa chạy thầy ơi? Vẫn chạy rồi mà. Các bạn có nghe rõ tiếng thầy nói không nhỉ? Ok. Mới có mấy phút mà cũng khá là đông rồi. Bạn nào đang xem livestream thì chúng ta chủ động share về cho thầy nhá. Ok, chào các bạn. Chào bạn Thanh Xuân nhá. Chào bạn Thùy Dung, mờ quá thầy. Sao thầy mờ nhỉ? Thầy thấy vẫn ổn mà. 300 bạn rồi, ok. Thực ra thì hôm nay thì là ngày gần ngày 20 tháng 11 thì thành ra thì thầy biết là rất nhiều bạn đi chơi nhưng mà không sao. Tóm lại là hôm qua chúng ta thi thử rồi, hôm nay chúng ta vẫn chiến đấu thôi. Mặc dù là ngày mai là ngày của thầy rồi nhưng mà thầy vẫn gọi là trích ra một chút cái thời gian để chúng ta có thể là làm việc với nhau nhá. Các bạn có nghe rõ chưa? Ok chưa? Bạn nào đang xem livestream thì chúng ta chủ động share về nhá. Share về sau đó chúng ta sẽ học dần đấy. Bạn nào mà muốn đăng ký khóa livestream VIP thì các bạn có thể inbox cho cô Ngọc Anh nhá. Đề này mấy điểm thì ok hả thầy? Đề này thì nó sẽ dao động từ tầm khoảng 7 cho đến 8 điểm thì khá là ok. Đấy, khá là ok. Nhưng mà nếu dưới 7 điểm đề này thì các bạn cần phải xem xét lại ngay. Đấy, từ 7 cho đến 8 điểm thì nó mới là ok thôi. Còn nếu như bạn nào đạt từ tầm khoảng 8 đến 9 điểm hoặc thậm chí 10 điểm đề này thì là quá xuất sắc luôn nhá. Đấy. Còn dưới tầm khoảng 7 điểm là các bạn phải xem xét lại rồi. Bởi vì đề này nó chỉ mang tính chất là kiểm tra học kỳ thôi các bạn nhá. Kiểm tra học kỳ thôi. Điểm này thì nó chính là điểm thực tế của các bạn trên trường luôn đấy. Thầy nói thật, chứ không nhiều bạn kêu đề này khó quá là không ổn. Bởi vì nó câu khó thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng từ 4 cho đến 5 câu thôi. Tức là dao động từ điểm 9 điểm 10 thì nó mới có tầm khoảng 4 cho đến 5 câu khó thôi. Còn nữa thì nó vẫn là cơ bản và bình thường. Và ngày hôm nay thì thầy sẽ chữa các bạn theo một cái chiến thuật rất là ok, đó chính là chiến thuật về 4-4-1. Chiến thuật về 4-4-1 các bạn nhá. Giống như kiểu là bóng đá vậy đúng không nhỉ? 4-4-1, chiến thuật về 4-4-1 các bạn ạ. Tức là 40 phút đầu, 40 phút sau và 10 phút cuối theo thứ tự về thời gian nhá. Tổng cộng của chúng ta đó chính là làm đề này trong vòng 90 phút thì các bạn sẽ chia cho thầy rằng là 40 phút đầu, 40 phút sau và 10 phút cuối. Và hôm nay thầy sẽ đi đúng chiến thuật cho các bạn để chúng ta có thể chữa từ dễ đến khó luôn nhá. Và sau khi thầy chữa thì các bạn nhìn thấy là cái đề này nó dễ như thế nào nhá. Nó sẽ dễ như thế nào thì hôm qua là chúng ta đã làm rồi. File đề thì thầy đều đính kèm ở trên rồi. Và bạn nào mà muốn nhận file PDF có đáp án và lời giải chi tiết thì các bạn share về trang cá nhân ở chế độ công khai và có thể share giúp thầy vào 5 group học tập khác nhau. Đấy, thì sau đó các bạn inbox cho thầy thì thầy sẽ gửi cho các bạn file PDF có đáp án lời giải chi tiết từng câu một luôn nhá. Ok chưa? Hôm nay thì đủ 500 bạn, chúng ta sẽ bắt đầu các em nhá. 500 bạn là chúng ta sẽ chiến đấu được rồi nhá. Đấy, 500 bạn nhá. Ok, bạn nào đang xem livestream thì chúng ta share đi. 500 bạn thì chúng ta sẽ bắt đầu nhá. 500 bạn thì sẽ bắt đầu, được chưa? Đấy, hôm nay chúng ta xác định là phải khô máu với nhau cái đề này đấy. Các bạn share đi giúp thầy nhá. Các bạn share đi giúp thầy. Các bạn có thể share về trang cá nhân hoặc là share về trong group học tập thì cũng được. Ưu tiên là share về trang cá nhân ở chế độ công khai nhá. Share ở chế độ công khai. Đấy. Sau đó các bạn inbox cho thầy, nhớ là chụp ảnh và inbox cho thầy thì thầy sẽ gửi cho các bạn, gửi tặng cho các bạn file PDF có đáp án và lời giải chi tiết nhá. Ok chưa? 450 bạn rồi. 500 bạn chúng ta sẽ bắt đầu. 500 bạn. Các bạn vào đi các em ơi, vào đi. Vào đi nhá. Bạn nào muốn nhận file PDF thì các bạn chỉ cần share về sau đó thì share vào 5 group học tập, sau đó các bạn inbox cho thầy, thầy sẽ gửi tặng cho các bạn nhá. Yên tâm. Vào đây đủ hết. Đề này thì thầy nhận định là một đề rất hay. Đề nó thể hiện đẳng cấp của các bạn và phân hóa trình độ luôn. Phân hóa được trình độ luôn của các bạn luôn nhá. Đề này là đề rất là hay. Và trong đề này thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tư duy giải nhanh và kết hợp với công thức giải nhanh nó như thế nào. Đấy. Kết hợp với công thức giải nhanh là như thế nào các bạn nhớ nhá. Đấy, có rất nhiều công thức giải nhanh mà nếu như các bạn giải bằng tay thì không thể làm được ra. Mà thậm chí nếu làm ra thì mất rất nhiều thời gian. Đấy là cái điểm yếu của các bạn. Được chưa? Có một số câu mà kể cả có là câu vận dụng cao hoặc là vận dụng từ tầm khoảng 8 cộng trở lên mà nó sẽ phối hợp được cái công thức giải nhanh thì các bạn nên có thể là chúng ta dùng được công thức giải nhanh. Được chưa?
500 bạn chưa? 500 bạn rồi. Ok, đủ 500 bạn thì chúng ta sẽ chiến đấu luôn nhá. Ok, nào. Bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu luôn cho thầy, bắt đầu từ câu số 1 nhá. Chúng ta sẽ chữa cho thầy từ dễ đến khó chứ không phải là chữa theo trình tự nhá. Chiến thuật của chúng ta chữa bài trong ngày hôm nay đó chính là 441. Là chiến thuật chữa bài của chúng ta trong ngày hôm nay đó là 441, tức là 40 phút đầu, 40 phút sau và 10 phút cuối. Và chúng ta sẽ nhớ thầy rằng là trong đề thi học kỳ của các bạn hoặc là đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 thì nó sẽ đều phải có chiến thuật làm bài. Các bạn lưu ý rõ thầy như thế, chiến thuật làm bài đây nó sẽ là chiến thuật để chúng ta phân định thời gian ra nhá. 40 phút đầu được gọi là 40 phút mà chúng ta tỉnh táo nhất, thì các bạn nên ra soát lại cho thầy một lần nữa toàn bộ những câu dễ và chúng ta có thể ăn được từ 6 đến 7 điểm nhá. Tối đa là 7 điểm, mà có thể là nhanh thì chúng ta sẽ hy vọng là đạt từ 6 đến 7 điểm trong vòng 40 phút đầu. Ok chưa? Nào, 600 bạn rồi, bắt đầu chúng ta sẽ chiến đấu luôn. Câu số 1. Nào, câu số 1 là một câu về công thức đổi đúng không các bạn nhỉ? Cho A này thì các bạn nhìn thấy là mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau, thì các bạn chọn luôn cho thầy đó chính là đáp án gì các bạn nhỉ? Đó chính là đáp án B. Câu này thì nó là công thức trong sách giáo khoa đấy nhá. Cái này thì thầy không giải thích quá nhiều. Đấy, loga theo cơ số A của x nhân y thì tách nó ra thì bằng loga theo cơ số A của x và cộng cho loga theo cơ số A của y. Đấy. Ok chưa? Đó chính là câu số 1 nhá. Nó cũng khá là dễ, các bạn không được mắc sai lầm với câu này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi theo tuân theo chiến thuật là 4-4-1, như bóng đá vậy đúng không nhỉ? Đấy, phải chiến thuật làm bài là có nghĩa là chúng ta phải chia thời gian ra, chia rõ thời gian ra, khoảng thời gian để chúng ta làm được cho nó tối đa cái số câu mà mình có thể chọn. Được chưa? Câu số 2. Đấy, thầy tin chắc là câu số 2 hiện tại bây giờ cũng rất nhiều bạn không biết làm. Đấy, tin chắc luôn, bởi vì nó chính là đồng biến hoặc nghịch biến trên một khoảng các bạn. Đây là đồng biến hoặc nghịch biến trên một khoảng đúng không? Ngày xưa ấy thì câu này được gọi là câu về 7 cộng hoặc 8 cộng. Đấy, nhưng mà thời đại bây giờ thì câu này được gọi là câu gì nhỉ? Chỉ mức 5 điểm thôi. Mức 5 điểm thôi, thậm chí còn có thể thấp hơn. Đấy, ngày xưa ấy, đấy thì có thể là câu về vận dụng hoặc là vận dụng cao xứng tầm, nhưng bây giờ thì nó là thuộc dạng câu rất dễ, cực dễ luôn. Bây giờ nếu bạn nào chưa biết cách làm những bài như thế này thì các bạn chú ý cho thầy như sau. Bây giờ người ta hỏi là tìm gì nhỉ? Tìm giá trị nguyên của tham số M. Được chưa? Nguyên nhá. Tìm giá trị nguyên nhá của tham số thực M thuộc đoạn từ trừ 2017 đến 2017 để hàm số sau nó đồng biến trên khoảng. Đúng chưa các em? Nhớ cho thầy là đây chính là đồng biến trên khoảng chứ không phải là đồng biến trên R đâu nhá. Đồng biến trên khoảng. Thì cách làm bài này là chắc chắn chúng ta sẽ phải sử dụng cho thầy cái phương pháp là gì nhỉ? Phương pháp chúng ta dùng trong bài này đó chính là cô lập M. Đấy, cô lập M đó chính là phương pháp mà chúng ta thường dùng để giải quyết nhanh gọn nhất. Đó chính là phương pháp cô lập M. Vậy cô lập M chúng ta làm cho thầy như sau. Đầu tiên các bạn phải hiểu thầy này, là thằng này nó đồng biến khoảng thì suy ra các bạn phải bắt buộc tính y phẩy ra, đúng chưa? Và y phẩy của nó chắc chắn là phải nhỏ hơn gì nhỉ? À xin lỗi, lớn hơn hoặc bằng 0. Đấy, nhớ là có dấu bằng nhé. Bạn nào mà không biết có dấu bằng thì các bạn sẽ sai ngay vào luôn. Đấy, các bạn hiểu ý thầy chưa? Lớn hơn hoặc bằng 0. Nhớ cho thầy như thế. Tại sao? Bởi vì đơn giản rằng là có dấu bằng chỉ ở một số hữu hạn điểm thôi, thuộc khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Nhớ nhá, dấu bằng vẫn có. Lớn hơn bằng 0 gì? Với mọi x gì? Với mọi x thuộc khoảng từ 0 cho đến dương vô cùng. Đấy, đây chính là cái định lý mà các bạn cần phải nhớ thầy này. Nếu nó đồng biến thì đạo hàm của nó phải lớn hơn hoặc bằng 0. Và nhớ là có dấu bằng. Dấu bằng chỉ xảy ra ở một hữu hạn điểm. Được chưa? Đấy, thế thì bây giờ các bạn tính bình thường thôi. Chúng ta có này, y phẩy bằng bao nhiêu? Chúng ta tính đạo hàm là bằng gì? 3x bình trừ cho 12x. Được chưa? Và cộng cho M, đúng chưa? Thì nó phải lớn hơn hoặc bằng 0. Với mọi x của thầy là nó sẽ thuộc khoảng từ 0 cho đến dương vô cùng. Và đương nhiên bài này chúng ta cô lập M kiểu gì đây? Là các bạn sẽ chuyển M, chuyển toàn bộ cái thằng này sang bên này. Được chưa? Và thầy sẽ có là M sẽ lớn hơn hoặc bằng gì? Trừ 3x bình trừ 12x. Đúng không? M sẽ lớn hơn hoặc bằng như này. Đây, chuyển về đổi dấu. Với mọi x vẫn là thuộc khoảng từ 0 cho đến dương vô cùng. Được chưa? Và đương nhiên nếu như chúng ta hiểu bản chất của thầy đó chính là gì nhỉ? Là thằng vế bên phải của các bạn ấy, vế bên phải này này, nó chính là một parabol. Và có bề lõm như thế nào đây? Có hệ số A là âm, đúng chưa? Hệ số A âm tức là cái parabol của vế bên phải này các bạn này. Đây là vế phải nhá, còn đây là vế trái nhá. Đấy, vế phải của chúng ta thì các bạn xét cho thầy cái đồ thị này này, nó sẽ có dạng như sau. Nó sẽ có dạng là một parabol và nó nét cuối cùng đi lên. Hay nói chính xác cái này là có đỉnh. Đỉnh cái này được gọi là cái giá trị gì nhỉ? Lớn nhất của cái gì? Của nhất của cái parabol đấy. Và chúng ta đều có thể tính được bằng công thức đó chính là gì? Cái x này này, x tới đỉnh này nhá, gọi là x cực đại đi cũng được. Nó có công thức là bằng trừ b chia cho 2a. Đấy, trừ b trên 2a tức là các bạn tính ra luôn cho thầy là bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? Các bạn tính ra cho thầy nhá. Trừ b chia cho 2a tức là bằng mấy nhỉ?
là bằng 12 này, đúng không nhỉ? Chia cho 2a tức là chia cho trừ trừ 6 tức là bằng mấy nhỉ? Bằng trừ 2. Và đây chính là x cực đại của chúng ta nhá. X cực đại của chúng ta là bằng trừ 2 đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Và đương nhiên là chúng ta sẽ hiểu rằng là gì nhỉ? À chỗ này cộng à? Cộng 12, ok, tức là chỗ này là bằng cộng 2, ok, không sao, chuyển vế đổi dấu thôi nhá. Chuyển vế thì đổi dấu, tức là chỗ này là bằng bằng 2. Đấy, và không chúng ta là gì? Không của chúng ta là nằm đây. Không đến dương cuối cùng của chúng ta là nằm đây. Đấy, được chưa? Và để đẳng thức này luôn luôn đúng, để đẳng thức này luôn luôn đúng, tức là m luôn luôn lớn hơn hoặc bằng cái này, thì chứng tỏ là m của chúng ta là phải lớn hơn hoặc bằng y max của nó, y max của cái hàm số này. Đấy, y max của hàm số này và x max của chúng ta là tìm ra bằng mấy rồi? X max của chúng ta là tìm ra bằng tại 2. Thì chúng ta tìm ý, y max thì các bạn chỉ cần tính y tại 2 thôi. Y tại 2 được gọi là gì? Là y cực đại của hàm số, đúng không? Y cực đại của hàm số, đúng không? Thì chúng ta sẽ thay 2 vào đây, các bạn tính luôn số này bằng mấy nhỉ? Bằng mấy đây? Các bạn thay 2 vào nhá. Thì chúng ta sẽ tính này. Ờ, chỗ này là -12, đúng không? -12 mà cộng 24 tức là bằng 12. Đấy. Vậy để cái này luôn luôn đúng thì m của thầy nó sẽ lớn hơn hoặc bằng bằng 12. Đấy, mà có một cái điều kiện của đề bài nữa, đó chính là m chạy trên đoạn từ -2017 cho đến 2017, đúng chưa? Đoạn tức là nó sẽ là bằng gì? Xem có bao nhiêu giá trị, đúng không? Bài này người ta hỏi là có bao nhiêu giá trị nguyên dương m. Đấy, thì chúng ta sẽ lấy cho thầy là từ 12, đúng không? 12 13 chấm 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 đến 2017, đúng chưa? Đấy, thì xem là có bao nhiêu số nhá. Thì nó sẽ là số bao nhiêu số, đúng không? Bao nhiêu số tức là bao nhiêu phần tử trong cái tập hợp này, thì các bạn nhìn thấy là lấy 2017, đúng không? Mà trừ cho 11 số, đúng không? 11 số tức là đếm từ 1 cho đến 11 đấy. À, thì nó sẽ là bằng 2000 mấy nhỉ? 0006 số. Đấy, 2006 số, được chưa? Đấy, nếu như bây giờ mà chưa biết làm dạng này thì các bạn đang thất bại rồi. Nhớ nhá, lưu ý cho thầy như sau. Đấy, được chưa? Một bài cũng khá là hay mà đồng biến nghịch biến trên một khoảng. Thì cái phương pháp mà chúng ta dùng trong bài này được gọi là cô lập m. Đấy, chỉ có cô lập m là chúng ta làm rất là chuẩn cho mọi loại bài như thế này. Và đáp án chính xác của chúng ta đó chính là đáp án D. Được chưa? Đấy, được chưa? Câu số 3, câu số 3 thì tí nữa thì thầy sẽ làm cho các bạn nhá. Chiến thuật 444 nhá. 44 thì chúng ta sẽ làm đầy những câu dễ trước, có thể câu ăn điểm trước, tức là nhìn vào phát là các bạn biết làm luôn. Thì tí nữa thì chúng ta sẽ thầy chữa cho các bạn về câu số 3 này. Câu số 3 này thực ra thì nó rất là hay và có công thức giải nhanh. Cái này là có công thức giải nhanh này. Đó, giải nhanh. Nếu như mà làm bình thường các bạn không bao giờ làm được ra. Ngoài việc là các bạn nhớ cho thầy công thức. Và tí nữa thì thầy sẽ giải cho bạn cái câu này nhá. Theo thứ tự thôi. Đấy, 444. Câu tiếp theo là câu số 4 này này. Câu số 4 này thì chúng ta có thể làm như thế nào các bạn nhỉ? Là các bạn vẽ hình ra được, đúng không? Câu số 4 này thì nếu như bạn nào làm nhanh chúng ta sẽ vẽ hình ra cho thầy như sau. Vẽ hình ra thì cũng được. Ok chưa? Câu số 4 nhá. Câu số 3 thì tí nữa thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn về công thức giải nhanh. Đây câu số 4 nào. Các bạn vẽ hình ra nhanh cho thầy như sau. Cho một hình lập phương. Đấy. Được chưa? A, B, C đúng không? A, B, C, D. Rồi A phẩy, B phẩy, C phẩy và D phẩy. Được chưa? Và người ta sẽ hỏi các bạn là như sau. V1 là thể tích của khối lập phương này. Và V2 là thể tích của khối tứ diện. Các bạn nhớ thầy tứ diện nhé. A phẩy là đỉnh, A phẩy là đỉnh. Và ABD là đáy, ABD của đáy. Đây, đấy, khối tứ diện này. Và người ta đang cần hỏi các bạn là hệ thức so sánh. Tức là chúng ta phải so sánh thể tích của V2 với V1 với nhau. Đúng chưa? Chúng ta phải so sánh nó. Vậy muốn so sánh thì chúng ta phải hiểu với thầy rằng là cái lập phương ấy, V lập phương các bạn nhớ với thầy. V lập phương bản chất của nó chính là gì nhỉ? Là bằng diện tích đáy mà nhân cho nhân chiều cao, đúng không? Là bằng diện tích đáy nhân chiều cao, tức là lớn một cạnh mũ 3 ấy. Thực ra thì về phân tích ra thì nó cũng là diện tích đáy nhân chiều cao, bởi vì bản chất của hình lập phương thì nó vẫn là hình lăng trụ, được chưa? Còn V của tứ diện này thì làm sao? V của tứ diện thì các bạn nhớ là người ta yêu cầu là tính tứ diện A phẩy ABC, đúng không? A phẩy ABD thì chiều cao của chúng ta đều giống nhau, tức là chiều cao của nó đều giống với chiều cao của hình lập phương. Nhưng mà các bạn nhớ hình tứ diện giống như kiểu hình chóp là công thức tính thể tích của nó là có 1/3. Đấy, chiều cao đều giống nhau, chiều cao của nó đều là A phẩy. Nhưng diện tích đáy các bạn nhìn thấy là tam giác ABD bằng một nửa cái tam giác gì nhỉ? Của cái hình vuông, đúng không? Thì suy ra là diện tích đáy bằng 1/2, tức là 1/2 diện tích đáy, đúng không? Vậy nó chính là bằng 1/6 diện tích đáy và nhân cho nhân chiều cao. Và cái này nó chính là thể tích của hình lập phương. Đấy, thể tích hình lập phương thì các bạn có thể suy ra cho thầy một định lý, đó là V2 là V của tứ diện, nó chia cho V1 là V của hình lập phương, nó chính là bằng 1/6 đây, đúng không? 1/6 đây thì các bạn khẳng định là V1 chính là bằng 6 lần của V2, được chưa? V1 nó chính là 6 lần của V2, tức là đáp án B của chúng ta đó là đáp án đúng. Được chưa?
Đó, những câu nó có thể làm nhanh, tức là chiến thuật 4-4-1 ở đây chúng ta phải hiểu cho thầy rằng là trong vòng 40 phút đầu thì các bạn phải tìm ra cho thầy tất cả những công thức nào mà, những bài nào, những cái dạng nào mà có thể làm được vòng trong vòng tối đa là 60 giây thì các bạn mới làm. Được chưa? Đấy, theo thứ tự chúng ta sẽ làm cho thầy. Được chưa? Câu 5 thì tí nữa thì thầy cũng sẽ giải các bạn sau những câu nào mà thầy đánh dấu đây, tí nữa thì chúng ta sẽ làm lại hai câu rồi. Được chưa? Câu số 6, câu số 6 cũng là một câu mà tí nữa thì chúng ta mới làm được. Đấy, cái này là chính là hai câu, ba câu mà nó sẽ đánh vào từ tầm khoảng 8 cộng trở lên. Được chưa? 8 cộng trở lên thì chúng ta sẽ dành thời gian 40 phút sau chúng ta sẽ làm thầy những câu này. Còn tạm thời trước mắt là chúng ta phải đi theo trình tự từ dễ đến khó, đó chính là chiến thuật làm bài. Ok chưa? Mơ quá thầy ơi, làm sao mơ được? Làm sao mơ được? Được chưa? Câu 5 không phải là đáp án C đâu nhá, câu 5 không C đâu. Tiếp theo là câu số 7. Câu số 7. Đấy, mấy câu đầu này thực ra thì nó đang bị là gì nhỉ? Nó sẽ đan xen một số câu khó vào. Mơ làm sao được mơ được nhỉ? Nó vẫn bình thường mà sao mơ nhỉ? Các bạn xem bị mơ à các bạn ơi? Ok, nào, tiếp tục là câu số 7. Câu số 7 được chưa? Câu số 7 như sau. Gọi S là tập hợp các giá trị thực của tham số M. Đấy, của cái này nhá. Có hai điểm cực trị A và B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 4. Đấy, bài này là bài quá bình thường luôn đúng không? Bài này nó chỉ dùng bằng tay thôi. Được chưa? Chúng ta dùng bằng tay. Đây không phải là cực trị của hàm số bậc 4 trừ phương đâu nhé, mà đây chỉ là hàm số bậc 3 thôi, đúng không? Đây chỉ là hàm số bậc 3 thôi. Tức là chúng ta chỉ cần tính ra rằng là tọa độ điểm A điểm B thì các bạn sẽ suy ra ngay. Nào các bạn tính cho thầy như sau. Đầu tiên các bạn phải tính cực trị của nó ra trước, đúng không? Đây là hàm số bậc 3. Mà muốn tìm cực trị của hàm số bậc 3 thì các bạn tính như phải ra bằng 3x bình này trừ cho mấy? Trừ cho 6mx này, đúng không? Trừ 6mx và đương nhiên là chúng ta phải cho nó bằng 0 rồi, đúng không? Cho nó bằng 0 thì các bạn sẽ dễ dàng tính ra nhanh là có một nghiệm bằng 0 và một nghiệm x bằng 2m. Chuẩn chưa? X bằng 0 và x bằng 2m. Sau đó các bạn sẽ làm thế nào? Khi x bằng 0 các bạn thay vào đây, thay vào đồ thị này thì các bạn sẽ suy ra y của chúng ta nó chính là gì nhỉ? Thằng này bằng 0 bằng 0 và chỉ còn là 4m m mũ 3. Đấy, được chưa? Thay x bằng 0 vào chúng ta sẽ tìm y bằng 4m mũ 3. Tương tự, thay x bằng 2m vào chúng ta sẽ tìm ra y mấy? Các bạn nhẩm luôn giúp thầy nhá. Chúng ta nhẩm luôn giúp thầy như sau. X bằng 2m các bạn thay vào đây thì chúng ta sẽ có 2m mũ 3 trừ cho mấy, chỗ này là 3m này và nhân cho 2m tất cả mũ 3 nhá, trừ cho 3m nhân cho gì nhỉ, 4m bình luôn đấy, bình phương lên luôn đúng không, và cộng cho 4m mũ 3. Đấy các bạn nhìn thấy nhá, chỗ này 8 này, 8 mà trừ cho 12 là bằng -4, -4 cộng 4 thì bằng 0. Tức là các bạn nhìn thấy cho thầy một điều rằng là sau khi chúng ta tìm ra hai điểm này rồi thì đó chính là hai điểm cực trị của hàm số luôn. Và điểm A thầy gọi là 0.4m mũ 3 và điểm B của chúng ta có tọa độ là 2m.0. Đúng chưa? Và các bạn căn cứ vào cái điểm A này các bạn sẽ suy ra điểm A này nó sẽ là nằm trên đâu? Nó sẽ thuộc gì nhỉ? Thuộc trục OI, đúng không? Và điểm B này nó sẽ là gì? Nó sẽ thuộc trục OX. Đấy, và người ta sẽ hỏi các bạn rằng là sao cho diện tích của tam giác OAB có diện tích bằng 4, đúng không? Diện tích tam giác OAB có diện tích bằng 4 thì các bạn phải khẳng định là tam giác OAB nó là tam giác gì? Khi điểm A nó thuộc trục OI và điểm B thuộc trục OX thì suy ra tam giác này nó là tam giác vuông. Đấy, tam giác vuông thì chúng ta sẽ suy ra là diện tích của tam giác OAB của thầy nó chính là bằng 1/2 tích của hai cạnh vuông là OA nhân cho OB. Và thầy sẽ có đó là gì? Đây là nhớ là M của chúng ta là chưa biết âm hay dương, suy ra chúng ta phải có trị tuyệt đối nhá. 1/2 này, OA nó chính là bằng trị tuyệt đối của 4m mũ 3. Đấy, nhân OB nó chính là trị tuyệt đối của 2m, đúng chưa? Và nó chính là bằng mấy các bạn nhỉ? Nó chính là bằng 4. Đấy, nó chính là bằng 4. Vậy từ đấy các bạn có thể suy ra của thầy là như sau, là trị tuyệt đối của m mũ 3 nhân trị tuyệt đối của m, đúng không nhỉ? Đấy, thì nó bằng 1. Đấy, trị tuyệt đối của m mũ 3 nhân trị tuyệt đối của m thì nó chắc chắn là bằng 1. Và từ đây các bạn có thể nhẩm ra nhanh cho thầy là nó sẽ có hai nghiệm đó là m mấy nhỉ? M bằng 1 và m bằng -1. Đấy, nhẩm ra nhanh thôi, các bạn không tin nó thay vào đây. Đấy, m bằng 1 và m bằng -1 rất bình thường thôi, cực kỳ đơn giản luôn. Đúng chưa? Và nhớ rằng là bài này thì chúng ta phải hiểu rằng là nó điểm A và điểm B nó là điều đều là hai điểm đặc biệt. Đấy, tức là nó tam giác này là tam giác vuông. Mà khi tam giác vuông thì chúng ta sẽ phải hiểu rằng là gì nhỉ? Là chúng ta có công thức tính nhanh luôn. Đấy, được chưa? Và m bằng 1 và m bằng -1. Và cái người ta hỏi là gì đây? Tính tổng tất cả các giá trị của tập hợp S. Mà S chúng ta có hai nghiệm đây rồi là 1 và -1 đúng không? Thì chúng ta chỉ cần cộng cho thầy hai cái số này lại với nhau thôi. Là m bằng 1 và m bằng -1 cộng lại với nhau thì chắc chắn là bằng 0. Được chưa? M bằng 1 và m bằng -1 thì chắc chắn cộng lại với nhau thì bằng 0, được chưa? Đấy, chữa rất là chi tiết và cẩn thận luôn nhé, cực kỳ chi tiết luôn. Câu tiếp theo là câu số 8.
Câu số 8 thì cũng khá dễ rồi nhá. Câu số 8 khá dễ rồi. Người ta cho thằng này các bạn là cho bằng A. Đây là một câu về loga. Đấy, cho loga theo cơ số 2 của 5 bằng A. Tính loga theo cơ số 2 của 200 đúng không? Thì các bạn nhớ thầy là bài này chúng ta phải làm gì? Là các bạn sẽ dùng cho thầy máy tính này này. Đấy, chúng cho dùng máy tính để chúng ta tách cho thầy cái số 200 ra nhá. Chúng ta dùng máy tính để chúng ta sẽ tách cho thầy cái số 200 ra bằng cách là gì? Bấm 200 này. Đấy, bằng một cái sau đó bấm shift gì nhỉ? Shift vào cái độ này này thì chúng ta sẽ tách ra thành gì đây? Thành 2 mũ 3 và nhân cho 5 mũ 2 đúng không? 200 thì bằng 2 mũ 3 nhân 5 mũ 2 thì chứng tỏ rằng là cái loga theo cơ số 2 của 200 nó chính là bằng loga theo cơ số 2 của gì đây? 2 mũ 3 nhân 5 mũ 2. 2 mũ 3 và nhân cho 5 mũ 2 đúng chưa? Và từ đây chúng ta tách ra thành loga theo cơ số 2 của 2 mũ 3 mà cộng cho dấu nhân thì tách ra thành cộng loga theo cơ số 2 của 5 mũ 2 và rõ ràng thằng này bằng 3 đúng không? Khi đưa ra ngoài thì nó còn lại 3 nhân loga theo cơ số 2 của 2 thì 2 của 2 là 1 rồi đúng không? Và cộng cho chắc chắn thằng này là bằng 2 nhân loga theo cơ số 2 của 5. Và cái này là chính là gì đây? Là A đúng không? Vậy kết quả cuối cùng đó chính là bằng 3 mà cộng cho 2A. Đấy, đề bài người ta cho thằng này bằng A mà. Đúng không? Loga theo cơ số 2 của 5 bằng A thì chứng tỏ là đó là đáp án D. Được chưa? Đó chính là đáp án D, chính xác. Tiếp tục nào. Đấy, chúng ta lướt qua cho thầy nhá. Chiến thuật 441 chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cho thầy. Được chưa? Chiến thuật 441. Nào, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cho thầy câu số 9. Nào, câu số 9 nào. Cho một hàm số thì các bạn phải hiểu thầy là khi người ta cho các hàm số này thì nó chỉ mất tầm 3 giây để các bạn suy nghĩ thôi. 3 giây thôi, không vượt quá. Được chưa? Thế thì tại sao lại mất 3 giây thì các bạn nhớ này, rõ ràng là thằng này nó là hàm số bậc 4 trùng phương, đúng không? Sai thì chắc chắn là chặt cu luôn. Đây chắc chắn là hàm số bậc 4 trùng phương. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta hiểu là bằng hàm số bậc 4 trùng phương này có gì đặc biệt. Cái đặc biệt thứ nhất là các bạn sẽ quan sát thầy hệ số A là gì đấy? A là dương đúng không? Và A nhân B trái dấu nhau. A nhân B trái dấu nhau. Đấy, đúng chưa? A bằng 1 phần 4, B bằng chữ 2 đấy. Thì cái hệ số A dương thì chứng tỏ là nét cuối cùng của chúng là phải đi lên. Đúng không? Và cái chữ 2 của chúng ta là âm, đúng không? A nhân B âm thì chúng ta phải chứng tỏ là nó có mấy cực trị nhỉ? Nó sẽ có 3 cực trị. Tức là đồ thị của nó sẽ phải có dạng như này các bạn này. Đấy, chắc chắn luôn. Đấy, chắc chắn là phải có dạng như thế này. Có 3 cực trị vì A nhân B là gì? Là trái dấu nhau. Và nét cuối cùng đi lên bởi vì hệ số A dương. Đúng không? Vậy chúng ta thấy là có mấy cực trị đây? Có 3 cực trị nhưng trong đó có một cực đại và hai cực tiểu đúng không? Một cực đại và hai cực tiểu thì chắc chắn đó là đáp án C. Nếu không cần phải phân tích quá nhiều là chúng ta sẽ suy ra được ngay. Chỉ mất đúng 3 giây là chúng ta có thể suy ra luôn là đáp án nào đúng. Được chưa? Nhiều bạn hỏi là bấm máy câu 8 à? Câu 8 thì các bạn chỉ cần bấm này. Các bạn nhớ câu 8 bấm 200 này này. Xong rồi bấm bằng này đúng không? Rồi bấm shift này. Shift nhá, các bạn nhớ bấm shift này. Và bấm phần độ này, phẩy phẩy này các bạn này. Bấm một phát là nó sẽ ra ngay, đúng không? Bấm 200 này. Đấy, bằng này, bấm shift nhá. Độ, đấy, shift độ nhá thì nó sẽ ra luôn, nó là vấn đề về tách, đúng rồi, chính xác. Được chưa? Câu số 10, câu số 10 thì cũng chỉ mất 3 giây thôi đúng không? Đấy, bạn nào bây giờ mà còn chưa làm được bài này thì chứng tỏ là rất là yếu luôn, cực kỳ yếu luôn. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào thằng này đây? Thầy làm vào đây cho các bạn luôn, nhìn dễ nhìn luôn này. A chính là bằng gì? A mũ 4 nhân loga theo cơ số gì? A mũ 2 của 3 đúng không? A mũ 2 của 3 thì các bạn nhìn thấy số 4 này này thì nó phải chuyển lên là mũ của cái trên. Đấy, mũ của cái trên. Thì còn lại là gì nhỉ? Chỉ còn lại là A mũ loga theo cơ số A bình của 3 mũ 4. Chuẩn chưa? Đây là công thức rồi nhá. Đây là công thức rồi. Đấy, công thức cụ thể nó tại sao dùng công thức này thì các bạn nhớ thầy rằng là có một công thức là M trên N nhân loga theo cơ số A của B đúng không? Thì có nghĩa là bằng loga theo cơ số gì? Đấy, M này thì nó đang nằm ở trên tử thì nó đưa là mũ của cái trên, đúng không? N này nó đang nằm ở dưới mẫu thì đưa là mũ của cái dưới. Tức là thầy sẽ có là loga theo cơ số A mũ N của B mũ M. Đấy, ok chưa? Thế đây sử dụng công thức đấy. Và sau đó thì các bạn hoàn toàn tương tự là thầy 2 và 4 này chúng ta có thể rút bớt đi một cái được. Và thầy sẽ có lại, còn lại đó chính là A mũ loga theo cơ số A của 3 mũ 2. Đấy, được chưa? 4 với 2 thì chúng ta có thể rút bớt đi. Đấy, thì nó chỉ còn lại là bằng mấy nhỉ? Bằng 3 mũ 2, tức là bằng 9. Được chưa? Thì suy ra đó chính là đáp án A. Đấy, nó chính là đáp án A. Được chưa? Câu tiếp theo là câu số 11, là một câu về lý thuyết. Và chắc chắn là câu này đã có trong sách khoa rồi các bạn nhé. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào đúng? Đúng không? Hai khối chóp có hai đáy,
là đa giác bằng nhau thì thể tích bằng nhau. À, câu này sai lòi mắt ra rồi đúng không? Hai khối đa diện có thể tích bằng nhau thì bằng nhau, chưa chắc đúng không? Hai khối lăng trụ có chiều cao bằng nhau thì thể tích bằng nhau. À, cái này còn sai bởi vì nó còn liên quan diện tích đáy nữa mà, đúng không? Hai khối đa diện bằng nhau thì thể tích bằng nhau. À, thì chắc chắn đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án gì nhỉ? Là đáp án D. À, nó là đáp án D. Được chưa? Ok chưa? Tiếp tục là câu số 12. Câu số 12. Số điểm chung của đồ thị này với trục OX là, số điểm chung của đồ thị này với trục OX là, tức là chúng ta phải giải cho thầy phương trình gì nhỉ? Thằng này bằng 0 đúng không? À, tức là chúng ta phải cho thầy cái phương trình này này. X mũ 3 trừ 2X bình cộng X trừ 12 thì phải bằng 0. Đấy, và giải thêm thằng này xem có bao nhiêu nghiệm thì đó là có bấy nhiêu điểm, đúng chưa? À, xem có bao nhiêu nghiệm các bạn bấm máy tính như sau. Đây là phương trình bậc 3 thì các bạn kiểm tra bằng 1, 5, 5, 3, đúng chưa? À, 1 bằng này, trừ 2 bằng này, đấy, 1 bằng này và trừ 12 bằng. Đấy, được chưa? Các bạn chỉ cần kiểm tra xem có bao nhiêu nghiệm thôi. 1 bằng, trừ 2 bằng, kiểm tra lại nhá. 1 bằng này, trừ 2 bằng này. À, còn một cái nữa là 1, 5, 4 chứ. 1, 5, 4 là phương trình bậc 3, đúng không? 1 bằng này, trừ 2 bằng này, 1 bằng này và trừ 12 bằng. Đấy, thì nó sẽ có một nghiệm bằng 3. À, thằng này là vô nghiệm các bạn này, nhớ có y là vô nghiệm nhá. Thằng này cũng là vô nghiệm, vậy chứng tỏ là nó chỉ có duy nhất một nghiệm là x bằng 3 thôi. Đấy, và một nghiệm x bằng 3 duy nhất thì suy ra rằng là thằng này nó có mấy điểm chung? Nó chắc chắn là cắt tại một điểm thôi, tức là có một điểm chung. Được chưa? Câu 12 chắc chắn đó chính là đáp án B. Được chưa các bạn ơi? Ok chưa? Bạn nào muốn nhận file có PDF có đáp án và lời giải chi tiết thì các bạn nhớ rằng là chúng ta share vào 5 group học tập, sau đó inbox cho thầy. Thầy sẽ gửi cho các bạn toàn bộ file PDF luôn nhá. Cực kỳ hay luôn. Đề này là đề cực chất luôn các bạn ạ. Nhìn thế thôi nhưng mà nó không đơn giản. Mấy câu đầu thì chúng ta đang làm theo chuẩn thuật là 441. Thành ra là nó đang còn hơi bình thường đấy. Còn tí nữa các bạn nhìn thấy là mấy câu nó cứng là các bạn biết ngay. Được chưa? Đấy. Nói lại câu 12 đi thầy. Thì giải phương trình ra thôi, bởi vì là số điểm chung, tức là xem là thằng này có bao nhiêu nghiệm thì chúng ta sẽ cắt lại bấy nhiêu điểm đấy mà. Đúng chưa? Câu tiếp theo là câu số 13. Đấy, câu số 13 là một câu rất hay. Đấy, hay gặp trong đề thi năm 2019. Trong năm 2019, cực kỳ hay gặp luôn. Đây chính là bài toán về đồ thị đạo hàm. Được chưa? Ok chưa? Đấy, đây chính là dạng toán về đồ thị đạo hòa hàm. Đấy. Vậy làm bài này thì chúng ta như thế nào thì các bạn chú ý cho thầy như sau. Bài này chúng ta chỉ xử lý trong vòng đúng 30 giây thôi. Nếu như mà các bạn hiểu bản chất, chỉ đúng 30 giây thôi. Nhưng nếu như các bạn hiểu bản chất, vậy làm như thế nào thì các bạn chú ý cho thầy này, để thầy dạy các bạn cách làm cho mọi bài toán về đồ thị đạo hàm này luôn nhá. Là người ta cho các bạn một đồ thị, đây là chính là đồ thị đạo hàm, các bạn nhìn thấy không? Đồ thị của hàm số y bằng f(x) thì thằng này nó chính là gì đây? Nó chính là đồ thị của y bằng f(x). Được chưa? Là đồ thị đạo hàm nhá. Sau đó thì làm sao? Người ta hỏi là số điểm cực trị của thằng này, của hàm số này. Đấy, đúng không? Số điểm cực trị của hàm số này. Vậy các bạn nhớ thầy là động chạm đến cực trị hoặc là động chạm đến gì? Động chạm đến đồng biến, nghịch biến thì luôn luôn chúng ta phải tính đạo hàm nó ra. Tức là các bạn đều phải tính y phẩy ra thầy. Nhá, là y phẩy ra. Y phẩy nó chính là bằng gì? Là bằng f phẩy của x và trừ cho 2. Đấy, hình dung ra chưa các bạn ơi? Hình dung ra chưa? Y phẩy bằng f phẩy của x mà trừ cho 2. Thì suy ra là bây giờ chúng ta muốn tìm số cực trị của hàm số thì chúng ta chỉ cần cho nó bằng 0 thôi. Đấy, chỉ cần giải phương trình này bằng 0 thôi. Và tương đương với gì? Tương đương với f phẩy x của thầy nó chắc chắn là bằng 2. Chuyển vế đổi dấu, tức là chuyển trừ 2 sang bên phải thì nó chính là bằng 2. Được chưa? Đấy, nó chính là bằng 2. Và sau khi nó bằng 2 thì các bạn hiểu rằng là đây là người ta đã cho sẵn các bạn đồ thị của đạo hàm rồi. Và đường thẳng y bằng 2 đúng không? Số nghiệm của phương trình này chính là số giao điểm của hai đồ thị. Một đồ thị là đồ thị của đạo hàm, tức là y bằng f(x), và một đường thẳng khác là y bằng 2. Chuẩn chưa? À, số nghiệm của phương trình này, f(x) bằng 2 mà, thì nó chính là số giao điểm của hai đồ thị. Một đồ thị là y bằng f(x) và một đồ thị khác đó chính là cái đường thẳng y bằng 2. Đấy, được chưa? Ok chưa? Vậy đường thẳng y bằng 2 thì các bạn quan sát vào đồ thị các bạn nhìn thấy này. Đây chính là bằng 2 đúng không? Thì suy ra y bằng 2 của nó chính là cái này các bạn này. Đây chính là đường thẳng y bằng 2. Đấy, được chưa? Đây chính là đường thẳng y bằng 2 này. Đấy, được chưa? Và đến đây bây giờ các bạn sẽ làm gì? Các bạn chỉ cần nhìn bằng mắt thường là chúng ta có thể suy ra ngay. Thì nó cắt tại mấy điểm đây? Một điểm này, hai điểm và
và 3 điểm, đúng không các em? Nó cắt tại 3 điểm đúng không? Thì suy ra rằng là thằng này nó chính là 3 điểm phân biệt nhau, nhớ nhá, 3 điểm phân biệt nhau, nhớ thầy từ phân biệt này này. Đấy, từ phân biệt này này. Thì suy ra rằng là nó sẽ có 3 cực trị. Đấy, tức là đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C, các bạn thấy dễ không? Cực dễ luôn. Đúng không? Số cực trị. Thì chúng ta chỉ cần tính ra đạo hàm của hàm số này, sau đó thì chúng ta cho nó bằng 0, thì chúng ta sẽ suy ra đó chính là đáp án C. Chỉ mất đúng 30 giây để chúng ta nhận thấy thôi, đúng không? Nhưng mà các bạn phải lưu ý thầy một điều rằng là 3 điểm phân biệt thì nó mới được như thế. 3 điểm phân biệt thì nó mới được như thế. Còn nếu như không phân biệt thì làm sao? Không phân biệt thì thầy lấy ví dụ cho các bạn này. Thầy lấy ví dụ nhá. Đó là cái phương trình f x bây giờ nó không phải là bằng 2 nữa, mà nó bằng 4 đi. Giả sử f x đấy, mà bằng 4 đi. Đấy, chuyển với đổi dấu nhá, cũng là bằng 4 mà không phải là bằng 2 nữa. Được chưa? Các bạn hiểu ý thầy chưa? Mà nó là bằng 4 thì làm thế nào? Khi nó bằng 4 thì chúng ta sẽ thấy cho thầy D chính là đường thẳng y bằng 4 này. Y bằng 4. Các bạn quan sát nha, thầy mở rộng ra cho chúng ta làm được tất cả mọi bài toán như thế này luôn. Đúng không? Nếu đường thẳng y bằng 4 thì các bạn nhìn thấy rằng là nó cắt tại mấy điểm đây? Cắt tại mấy điểm đây? Nó cắt tại mấy điểm? 2 điểm đúng không? 2 điểm. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy rằng là có một cái điểm này người ta sẽ gọi là điểm gì? Điểm tiếp xúc. Đấy, điểm tiếp xúc. Thì số cực trị của nó không được tính điểm này, tức là chúng ta phải loại thằng này đi. Đấy, chỉ còn lại duy nhất một điểm đó là điểm này thôi. Hiểu chưa? Đấy, tức là số cực trị của hàm số thì các bạn chỉ cần nhớ rằng là chúng ta tính đạo hàm ra rồi sau đó thì xem là có bao nhiêu nghiệm phân biệt thì đó có bấy nhiêu cực trị. Nhớ rõ chưa? Đấy, có bấy nhiêu điểm thì có bấy nhiêu điểm phân biệt thì có bấy nhiêu cực trị. Được chưa? Tức là số cực trị của chúng ta không được tính điểm tiếp xúc. Nhớ thầy là chúng ta phải loại điểm tiếp xúc này đi. Và đương nhiên là bài này chúng ta chỉ cần dùng bằng mắt thường là các bạn sẽ suy ra ngay. Được chưa? Đúng rồi, có bạn hỏi, bạn Trần Đức hỏi rất hay là nếu như mà người ta hỏi là hỏi riêng cực đại cực tiểu thì làm thế nào? Thì các bạn nhớ cho thầy như sau. Đây chính là đường thẳng y bằng 2 các bạn này. Đây chính là đường thẳng y bằng 2 đúng không? Các bạn nhớ rõ nhá, thầy có thể lấy bút đỏ các bạn có thể thầy khoanh cho các bạn này, các bạn dễ hình này, dễ hình dung này. Đấy, để làm các bài toán khó hơn chứ con bài này nó thật sự mà nói là cực nhạt luôn. Đây, đây chính là đường thẳng gì đây? Đường thẳng y bằng 2 đúng không? Đấy, nó cắt tại 3 điểm, thằng này là điểm số 1 này, thằng này điểm số 2 và thằng này điểm số 3 đúng không? Đấy, điểm số 1 này, điểm số 2 này và điểm số 3. Đấy, bây giờ giả sử người ta hỏi rằng là có bao nhiêu cực đại và bao nhiêu cực tiểu chẳng hạn thì làm thế nào? Bao nhiêu cực đại thì bao nhiêu cực tiểu thì các bạn nhìn thấy rằng là nếu như nó nằm ở dưới cái đường thẳng này thì nó đều là âm. Đấy, được chưa? Nó đều là âm. Và trên đường thẳng này thì nó đều là gọi là dương. Đấy chưa? Dương. Đấy. Cộng hết thì các bạn nhìn thấy rằng là nếu như đổi dấu từ âm sang dương, các bạn nhìn thấy không? Đổi dấu từ âm sang dương, âm có nghĩa là đi xuống, dương có nghĩa là đi lên. Đấy, thì chứng tỏ là thằng này này nó được gọi là điểm gì nhỉ? Điểm cực tiểu. Các bạn nhìn thấy không? Âm thì nó gì đây? Âm thì nó đi xuống và dương thì nó là đi lên, thì chứng tỏ thằng này cực tiểu. Chứng tỏ tiếp tục thằng này cực đại và thằng này cực tiểu. Đấy. Vậy nếu như người ta hỏi là có bao nhiêu cực đại, bao nhiêu cực tiểu thì chúng ta có thể trả lời luôn là có mấy cực đại nhỉ? Có một cực đại. Đấy. Tại điểm nào? Tại điểm này này. Đấy, vì sao biết là cực đại? Bởi vì nó đổi dấu từ dương cho sang âm. Dương sang âm tức là dương là đi lên, âm là đi xuống, tức là điểm này nó phải là điểm cực đại. Hình dung được chưa? Đấy, thế thôi, là chúng ta đều có thể là chiến đấu được hết. Ok chưa? Đó, nói về cực trị của hàm số nhé. Còn nói về đồng biến nghịch biến thì có một cái chuyên đề riêng cho các bạn luôn. Đúng không? Ok chưa? Là câu số 13, chắc chắn là 100% các bạn đang xem đây, đây gần 850 bạn đang xem rồi. Ui giời, thầy hôm nay tùy tưởng chỉ còn 300 bạn xem mới sợ, còn 800 bạn xem là vẫn phê lắm rồi, thoải mái. Đã chưa, kể cả một bạn xem thì vẫn dạy thôi, rất là sướng rồi đúng không nhỉ? Ok, tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang thầy câu số 14. Đã chưa, câu số 13 như thế là ổn rồi nhá. 14 các bạn làm đi. Câu số 14 thì chúng ta có thể sử dụng cho thầy gì nhỉ? 17 là ra thôi đúng không? Câu 14 các bạn dùng thầy 17 như sau. Nào, bấm 17 nào. 17 đây, bấm đây các em. X mũ 3. Đấy. Trừ 3x bình đúng không? Trừ 3x bình này. Đấy. Trừ 9x này. Đấy, và cộng 1 đúng không? Bởi vì tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất lúc nào mà chả gì nhỉ? Tính 17 đúng không? Giờ các bạn nhìn thấy là trên đoạn từ 0 đến 4. Trên đoạn từ 0 đến 4 thì cực kỳ đơn giản luôn. Thì các bạn chỉ cần bấm là gì nhỉ? Gới các bạn bỏ qua nhá. Start của chúng ta là bằng 0. N của chúng ta chắc chắn là bằng 4. Và step của chúng ta đó chính là lấy cái cuối trừ cái đầu mà chia cho 19, tức là lấy 4 phần 19, được chưa? 4 chia 19 thì chúng ta sẽ được ngay một cái giá trị. Thì các bạn sẽ quan sát cho thầy cái cột Fx bên này nhé. Là gì đây? 1 này, trừ 1 phẩy này đúng không? Các bạn quan sát đi, thằng nào là giá trị lớn nhất? Cái 1 đấy các bạn để ý nhé. Đó, trừ này, trừ này, trừ này đúng không? Ôi giời, lúc này chúng ta có trừ mấy đây?
trừ 25,98 tức là gì nhỉ? Là trừ 26 đúng không? Đấy, trừ 26 các bạn nhìn thấy không? Vậy chúng ta phải lấy là cái 1 này, 1 này là giá trị lớn nhất và trừ 26 đó chính là giá trị bé nhất đúng không? Max là bằng 1. Đấy. Và min của chúng ta nó chắc chắn là gì? Là bằng trừ 20, 26. Đấy. Và cái người ta bảo là gì đây? M là gì? Là giá trị nhỏ nhất, tức là chúng ta sẽ lấy là gì nhỉ? M là giá trị nhỏ nhất, tức là lấy trừ 26 mà cộng cho 2 nhân 1. Đấy, các bạn nhìn thấy đề bài không? M nhỏ cộng 2M lớn. Thì chúng ta bằng mấy đây? Bằng trừ 20, 14 đúng không? Chắc chắn là làm đúng, không bao giờ có thể sai được những câu như thế này. Chắc chắn luôn, không bao giờ có thể sai được nhá. Nếu bạn nào nói sai mấy câu này thì các bạn xem lại ngay. Đấy, cực kỳ đơn giản luôn. Đấy, được chưa? Tiếp theo là câu số 15. Ôi giời, câu số 15 thì nó càng dễ nữa nhờ. Là nghịch biến trong các khoảng nào dưới đây, đúng không? Thì chúng ta tính y phẩy ra thôi. Các bạn tính y phẩy ra, thầy tính luôn trên này, các bạn dễ nhìn này. Y phẩy bằng gì? X bình đúng không? Trừ 4X đúng không? Và cộng 3. Đấy, sau khi tính y phẩy sau rồi các bạn cho luôn bằng không luôn cho nhanh. Đấy, bằng không thì chúng ta có tính mấy nghiệm nhỉ? Có hai nghiệm thôi, đây là A cộng B cộng C bằng 0 này. A cộng B cộng C bằng 0 thì có một nghiệm X bằng 1 và một nghiệm X bằng C trên A là X bằng 3. Đấy, rồi sau đó các bạn xét dấu thôi đúng không? Xét dấu thì chúng ta có đây là 1 này, đây là 3 này. Trong trái ngoài cùng. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thì suy ra là người ta bảo nghịch biến thì suy ra là nó khoảng từ 1 cho đến 3. Đấy, rất đơn giản đúng không? Thì đó là đáp án D. Đó là đáp án D. Được chưa? Đấy, những câu nào mà nằm trong 441 chiến thuật làm bài của chúng ta, đó là 441, tức là câu nào mà nó làm trong vòng, có khả năng làm trong vòng dưới 60 giây thì chúng ta sẽ làm nhá. Câu số 16. Câu số 16. Cắt các khối lăng trụ này bởi các mặt phẳng M, MN, P và MNP. À, cái này nó chính là bài hình vẽ, các bạn chỉ cần nhìn qua là các bạn sẽ suy ngay các em ạ. Bài này nó dễ lắm. Đấy, các bạn vẽ ra cho thầy cái hình lăng trụ này nhá. Hình lăng trụ các bạn vẽ ra cho thầy hình lăng trụ, vẽ phác họa sơ qua cho thầy thôi nhá. Đấy, vẽ hình lăng trụ thôi. Bài này thì nó khá đơn giản bởi vì nó chỉ có thiên về nhìn hình thôi. Đấy, rèn luyện kỹ năng nhìn hình thôi. Được chưa? MNP đây, M đây, N này, P đây và M', N' và P'. Đây là một hình lăng trụ, được chưa? Nào, cắt mặt phẳng bởi, cắt cái khối lăng trụ này bởi hai mặt phẳng, các bạn nhìn thấy này. Đó là mặt phẳng M, N, P. M này, đấy, N này. Và P, đấy, mặt phẳng này các bạn này. Đấy. Được chưa? M, N, P, các bạn nhìn thấy không? Và một mặt phẳng nữa đó là M, N, P, M, N và P của chúng ta. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Thì người ta hỏi rằng là chia cái hình lăng trụ này gồm có thành bao nhiêu phần, bao nhiêu khối lăng trụ khác nhau? Đúng không? MNP phải đây, MNP phải đây. Đấy. Được chưa? Và MNP phải, M này, N phải, P phải. À đây, MN phải, P phải các bạn nhá. M đây, N phải đây. Đấy, P phải đây, đúng không? Thì nó sẽ tạo ra mấy hình chóp các bạn nhỉ? Nó sẽ tạo ra ba hình hình chóp đúng không? Hay còn gọi là ba hình tứ diện. Tức là chúng ta sẽ có hình thứ nhất đó là gì? M phải này. Đấy là đỉnh. Đáy của nó là tam giác gì? MN phải, P phải. MN phải, P phải, đó là một hình đúng không? Đây là một hình tứ diện này, hay còn gọi là hình chóp tam giác này. Cái hình thứ hai đó là gì? Đỉnh của nó là gì? MNP phải, MNP phải. À, thì suy ra đỉnh của nó là N phải. Đấy, và đáy của nó là MNP phải luôn. MNP phải luôn. Đấy, được chưa? Đây là hình thứ hai. Và một hình thứ ba đó chính là gì các bạn nhỉ? Là hình dưới này này. Thì đỉnh của nó là đỉnh P phải nhá. Cái này nó chỉ có thiên về kỹ năng nhìn thôi. Và đáy của chúng ta đó là MNP. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Là nó sẽ cắt ra thành gì nhỉ? Thành ba cái hình hình tứ giác, hình tứ diện, hay còn gọi là hình chóp tam giác, được chưa? Ba cái khối tứ diện thì chắc chắn đó là đáp án gì các bạn nhỉ? Đó chính là đáp án A. Đấy, ba khối tứ diện. Đúng chưa? Là 16 của chúng ta, đó chính là đáp án A. Ok chưa? Đấy, rất đơn giản đúng không? Cái này là nó chỉ có thiên về kỹ năng nhìn hình thôi. Nhìn thôi nhá. Nhìn hình thôi. Đấy, là chúng ta sẽ nhìn ra ngay, không bao giờ có thể sai được những câu này. Tiếp tục nào. Câu số 17. Các bạn làm đi. Ok chưa? Thể tích của khối cầu, thể tích của cầu là bằng 4/3 pi nhân cho R lập. Cái này là công thức rồi các bạn nhé. 4/3 pi nhân R lập. Ok chưa? Đấy, cái này là có sách rồi nhá. Đấy. Câu số 18 như sau. Các bạn nhìn thấy câu số 18 chưa? Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số M
để cho thằng này có đúng một cực tiểu và không có điểm cực đại. À, thằng này các bạn nhìn thấy là một cái câu mà nó rất dễ đánh lừa các em. Đấy, vì sao dễ đánh lừa thì các bạn nhớ thấy rằng cái này nó chưa chắc là hàm số của bốn trung phương đâu. Bởi vì nó còn có cái hệ số A là nó chưa có thể khác không được. Tức là trong trường hợp này, câu số 18 này các bạn này, 18. Đó là gì? Là các bạn phải nhớ đúng một cực tiểu và không có cực đại thì nó còn có một khả năng xảy ra, đó là một parabol, tức là đồ thị của nó có thể là bậc 2. Đây là có một cực đại và không có cực tiểu, đúng không? Còn có một cực tiểu không có cực đại thì suy ra đồ thị của nó, parabol nó phải có dạng như thế này. Đấy, đây chính là phương trình y bằng ax bình cộng cho bx và cộng c. Đấy, trong trường hợp này là có một cực tiểu, trong trường hợp này là hàm số parabol. Vậy để giải quyết bài toán này thì các bạn cần phải lưu ý cho thầy một trường hợp nữa, đó chính là gì? Trường hợp 1 đó chính là chúng ta phải cho a bằng 0, tức là 1 trừ m của thầy là bằng 0. Đấy, chúng ta phải xét cho thầy cái trường hợp này nhá. 1 trừ m bằng 0. Vậy khi 1 trừ m bằng 0 chúng ta sẽ suy ra là m bằng m1, đúng không? M bằng 1 thì chúng ta làm sao? Thì các bạn quan sát vào đây này, thằng này bằng 0 luôn, đúng không? Thằng này bằng 0 luôn, đúng không? Và thằng này nó chính là gì đây? Là 2 nhân 4, tức là bằng đồ thị của nó. Sau khi thay m1 vào nhá, thì các bạn sẽ thấy rằng là đồ thị của chúng ta bây giờ còn lại là y bằng gì? Bằng 8x bình mà cộng cho 1, đúng không? Thì đây là một parabol rồi, và có hệ số A dương thì chứng tỏ là nó là thỏa mãn là điểm một điểm cực tiểu duy nhất, đúng không? Thì chứng tỏ là m1 là thỏa mãn. Đấy, m1 là thỏa mãn rồi nhá. Các bạn nhớ thầy một giá trị m1 là thỏa mãn rồi. Cái thứ hai là các bạn nhớ này, trường thứ hai là gì? Trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ phải cho là 1 trừ m của thầy là gì nhỉ? Là nó sẽ khác không. Đấy, khác không thì chứng tỏ là thằng này nó đã đảm bảo là một hàm số bậc 4 trung phương rồi. Đấy, nó đã đảm bảo một hàm số bậc 4 trung phương rồi, đúng không? Và khi nó đã đảm bảo một hàm số 4 trung phương rồi thì chúng ta sẽ suy ra rằng là gì? Điều kiện. Đấy. Điều kiện nhá. Để một hàm số bậc 4 trung phương, nhớ nhá, trung phương nhá. Đấy, và có một cực tiểu và không có cái điểm cực đại. Có một cực điểm cực tiểu và không có điểm cực đại là nó phải có hai điều kiện, đúng không? Một cực tiểu và không có cực đại. Thì điều kiện thứ nhất là gì các bạn nhỉ? Là các bạn nhớ luôn luôn là nét cuối cùng nó phải ăn theo hệ số A. Tức là nét cuối cùng của trục phải đi lên. Tức là thầy sẽ có là 1 trừ m, đó là hệ số A, là phải lớn hơn 0. Và cái thứ hai là cái A nhân B tức là tích của cái hai hệ số này thì nó phải lớn hơn 0. Đấy, tức là thầy sẽ có là 1 trừ m nhân cho gì nhỉ? Nhân cho 2 nhân cho m cộng 3, đúng không? Tức là bỏ số 2 đi, thầy sẽ có là nhân cho m cộng 3 thôi, là nó vẫn lớn hơn 0. Đấy, đây chính là điều kiện để hàm số bậc 4 trung phương có một cực tiểu, không có điểm cực đại. Và đương nhiên giải cái thằng này ra chúng ta giải bình thường thôi. 1 trừ m lớn 0 thì suy ra m nó phải nhỏ hơn 1, đúng không? Đúng không? À, đúng chưa? Và suy ra chỗ này là m phải như thế nào các bạn nhỉ? M sẽ phải nhỏ hơn gì nhỉ? M cộng 3 nó cũng sẽ phải lớn hơn 0. Đấy, và kết hợp hai thằng này lại thì các bạn sẽ suy ra là m nhỏ hơn 1 và m sẽ lớn hơn trừ 3. Và chúng ta sẽ có là trừ 2 này, trừ 1 này, 0 này, đúng không? Đấy, và kết hợp với cả trường hợp 1 nữa thì có một cái là bằng 1 nữa. Nhưng mà các bạn nhớ thầy là trong bài này người ta chỉ hỏi rằng là nguyên dương của tham số m. Nguyên dương thôi nhá. Nguyên dương của tham số m, tức là ba thằng này chúng ta phải loại hết đi, bởi vì ba thằng này nó không phải là số nguyên dương, đúng không? Nó không phải là số nguyên dương, chúng ta phải loại hết đi. Vậy chỉ còn lại duy nhất một nghiệm m1 là đáp án đúng thôi, đúng không? Đó, chỉ có duy nhất một nghiệm m bằng 1 nó là đáp án đúng luôn. Các bạn hiểu ý thầy chưa? Đấy, ok. Vậy đáp án chính xác của ta đó là đáp án A, là lưu ý nhá. Còn nếu như bạn nào mà không giải trường hợp 1 thì các bạn sẽ sai ngay. Trường hợp 1 là chính là trường hợp mà chúng ta cho hệ số A bằng 0, là 1 trừ m của thầy sẽ là bằng 0. Nhớ nhá. Đấy. Lưu ý. Ok chưa? Còn nếu như mà không giải trường hợp đấy thì các bạn chắc chắn là tạch luôn bài này luôn. Đấy, câu số 19 nó chỉ mất 5 giây là ra ngay. Được chưa? Câu số 19. Các bạn làm đi, câu số 19 đáp án nào? Ok chưa? Câu số 19. Trong các đồ thị hàm số sau thì cái nào sẽ là hàm số gì nhỉ? Có tiệm cận ngang. Đấy, đồ thị hàm số có tiệm cận ngang. Thì các bạn lưu ý cho thầy rằng là khi nào có tiệm cận ngang đây. Đồ thị hàm số nhớ là có tiệm cận ngang các bạn nhá. Thì khi nào? Thứ nhất là các bạn nhớ rằng là thằng này là có này, bởi vì chúng ta thấy là tiệm cận ngang chắc chắn là y bằng gì? Y bằng 0 luôn, đúng không? Số mũ tử nó nhỏ hơn số mũ mẫu thì suy ra tiệm cận ngang là bằng 0. Thằng này chắc chắn là không có, bởi vì nó là đa thức, đúng không? Thằng này cũng không có,
Đấy, vì nó là hàm số bậc 2 chữ bậc nhất. Số mũ hữu tử là mũ 2, số mũ ở mẫu là mũ 1 thì thằng này cũng không có, đúng không? Và còn lại thằng này có không? Thằng này cũng có. Đó chính là y bằng 0 luôn. Vì số mũ hữu tử nó nhỏ hơn số số mũ ở mẫu thì chúng ta suy ra chỉ có duy nhất một tiệm cận ngang là gì? Y bằng 0. Vậy chắc chắn là có hai hàm số là thằng số này và cái này. Được chưa? Rất đơn giản thôi. Là đáp án C, nhưng mà phải nhớ được bản chất, chứ còn bây giờ làm bừa là các bạn sẽ tạch ngay. Ok chưa? Ok, sao 1 trừ m lớn không vậy? 1 trừ m lớn không bởi vì nó ăn theo nét cuối cùng của đồ thị nhá. Thằng này là hệ số A các bạn này, thằng này hệ số A. Nó sẽ đi theo nét cuối cùng của đồ thị. Đồ thị của nó để có một cực đại và một cực tiểu, không có cực đại thì nó phải có dạng nó như thế này. Parabol nó hướng lên trên như thế này. Đấy, và nó nét cuối cùng đi lên thì suy ra hệ số A của chúng ta phải lớn hơn không thôi. Được chưa? A phải lớn hơn không? Đó, 1 trừ m lớn không? Tiếp tục. Câu số 20. Đấy, câu số 20. Tiếp tục. Cho khối chóp tứ giác đều có chiều cao bằng 6. Nhớ cho thầy là khối chóp tứ giác đều nhá, thì suy ra đáy của nó là gì các bạn nhỉ? Đáy là hình vuông nhá. Khối chóp tứ giác đều thì suy ra đáy của nó là hình vuông. Được chưa? Có chiều cao bằng 6 và thể tích bằng 8. Thì các bạn nhớ là V của khối chóp thì luôn luôn bằng gì nhỉ? 1/3 diện tích đáy. Đây nó chính là bằng A bình luôn. Gọi A nó chính là cạnh của hình vuông. Nhớ nhá, A là cạnh của hình vuông. Đấy, thì để phải diện tích hình vuông là bằng A bình mà, nhân cho chiều cao là nhân cho H, đúng không? Thì các bạn thay số vào thầy như sau. V chóp ở đây là bằng 8. Bằng 1/3 A bình, đúng không? Nhân H ở đây là bằng 6. Vậy các bạn sẽ suy ra rằng là gì nhỉ? A bình bằng 4, 6 chia 3 bằng 2, đúng không? Đấy, 8 chia 2 bằng 4. Vậy thầy sẽ có rằng là A bình của thầy nó chính là bằng 4, đúng không? A bình bằng 4 thì suy ra A bằng 2. Được chưa? A bằng 2 thì đó là đáp án D. Rất đơn giản. Được chưa? Đấy, cực kỳ đơn giản luôn. Được chưa? Tiếp theo. À, hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng, đúng không? Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng, đúng chưa? Thì các bạn nhớ thầy như sau. Đây, thầy có thể vẽ các bạn một hình lăng trụ phác họa, các bạn sẽ biết được ngay có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng. Bài này là có sách cũng khoa rồi, nhưng thầy muốn nhấn mạnh cho chúng ta để chúng ta có thể xử lý được ngay. Đấy, nó cũng rất đơn giản và nó chỉ mất tầm khoảng 2 giây để chúng ta tưởng tượng ra cho thầy thôi. Đây một cái hình lăng trụ tam giác đều đây, được chưa? Có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? Mặt phẳng đối xứng thì các bạn có thể hiểu rằng là nó là mặt phẳng cắt đôi một cái hình thành hai phần bằng nhau, y xì nhau, đó được gọi là mặt phẳng đối xứng. Được chưa? Thì chúng ta thấy cho thầy mặt phẳng thứ nhất là các bạn nhìn đây, đây là ABC này. Đấy. A phẩy, B phẩy, C phẩy này, được chưa? Mặt phẳng thứ nhất là các bạn nhìn thấy này, giống như kiểu nó đi qua trung điểm của AB. Đấy. Thầy gọi đây là điểm Y, đây là điểm H và đây là điểm C, các bạn nối những mặt phẳng này lại, những cái điểm này lại. Mặt phẳng đối xứng nhá, mặt phẳng đối xứng của hình lăng trụ tam giác đều, cái mặt phẳng đầu tiên là C, Y phẩy, H, C, C phẩy. Đấy, được chưa? Đây là mặt phẳng thứ nhất, tức là mặt phẳng đi qua hai đỉnh và đi qua hai trung điểm của cạnh đối diện. Và đương nhiên chúng ta có mấy đây? Có mấy cái trường hợp như thế nhỉ? Có 3 cái như thế nữa, đúng không? Đấy, vậy tổng cộng là các bạn nhìn thấy này, là có 3 cái mặt phẳng đối xứng theo kiểu là như thế. Và có một cái mặt phẳng nữa là nó chính là mặt phẳng cắt ngang này các bạn này. Cắt ngang cái hình lăng trụ này ra. Đấy. Ví dụ đây là Y, R, K hả? Thì mặt phẳng YJK là mặt phẳng đối xứng thứ tư, đúng không? Mặt phẳng đối xứng thứ tư, tức là nó sẽ có 4 mặt phẳng đối xứng tất cả, đó là đáp án A. Được chưa? Đó là đáp án A. Đó. Ok chưa? Giải từ gì các bạn? Bình thường mà. Câu này nó chưa phải là câu liên quan đến vận dụng cao hay gì đâu. Các bạn có thể làm ngắn gọn được. Câu tiếp theo là câu số 22. Câu số 22 là một câu cũng khá là bình thường, nhưng thầy nghĩ là chúng ta có thể chiến được nhá. Câu số 22. Đó là gì? Cho một hình chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật. Đáy là hình chữ nhật, các bạn chỉ cần vẽ thôi nhá. Và đường thẳng SA nó vuông góc với mặt phẳng đáy. Thì các bạn nhìn thấy là bài này nó rất đơn giản, đúng không? Là bởi vì nó không có gì đặc biệt cả, các bạn vẽ hình ra thôi. Đáy của nó là một hình chữ nhật. Đây. Được chưa? SA nó vuông góc với đáy, các bạn vẽ SA vuông góc với đáy như sau. Đấy, đây là S này, A này, đúng không? B này, C và D. Đấy, SA vuông góc ở đấy, các bạn ký hiệu luôn cho thầy là đáy của nó là hình chữ nhật. Đấy, được chưa? Sau đó các bạn ký hiệu nhanh này, AB bằng A căn 3, AB thằng này bằng A căn 3. Đấy, AD bằng A, đúng không? AD bằng A. Đấy, đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA bằng A. Đấy, thằng này bằng A các bạn này. Được chưa? Đấy, các bạn ký hiệu luôn cho thầy rằng là tất cả các cạnh mà những dữ kiện gì người ta cho thì chúng ta ký hiệu luôn cho thầy. Và người ta hỏi là gì? Thể tích của khối cầu ngoại tiếp của hình chóp. Các bạn nhớ nhá, thể tích khối cầu ngoại tiếp của hình chóp SBCD. SBCD, S này, BCD, được chưa? Đấy.
Thì các bạn phải hiểu cho thầy một cái điều rằng là gì? Bây giờ chúng ta muốn tính thể tích khối trượng khối cầu thì nó chính là bằng 4 phần 3 pi nhân cho R, R mũ 3. Đây chính là công thức tính thể tích khối cầu đúng không? Và bản chất của chúng ta đó là chúng ta phải đi tìm cho thầy R bằng bao nhiêu đúng không? Bán kính là chúng ta sẽ suy ra ngay. Đúng không? Đấy, thế thì bây giờ chúng ta hiểu rằng là muốn tìm cái thể tích, hay nó chính xác muốn tìm bán kính của một khối cầu thì chúng ta phải tìm ra tâm trước bằng cách như sau. Các bạn nối thầy cái B và D lại với nhau. Nối thầy B và D lại với nhau. Thì các bạn nhìn thấy cái khối chóp của chúng ta đang cần tìm đó là S.BCD. Đúng không? S này, chấm này, BCD. Đấy, thì BCD nó đóng vai trò là đáy và S của ta là đỉnh, đúng không? Và muốn tìm cái tâm thì chúng ta phải làm cho thầy những bước sau. Đầu tiên là các bạn phải tìm ra cho thầy cái tâm của đáy trước. Tâm của đáy trước. Được chưa? Tâm của đáy thì các bạn nhìn thấy đáy của nó là hình gì đây? Tam giác BCD nó là tam giác gì? Tam giác BCD nó là gì? Nó là tam giác gì? Tam giác vuông. Đấy, tam giác vuông ở C này các bạn này. Tam giác vuông ở C, đúng chưa? Vì BCD nó là hình chữ nhật, đề bài người ta cho, đúng không? Thì suy ra tam giác BCD nó là tam giác vuông. Thì các bạn nhớ thầy là tam giác vuông thì làm sao? Là tâm đường tròn ngoại tiếp nó sẽ nằm ở trung điểm của cạnh huyền. Thì BD nó là cạnh huyền thì chúng ta sẽ đánh dấu thầy, thầy gọi đây là điểm O. Đấy, nó là gì các bạn nhỉ? Nó là trung điểm của cạnh huyền. Thế thì bây giờ từ điểm O này thì làm sao? Là chúng ta phải dựng một đường thẳng vuông góc với đáy. Và đương nhiên là đường thẳng đấy chúng ta thấy là nó rất đặc biệt, bởi vì có SA vuông góc với đáy. Và đường thẳng chúng ta cũng song cần dựng cũng sẽ là vuông góc với đáy, thì chứng tỏ hai đường thẳng này nó sẽ song song với nhau. Và thầy gọi điểm này điểm O rồi nhá. Điểm này điểm O này. Thầy sẽ kẻ một đường thẳng nó song vuông góc với đáy, và đương nhiên đường thẳng này thầy gọi cắt cái đường thẳng SC tạm điểm, thầy gọi điểm này đó chính là điểm Y. Và các bạn có thể nhìn ra cho thầy một cái điều rất nhanh, đó chính là cái OI này này nó chắc chắn song song với SA. Các bạn hiểu nhá. OI của chúng ta song song với SA. Vì sao OI song song SA? Bởi vì nó là cùng vuông góc với đáy. Đấy, và chúng ta đều có thể hiểu luôn đó là OI này nó chính là đường trung bình của tam giác SAC. Các bạn xét cho thầy cái tam giác này. SAC. Đấy, S này, A, C. O là trung điểm và OI song song với SA thì suy ra rằng là gì? Là OI nó là đường trung bình, tức là Y của thầy nó cũng chính là trung điểm luôn. Đấy. OI cũng là trung điểm của SC. Và các bạn phải hiểu rằng là tâm của đường tròn, tâm của cái hình cầu ấy mà ngoại tiếp cái hình chóp SBCD này này, nó chính là điểm Y luôn. Nó chính là điểm Y luôn. Nhá. Đấy, nó chính là điểm Y. Thì suy ra bán kính của chúng ta đó chính là IS này, IC này, IA này, IB hoặc là ID. Đấy, đó chính là bán kính. Và đương nhiên chúng ta chỉ cần tính ra cho thầy là thằng gì nhỉ? Thằng SC thôi. Sau đó các bạn chia đôi ra thì nó ra SI đúng không? Đấy, vậy chúng ta tính cho thầy SC như sau. Các bạn tính SC này. Tính này. Cái SC như sau, nó cực dễ luôn. Đó là các bạn nhìn thấy này. ABCD nó là hình chữ nhật mà có cạnh là AB bằng A căn 3, có cạnh AD là bằng A. Thì suy ra các bạn sử dụng Pythagore, chúng ta sẽ suy ra cạnh BD nó chính là gì đây? BD của chúng ta nó chính là bằng 2A. Tính nhanh nhá. Đấy, 2A, đúng không? 4A 3 bình cộng A bình là 4A bình, 4A bình mà căn ra thì bằng 2A. Đấy, là bằng 2A. Thì chứng tỏ là cái cạnh AC của thầy nó cũng chính là bằng 2A, đúng không? Tức là chúng ta dùng Pythagore, các bạn tính cái cạnh BD nó chính là bằng cạnh AC, nó chính là bằng 2A. Đấy, được chưa? Vì nó là hình chữ nhật, các bạn nhìn thấy nhá, hình chữ nhật đây. Đấy, tìm Pythagore. Sau đó các bạn xét cho thầy cái tam giác ASAC. Đấy, xét cho thầy cái tam giác SAC này. SAC. Đấy, nó vuông ở đâu? Nó vuông ở A. Có cạnh SA bằng A, cạnh AC nó lại bằng gì? Bằng 2A. Thì chúng ta cũng lần lượt chúng ta sử dụng định lý Pythagore thì các bạn sẽ suy ra là thằng SC bình thì có phải là bằng SA bình. Đấy, và cộng cho gì? Cộng cho AC bình. Đấy, và bằng A bình cộng với mấy? 4A bình, đúng không? Thì nó chắc chắn là bằng 5A bình. Vậy suy ra cái cạnh SC của thầy nó chính là bằng A căn 5. Đấy, mà SC bằng A căn 5 thì suy ra bán kính của chúng ta đó chính là cạnh IA này này, IS này này, IC này này, thì R của chúng ta bằng một nửa nó, tức là bằng A căn 5 chia 2. Đấy, A căn 5 chia 2. Được chưa? R bằng A căn 5 chia 2. Vậy sau khi đã tìm R rồi thì các bạn nhớ rằng là muốn tìm thể tích của khối cầu thì nó chính là bằng gì? Công thức luôn, 4 phần 3 pi nhân cho R mũ 3. Được chưa? Tức là bằng 4 phần 3 này, pi này, nhân này, R mũ 3, tức là thằng này mũ 3 này các bạn này, thì bằng A căn 5 chia cho 2 tất cả mũ 3. Đấy, và các bạn có thể tính nhẩm luôn nhá. Chỗ này là bằng 4 này, nhân cho 5 căn 5 này. Đấy, và trên cho gì nữa các bạn nhỉ? Trên cho thằng này 8, 8 nhân cho 3 đúng không? 8 nhân cho 3. Đấy, và đương nhiên các bạn sẽ rút gọn đi, nó là còn cái A mũ 3 và pi nữa đúng không? Nhưng các bạn không cần viết vào đâu, nó chắc chắn là có A mũ 3 và pi mà.
Và nó chính là bằng gì? 5 căn 5, đúng không? 4 với 8 chúng ta tiệt tiêu đi một cái. 5 căn 5 chia 6, pi nhân a mũ 3. Đấy, đây chính là kết quả cuối cùng. Ok chưa? Đấy, hay quá thầy ạ. À. Ok, cảm ơn em. Nó rất đơn giản thôi. Nó không có gì cả. Đấy, nhưng mà các bạn phải hiểu được rằng là đây chính là dạng toán về tâm của mặt cầu ngoại tiếp một hình chóp. Được chưa? Thì chúng ta sẽ diễn ra theo quá trình đó là 3 bước cụ thể. Đấy, trong lớp VIP thì thầy sẽ dạy các bạn chi tiết cụ thể luôn. Ok chưa? Và đó chính là đáp án gì các bạn nhỉ? Đó là đáp án A. Ok chưa? Đấy, một bài hình thôi nhưng mà thầy muốn giải chi tiết cho chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được luôn. Bởi vì nó rất đơn giản. Được chưa? À, nhiều bạn bây giờ đang hơi yếu cái này nhưng mà thực ra thì nó không có vấn đề gì cả. Câu tiếp theo là câu số 23. Câu số 23. Được chưa? Tiếp tục nào. Bạn nào đang xem livestream mà các bạn muốn nhận file PDF có đáp án lời giải chi tiết thì chúng ta share vào 5 group học tập. Rồi sau đó các bạn inbox cho thầy nhá. Các bạn trực tiếp inbox cho thầy hoặc là inbox vào cái link ở trên ấy thì thầy sẽ gửi cho các bạn toàn bộ file PDF có đáp án lời giải chi tiết luôn nhá. Nhưng mà những bạn nhớ thầy là phải share giúp thầy vào 5 group học tập khác nhau. Đấy, và sau đó các bạn sẽ inbox cho thầy. Ok chưa? Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển sang thầy câu số 23. Đấy, câu số 23. Được chưa? Gọi M0 là giá trị thực của tham số M để hàm số này có 3 điểm cực trị và nằm trên gì? Nằm trên các trục tọa độ. À, nằm trên các trục tọa độ thì các bạn nhớ thầy rằng là thằng này nếu như có 3 điểm cực trị thì các bạn nhìn thấy là hệ số A là dương, tức là đồ thị của nó phải có dạng như các bạn này. Đấy, nét cuối cùng của nó đi lên đúng không? Đây là hàm số 4 trung phương có 3 cực trị mà. Mà chúng ta thấy nét cuối cùng đi lên thì chứng tỏ là thằng này có một cực đại và hai cực tiểu đúng không? Một cực đại và hai cực tiểu thì chúng ta sẽ suy ra cái gì? Suy ra rằng là bài này nó bảo là gì? Ba điểm cực trị đều nằm trên các trục tọa độ thì các bạn nhớ rằng là chúng ta luôn 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 có cái gì? Luôn luôn có một điểm này này, nó là nằm trên trục OI rồi. Đấy, các bạn nhớ nắm vững cho thầy cái bản chất của hàm số bậc 4 trung phương nhé, là có một nghiệm chắc chắn x bằng 0 thì có một điểm là nó chắc chắn nằm trên trục OI rồi. Và để có hai điểm còn lại nó nằm trên trục tọa độ thì chứng tỏ rằng là hai cái y cực tiểu của thầy phải bằng 0. Hai y cực tiểu phải bằng 0. Được chưa? Và chúng ta tính cho thầy như sau, y phải bằng gì? Tìm tọa độ nó ra, tìm điểm cực trị, sau đó các bạn chỉ cần cho nó nằm trên trục OX là được nhá. Nào các bạn tính như vậy ra. 4x mũ 3 mà cộng cho gì nhỉ? 4m mx đúng không? Và sau đó các bạn bằng 0 đi. À, cho nó bằng 0 thì chúng ta sẽ suy ra là gì nhỉ? X bằng 0 và x bình bằng m nhỉ? X bình bằng m thì x chính là bằng cộng trừ căn m. Đấy, x bằng cộng trừ căn m. Được chưa? Và nhớ thầy là đề bài người ta bảo là gì? Ba điểm cực trị nằm trên trục tọa độ. Đấy, ba điểm cực trị đều nằm trên trục tọa độ thì các bạn nhớ thầy rằng là có một điểm là nó chắc chắn nó nằm trên trục OI rồi. Thì suy ra hai điểm còn lại là nó phải nằm trên trục OX. Và hai điểm còn lại nằm trên trục OX khi nào? Hai điểm này nó rõ ràng là hai điểm cực tiểu. Nó nằm trên trục OX thì suy ra y cực tiểu của nó phải bằng 0. Đấy, và đây chính là x cực tiểu của các bạn này. Đấy, x cực tiểu đây. Bây giờ chúng ta phải thay x bằng cộng trừ m vào đây thì nó phải bằng 0 nữa được. Đúng không? Đấy, tức là thầy sẽ có như sau. X bằng cộng trừ căn m thì x bình bằng m luôn. Thì thầy có thay vào đây. Chỗ nào có x bình thì thầy thay bằng m nhá. Thì chỗ này nó chính là gì nhỉ? Nó chính là m bình này. Đấy, cộng 2 nhân cho m bình luôn này và cộng cho 4 thì bằng 0. Chưa chưa? Đấy, chỗ này là m bình nhá, bởi vì x bình là bằng m thôi. Đấy. Thì bằng m bình cộng 2 m bình cộng 4 bằng 0 thì chúng ta sẽ phải suy ra gì các bạn nhỉ? Suy ra là 3m mũ 3 thì bằng 4. Vậy suy ra là m mũ 3 thì bằng gì nhỉ? 4 trên 3. Đấy. M mũ 3 bằng 4 trên 3 thì chúng ta phải hiểu được cho thầy là nó sẽ có gì các bạn nhỉ? M mũ 3 mà bằng 4/3 thì các bạn sẽ suy ra là m mấy? Nhẩm nghiệm được không ạ? 3m bình mà thầy, chỗ nào nhỉ? 4x mũ 3 mà cộng cho 4mx thì chúng ta sẽ suy ra là 4x ra làm nhân tử chung đúng không? Và còn x bình cộng m, x bằng cộng trừ m mà. 4x mũ 3 cộng cho 4mx ở chỗ nào nhỉ? M mũ 3 4x mũ 3 cộng 4m thì x bình bằng trừ m. Ok, thay vào thử xem nhá.
Chỗ này đúng không? X bình bằng m thì chỗ này là thay vào đây mà 3m bình thì chúng ta sẽ suy ra là y tại điểm b bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? Y bằng b, thầy thay lại nhá. Cộng 4 nữa đúng không nhỉ? Thay vào đây mà. Không phải 3m mũ 3. 3m bình thầy ơi chỗ nào nhỉ? 3m bình à? Ok, được rồi, rồi, 3m bình đúng không? 3m bình đúng rồi, chính xác. 3m bình bằng 4 thì chúng ta sẽ suy ra là gì các bạn nhỉ? Đúng chưa? Thay lại xem nhá, m bình cộng với đúng rồi. M bình. Đúng rồi, m bình mà cộng cho 2m bình thì cộng 4 bằng 0 thì suy ra là 3m bình sẽ là bằng gì nhỉ? 3m bình cộng 4 bằng bằng 0. Đúng chưa các bạn? Suy ra là m bình bằng bao nhiêu? Ôi, sao lại dấu xấu thế nhỉ? Sao số xấu thế nhỉ các bạn nhỉ? Trừ m bình à? Ok, chỗ này là bằng gì các bạn? X bình bằng trừ m cơ. À xin lỗi các bạn nhá, chỗ này các bạn tính lại giúp thầy một chút nhá, đó là gì? 4x mũ 3. Đây các bạn nhớ viết lại cho thầy một chút này, 4x mũ 3 mà cộng cho gì? 4mx bằng 0 đúng không? Thì các bạn sẽ suy ra là 4x này nhân cho x bình này cộng cho m bằng bằng 0, và chúng ta sẽ suy ra là một nghiệm x bằng 0 và một nghiệm là x bình bằng bằng trừ m đúng không? Xin lỗi. X bình bằng trừ m tức là chúng ta sẽ hiểu là x bằng cộng trừ căn của trừ m. Đó, trừ m nhá, chỗ này trừ m. Thì chúng ta sẽ thay vào trên này cho thầy nhá, thay lại cho thầy này. Xem là nó không có kết quả các bạn biết ngay. Vậy chúng ta thay vào chúng ta có y bằng chỗ này là x bình bằng trừ m thì chỗ này nó chính là bằng m bình. Đấy, m bình nhưng mà chỗ này nó là gì đây? X bằng trừ m nhá, x bình bằng trừ m nhá thì chỗ này là trừ 2m bình đúng không? Và cộng cho 4 thì sau đó chúng ta phải cho nó bằng 0 đúng không? Ok, rồi ra rồi. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là chỗ này là trừ m bình cộng 4 bằng 0. Vậy suy ra m bằng cộng trừ 2. Đúng không các em? M bình bằng 4 mà. Trừ m bình cộng 4 bằng 0. Thì suy ra m của chúng ta là bằng cộng trừ 2. Đấy. Được chưa? M bằng cộng trừ 2 được chưa các em ơi? Nhưng mà bây giờ người ta hỏi rằng là gì đây? Có hai nghĩa các bạn lưu ý cho thầy này. M bằng 2 và m bằng trừ 2 thì nó chưa phải là thỏa mãn cả đâu các bạn nhé. Các bạn phải quan sát cho thầy một điều kiện nữa, đó là chính là gì? Một điều kiện nữa đó chính là ba điểm cực trị. Đấy, một hàm số bậc 4 trùng phương có 3 điểm cực trị khi nào? Khi hệ số A và B của nó phải trái dấu nhau. Đấy, trái dấu nhau có nghĩa là gì? Là chỗ này A bằng 1 đúng không? 1 nhân 2M phải nhỏ hơn 0. Thì suy ra 1 này nhân 2M của thầy nó phải nhỏ hơn 0, đúng không? A nhân B trái dấu nhau thì suy ra M phải âm. Đấy, M phải âm thì suy ra là M bằng trừ 2 này là thỏa mãn các bạn này. Đấy, còn thằng M bằng 2 này thì chúng ta phải loại nó đi, đúng không? M bằng 2 là chúng ta phải loại nó đi. Vậy kết quả cuối cùng chúng ta là chỉ có M bằng trừ 2 thôi. Đấy, m bằng trừ 2 thì đó chính là nó nằm trong khoảng nào nhỉ? M bằng trừ 2 nó nằm trong khoảng nào? Đó chắc chắn là đáp án D. Đấy, được chưa? M bằng trừ 2 thì nó nằm khoảng từ trừ 3 đến trừ 3 phần 2. Ok chưa? Đấy. Tức là làm sao chúng ta sẽ suy ra cho thầy cái điều kiện đầu tiên ấy. Bởi vì nó có 3 cực trị thì hệ số A và B phải là trái dấu nhau. Ok chưa? Tiếp tục là câu số 24, là câu lúc nãy là nhầm một tí thôi nhá, chỉ cần nhầm một lần thôi là chúng ta đã đứt rồi. Câu số 24. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau thì cái này nó chính là câu gọi là lý thuyết rồi các bạn nhá. Đấy, cái này là câu lý thuyết rồi. Nó cực dễ luôn đúng không nhỉ? Câu số 24 các bạn nào làm sai không? Đáp án gọi là trong các mệnh đề sau là mệnh đề nào đúng nhá, chọn mệnh đề đúng nhá. Thì đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Đã hình chóp có đáy là hình thang cân thì có mặt cầu gì nhỉ? Ngoại tiếp. Đấy. Thấy chưa? Mặt cầu ngoại tiếp, hình thang cân thì có mặt cầu ngoại tiếp, được chưa? Hình chóp ấy có đáy là hình thang cân thì có mặt cầu ngoại tiếp. Bởi vì rõ ràng là hình thang cân này thì nó mới có tâm tâm của đường tròn ngoại tiếp của hình thang này được. Nhớ nhá. Còn những cái còn lại thì nó không có. Được chưa? Đấy, lưu ý thầy nhá. Vì sao thì thầy nói rồi các bạn nhá. Muốn có tâm mặt cầu ngoại tiếp thì chứng tỏ là đáy của nó phải là gì? Đáy của nó đấy, phải có tâm đường tròn. Phải có tâm đường tròn nhá. Đường tròn thầy phải tắt luôn này. Đường tròn này. Đấy, ngoại tiếp, đúng chưa? Ngoại tiếp. Thế thì bài này hình bình hành làm gì có, đúng không? Hình bình hành làm gì có tâm đường tròn ngoại tiếp hình bình hành đâu. Hình thang vuông không có, tứ giác thì càng không có. Và chỉ có một cái duy nhất là hình thang cân thì nó mới có được tâm mặt cầu, tâm đường tròn ngoại tiếp. Được chưa? Vậy 24 chúng ta là C. Nó đã có sách rồi nhá. Câu 23 thì thực ra nó dễ mà, có 3 điểm cực trị.
nằm trên các trục tọa độ thì chúng ta chỉ cần tìm ra y cực tiểu, sau đó cho nó bằng không là được thôi mà. Tìm ra y cực đại, y cực tiểu, nhưng y cực đại thì không cần phải bằng không nữa rồi nhá. Chỉ cần tìm ra y cực tiểu và cho nó bằng không thôi. Bởi vì nó nằm trên trục tọa độ thì các bạn hiểu rằng là đây này, đây là một cái hàm số bậc 4 trung phương, nó phải có dạng như thế này các bạn này. Đấy. Được chưa? Thằng này chắc chắn là luôn luôn thỏa mãn rồi. Thằng này có hai điểm cực trị thì các bạn nhìn thấy là thằng này nó chính là gì? Là điểm cực tiểu. Và các bạn nhớ y cực tiểu của chúng ta, đây là y cực tiểu đúng không? Muốn nằm trên trục tọa độ thì chúng ta phải tìm ra y cực tiểu của nó là cho nó bằng không là được thôi. Đúng không? Câu A là chắc chắn là sai bởi vì hình bình hành chưa chắc đã có được tâm của đường tròn ngoại tiếp nhá. Thầy nói rất rõ rồi, để có hình một hình chóp mà có mặt cầu ngoại tiếp thì bắt buộc đáy của nó phải là gì nhỉ? Có tâm của đường tròn ngoại tiếp. Được chưa? Câu tiếp theo là câu số 25. Câu số 25. Được chưa? Nào, câu nào dễ thì chúng ta sẽ chiến đấu trước cho thầy nhé. Sau đó thì mấy câu sau thì nó thật sự mà nói là mấy câu sau, tầm khoảng 4-5 câu sau thì các bạn nhìn thấy là nó đẳng cấp như thế nào. Cực kỳ hay luôn. Đấy, cực kỳ hay luôn. Thầy sẽ giảng cho các bạn là những câu mà phía sau thì thầy mới giảng hay cơ. Đấy. Được chưa? Bạn nào mà ao thì có nghĩa là không được chiêm ngưỡng cái mấy cái công thức hay đâu. Tí nữa thì các bạn sẽ ngỡ ngàng luôn. Cực kỳ hay. Tiếp theo là câu số 25. Thằng này có bao nhiêu cực trị các bạn nhỉ? Ôi giời ơi, cái này quá đơn giản rồi đúng không? Bởi vì hệ số A nhân B là trái dấu nhau. A nhân B là trái dấu nhau thì chứng tỏ là gì các bạn nhỉ? Chứng tỏ rằng là nó có mấy cực trị? Có 3 cực trị đúng không? Vậy đáp án chính xác đó là đáp án D. Được chưa? Nó chính là đáp án D. Ok chưa? Nay liver trên YouTube đi thầy. Hôm sau thì thầy sẽ live stream trên YouTube, thì các bạn chỉ cần nhấn vào link để đăng ký thôi. Nhấn vào link để đăng ký thì hôm sau thì chúng ta sẽ live stream trên YouTube thì nó cực kỳ nét luôn. Ok chưa? Các bạn có cần thầy làm câu 26 luôn hay không, hay là tí nữa chúng ta làm? Có cần làm câu 26 luôn không, để hay là để tí nữa chúng ta làm nhỉ? À đây là câu số 25 nhỉ? Câu số 25 xin lỗi, đó chính là câu về hàm số bậc không phải là bậc 4 trung phương đâu, thầy nhầm một tí. Câu này là x mũ 3 các bạn nhá. X mũ 3 thì các bạn chỉ tính y phẩy ra thôi nhá. Y phẩy là bằng trừ 4 x mũ 3 mà cộng cho gì các bạn nhỉ? Cộng cho 24 x bình đúng không? Thì cho nó bằng 0, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đưa x bình ra bên ngoài đúng không? X bình ra bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì nhỉ? X bình ra bên ngoài thì trong ngoặc sẽ còn lại một nghiệm duy nhất thôi đúng không? Thích nữa các bạn đưa 4 x bình ra bên ngoài cũng được. Thì còn lại là trừ x và cộng cho nó, cộng cho 6 bằng 0. Và đương nhiên là có hai nghiệm là x bằng 0 và x bằng mấy nhỉ? X bằng 6 đúng không? Nhưng mà x bằng 0 này các bạn loại đi nhá. X bằng 0 này các bạn loại đi giúp thầy. Đúng rồi, xin lỗi. Bởi vì thầy tưởng là thằng này là hàm số bậc 4 trừ phương. Ok, nó chính là có một cực trị thôi nhá, là x bằng 6. Đúng rồi. Chính xác. Ok, đã mải nói chuyện với các bạn quá. Ok chưa? Đó chính là đáp án C, xin lỗi các bạn. Bởi vì thầy nhìn nhầm mất, mải nói chuyện với các bạn thành ra không để ý. Nếu như nó là hàm số bậc 4 trừ phương thì chúng ta mới có kiểu như thế. Còn nếu như không phải là hàm số 4 trừ phương thì chúng ta sẽ phải tính ra cho thầy cái y phẩy ra nhá. Và y phẩy của chúng ta đó chính là một cái là x bình này này, nó không đổi dấu qua y phẩy là x bằng 0, không phải là cực trị. Ok. Được chưa? Câu số 26 này tí nữa thì thầy sẽ nói cho các bạn nhá. Câu số 26 giải sau được thầy. Ok, câu số 26 thì nó là một câu rất là đẳng cấp. Câu này nó thật sự mà nói là nó đẳng cấp luôn. Đấy, khoảng cách giữa đèn thẳng chiều nhau được chưa? Chúng ta sẽ theo dõi ở cuối nhá. Thầy sẽ livestream để chữa theo trình tự từ dễ đến khó cho chúng ta. Được chưa? Đấy, câu này câu đẳng cấp, là câu này xứng đáng 8 cộng, nhưng mà nó sẽ làm rất đơn giản thôi, cực kỳ đơn giản luôn. Tiếp tục. À, mải nói chuyện này gọi là chém gió với các bạn. Ok chưa? Câu số 27. Câu số 27. Vật thể nào trong các vật thể sau đây không phải là khối đa diện? Không phải là khối đa diện các bạn nhá. Thì chắc chắn đó là đáp án gì các bạn nhỉ? Đó là đáp án A luôn đúng không? Bởi vì khối đa diện thì chúng ta nhớ thầy là nhìn cho thầy rằng là cái thằng cạnh này này, nó là giao tuyến của bốn mặt phẳng tất cả, thì đó không phải. Bởi vì khối đa diện là nó chỉ có nhiều nhất là hai mặt phẳng thôi nhá. Chỉ có nhiều nhất là hai mặt phẳng thôi. Đấy, bằng không gọi là tiếp xúc. Lúc nãy chúng ta thấy cho thầy rằng là cái nghiệm không được gọi là nghiệm kép rồi thì không được tính nhá. Không đổi dấu, đúng rồi. Các bạn nào mà hỏi thì chúng ta có thể trả lời giúp bạn cho thầy luôn nhá. Là câu số 27 đó là đáp án A. Trong sách giáo khoa chúng ta đã có rồi. Câu số 26 thì thầy tí nữa thầy sẽ chữa cho các bạn. Câu nào hay thì phải để phía sau. Đấy. Câu tiếp theo là câu số 28. Được chưa? Đây là một cái hàm số bậc nhất trên bậc nhất thì các bạn đảo lại giúp thầy nhá. Y bằng 2x - 3 trên cho - x mà cộng cho 4 đúng không? À, các bạn tính y phẩy ra chúng ta sẽ có là 2 nhân 4 là bằng 8, trừ đi trừ thành trừ thành cộng đúng không? Tức là nó chính là bằng 5 chia cho trừ x cộng 4 tất cả bình. Đúng các bạn nhỉ? Đấy, 8 nhá. 8 trừ trừ thành cộng là trừ cho 3, có nghĩa là còn 5 trên x cộng 4 tất cả bình. Thằng này nó luôn luôn lớn không? Chứng tỏ là hàm số này luôn luôn đồng biến đúng không? Đồng biến trên nào đây?
đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó, đúng không các bạn nhỉ? Chắc chắn đó là đáp án gì? Đáp án B. Đó. Ok chưa? 27 chắc chắn là đáp án A rồi, bởi vì muốn nhớ rằng là muốn khối đa diện thì chúng ta nhớ thầy rằng là một cạnh của nó không phải là đỉnh chung, không phải là giao tuyến của nhiều nhất hai mặt phẳng, chỉ có tối đa hai mặt phẳng thôi thì đó mới gọi là khối đa diện. Được chưa? 28 thì đó là đáp án B chính xác. 29 nào? 29 thì các bạn bấm máy tính cho thầy nhá. 29 thì các bạn tương tự các bạn bấm máy tính cho thầy thôi thì nó sẽ ra đáp án ngay và luôn, không cần phải giải quá nhiều đúng không nhỉ? Đấy. 29 thì đáp án chính xác của chúng ta đó là gì các bạn ơi? Các bạn comment đáp án đi. 29 đáp án gì đây? 29 của chúng ta đó chính là đáp án B nhá. Các bạn chỉ cần bấm mút 7 thôi các bạn nhá. Cái này các bạn tự làm cho thầy, bởi vì những câu này là thực ra mà nói là câu cho điểm thôi, nó không hay đâu. Ok chưa? Chỉ là câu cho điểm thôi, nó không hề hay tí nào cả luôn. Được chưa? Đó chính là câu số 29. Tiếp theo là câu số 30. Câu số 30 chúng ta lướt qua nhanh cho thầy những câu nào dễ nào. Cho hình tam hình chóp gì đây? SABC có đáy là tam giác vuông tại C. Đấy, có AB, AC và cạnh bên SA, tính thể tích đúng không? SA này nó là vuông góc với đáy thì chúng ta phải hiểu cho thầy là bài này thậm chí là chúng ta không cần phải vẽ hình đâu các bạn nhá. Làm ra rất nhanh bởi vì cạnh bên SA là bằng 3, nó vuông góc với đáy thì chứng tỏ thằng này nó chính là chiều cao các bạn này. Nó chính là chiều cao của hình chóp. Thì thể tích của nó là bằng gì? V của S.ABC nó luôn luôn bằng 1/3 diện tích đáy mà nhân cho nhân chiều cao. Tức là 1/3. S đáy của chúng ta nó chính là gì đây? Các bạn nhớ là ABC nó là tam giác vuông tại C. Đấy, thì AB này đóng vai trò là cạnh huyền đúng không? Nếu không tin các bạn vẽ hình ra thì các bạn sẽ suy ra ngay. Vuông tại C này. Đấy, đây là A này, đây là B này. Cho AB bằng AK5. Đấy. AC của chúng ta là bằng A. Vậy chứng tỏ thằng BC là bằng 2A. Đấy, vuông tại C, đúng không? Thì các bạn sẽ nhớ thầy là diện tích tam giác ABC chắc chắn là bằng 1/2 tích của hai cạnh vuông, tức là A nhân cho 2A. Đấy, và nhân cho chiều cao của chúng ta trong bài này nó chính là SA. Bởi vì SA người ta cho vuông góc với đáy thì nó là bằng 3A, đúng chưa? Và chúng ta sẽ được tổng cộng là mấy nhỉ? 3/3 là hết này. Đấy, 2/2 hết này và nó chỉ còn lại là gì? Là A mũ 3, đúng không? A mũ 3 thì đó là đáp án A. Ok chưa? A mũ 3 thì nó chính là đáp án A. Tiếp theo là câu số 31. Đấy, 31. Ok chưa các bạn ơi? Câu 31. Cho biết đồ thị này nó chính là của hàm số nào? Ê, câu này thì thực sự mà nói là làm quá nhạt luôn, đúng không các bạn nhỉ? Làm quá nhạt luôn. Thì các bạn nhớ cho thầy là đây là một hàm số đa thức. Suy ra nét cuối cùng của đồ thị luôn luôn ăn theo hệ số A. Nét cuối cùng của đồ thị thì chúng ta phải hiểu rằng là A của chúng ta là lớn không rồi. A của chúng ta lớn không thì chắc chắn loại đáp án B này đi. Đúng chưa? Và thứ hai các bạn có thể làm cho thầy bằng một cách, đó là chúng ta sẽ thay cho thầy những điểm là x bằng 1, y bằng trừ 1 vào nhá. X bằng 1 thì y bằng trừ 1. Đấy. Đúng không? X bằng 1 thì y bằng 1 trừ 1 các bạn thay vào nhá. X bằng 1 thay vào đây. Thì x bằng 1 thì các bạn nhìn thấy thằng này là mấy đây? Bằng 0 rồi đúng không? 2 trừ 3 cộng 1 là bằng 0. Thằng này loại đi. Đúng không? Tiếp tục. X bằng 1 các bạn thay vào đây. X bằng 1 thì y bằng mấy đây? Là 1 trừ 3 là bằng trừ 2. Trừ 2 cộng 1 bằng trừ 1 đúng không? À thằng này đúng này. Còn thằng này này. 2 trừ 6. 2 trừ 6 bằng trừ 4 cộng 1 bằng trừ 3. Thằng này cũng loại luôn. Chỉ còn lại đáp án C thôi. Đúng không? 31 đó là đáp án C. Thay một cái là biết ngay. Câu này không phải là câu quá là khó. Đúng không các bạn nhỉ? Ok chưa? Tiếp theo là chúng ta sẽ làm cho thầy câu số 32. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là nhá. Thì ta sẽ tính cho thầy cái y phẩy ra đúng không? Y phẩy bằng gì? 3x bình này trừ cho cộng cho 6x này và trừ cho 4 và sau đó các bạn cho là bằng 0 nhá. Cho là bằng 0 chúng ta sẽ tìm đáp nghiệm của nó trước đã đúng không nhỉ? Các bạn bấm máy tính thôi, 3x bình cộng 6x mà trừ 4 thì các bạn sẽ bấm cho thầy xem là có bao nhiêu nghiệm nào. 1 5 3 này. 3 bằng này, 6 bằng này và trừ 4 bằng. Đấy, xem là có bao nhiêu nghiệm nhá. Ôi giời ơi, nghiệm xấu nhỉ? Trừ 3 cộng căn 21 trên 3 và trừ 3 trừ căn 21 trên 3 đúng không? X của chúng ta là bằng trừ 3 cộng căn 21 phần 3. Đấy, và x bằng trừ 3 trừ căn 21 chia cho 3. Đấy, được chưa? Thực ra thì bài này là số xấu thôi nhưng mà chúng ta vẫn làm được bình thường. Không sao cả, chúng ta tìm y cho thầy nhá. Phải tìm y cho thầy. Đấy, chúng ta sẽ tìm ra cái khoảng cách của nó. Thầy sẽ dạy các bạn cách bấm máy tính như sau.
Đầu tiên các bạn bấm 1 1, rồi sau đó chúng ta muốn tìm y thì chúng ta phải thay những cái x này vào và phương trình y, đúng không? Thay những cái x này vào phương trình y có nghĩa là chúng ta sẽ thay như thế nào đây? Chúng ta bấm x mũ 3 này. Đấy. Được chưa? X mũ 3 nhá. Được chưa? Rồi, cộng cho 3x bình này. Đó, trừ 4 này đúng không nhỉ? Rồi sau đó các bạn bấm CLC. CLC những giá trị này vào chúng ta sẽ tìm ra y được của nó là gì? Trừ, có thể bấm phân số đúng không nhỉ? Phân số ok là trừ 3 này. Đấy, cộng với căn của 21 này. Đấy, và chia cho, chia cho mấy các bạn nhỉ? Cái này các bạn đóng ngoặc một lần nữa nhá. Và chia cho 3, đúng không? Trừ 3 cộng căn 21 trên 3 thì chúng ta sẽ suy ra cho thầy là thằng này là bằng mấy đây? Là ok, trừ, ôi trời, số xấu thế nhỉ? Trừ 18 cộng 2 căn 21 chia cho 9. Ồ, số xấu thế. Đúng không? Và một cái nữa chắc chắn là bằng mấy các bạn nhỉ? Chúng ta căn tiếp cho thầy nhá. Đó là trừ 3 trừ căn của 21. Đấy. Chia cho 3. Đấy, số xấu thế. Ok, trừ 18 cộng 2 căn 21 chia cho 9. Ồ, thay hai số này nó là bằng nhau à? Các bạn căn lại thầy xem là đúng chưa nhá. Trừ 3 này, trừ căn của 21 này. Đấy, đóng ngoặc lại chia cho 3. Đấy, trừ 18 cộng 2 căn 21 chia 9. Ô, sao thế nhở? Nó vẫn ra là ra được nhở? Ok, xin lỗi, ôi trời ơi, mệt quá nhở. Sai tính ý phẩy này, tưởng số số thế. Ôi giời, thầy không đọc comment rồi. Không đọc comment, xin lỗi các bạn. Không đọc comment rồi. Ok nào. Y phẩy nó thầy khen gì mà số xấu thế nhỉ? Y phẩy của ta là bằng 3x bình mà cộng cho 6x thôi đúng không nhỉ? Và cho nó bằng 0 chúng ta ui số đẹp thế mà may ra x bằng 0 và x bằng -2. Xin lỗi các bạn. Ui rồi tính thế mà tính cả lòi cả mắt ra. X bằng 0 thì chúng ta suy ra y mấy? Y bằng -4. X bằng -2 thì thay vào đây là bằng -8 này cộng 12 này và -4 đúng không? -2 các bạn thay vào đây là bằng mấy nhỉ? Là bằng 0 luôn. Ôi giời ơi. Sắp già rồi. Vậy chúng ta sẽ thấy cho thầy rằng là thằng này nó chính là hai điểm nó nằm trên gì các bạn nhỉ? Nó nằm trên hai trục thì chúng ta sẽ thấy rằng là tính độ dài thằng này nó giống như là tìm độ dài cạnh huyền vậy. Và chúng ta sẽ có căn bậc hai của hai bình cộng cho 4 bình luôn, đúng không? 4 bình là bằng 16 là chính là bằng căn 20. Căn 20 tức là bằng 2 căn 5, đúng không? 2 căn 5 đó là đáp án C. Xin lỗi các bạn. Ok, may quá. May các bạn nhắc mà các bạn nhắc chậm quá thành ra thầy không đọc được comment. Đấy. Câu tiếp theo là câu số 33 nhá. Những câu dễ bây giờ chúng ta sẽ next nhanh nhá. Next nhanh để chúng ta sẽ làm cho thầy những câu nào mà nó hay ho một chút. Câu số 33. Ok, nào. Thầy nghĩ là bây giờ đến những câu nào hay rồi đấy. Chúng ta có cho thầy phương trình này. Có loga đúng không? Lô 1 trên loga. Đấy, 1 trên loga và cũng là 1 trên loga. Và người ta hỏi là tính giá trị biểu thức A tại x bằng 2017 giải thừa. Đấy, 2017 giải thừa thì các bạn nhớ cho thầy 1 trên cái này thì chúng ta có công thức là gì? Là loga theo cơ số A của B, đúng không? Thì bằng 1 trên loga theo cơ số B của A. Đấy, tức là cái này các bạn nhớ cho thầy là công thức về đảo loga, đúng không nhỉ? Công thức về đảo loga tức là đảo thành cơ số thành mũ và mũ thành cơ số, đảo vị trí cho nhau. Thì chúng ta có thể hiểu thầy là chỗ này là 1 trên loga theo cơ số 2 mũ x bình của x thì nó sẽ thành gì? Là loga theo cơ số x của 2 bình. Đấy, đây là A nhá. Và tương tự chúng ta cộng này, loga theo cơ số x của 3 bình đúng không? Cộng chấm 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 và loga theo cơ số x của 2017 tất cả bình. Đấy, và đương nhiên là chúng ta cộng loga mà có cùng cơ số là cơ số x rồi, đúng không? Đấy, cùng cơ số là cơ số x rồi thì chúng ta sẽ bằng loga theo cơ số x của gì? Của tất cả những cái này mà nhân cho nhau, đúng không? Thầy có 2 mũ 2 nhân cho 3 mũ 2 nhân chấm 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 đến 2017 tất cả mũ 2. Đấy. Ok chưa? Thì nó sẽ là bằng gì? Là loga theo cơ số x này. Đấy, và chỗ này tất cả bình thì chúng ta có thể đưa ra ngoài được. Và thầy sẽ có là 2 nhân 3 nhân 4 nhân chấm 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 2017 tất cả bình. Đấy, tất cả bình. Và nhớ cho thầy một điều rằng là gì? Là số mũ 2 này có thể vứt ra bên ngoài được và nó chính là bằng 2 nhân loga theo cơ số x của những cái này nhân với nhau. Và những cái này nhân với nhau thì các bạn để ý cho thầy là nhân từ 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4. Bởi vì 1 nhân vào thì cũng không thay đổi. Và nó chính là tất cả những thứ này, nó chính là bằng 2017 gì nhỉ? Giải thừa. Đấy, 2017 giải thừa.
Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Ok. Ok chưa? 2017 giải thừa thì x của chúng ta bằng bao nhiêu đây? X của chúng ta cũng chính là bằng 2017 giải thừa luôn. Tức là hai thằng này nó sẽ là bằng nhau. Các bạn thay vào chúng ta sẽ thấy rằng là 2 nhân loga theo cơ số 2017 giải thừa của 2017 giải thừa. Đấy, hai thằng này giống nhau thì chứng tỏ là bằng mấy? Là cả cả cái này bằng 1. Bằng 1 nhân 2 thì bằng 2. Vậy kết quả cuối cùng của chúng ta là bằng 2. Đấy. Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Và nhớ thầy rằng là cái này là công thức đảo loga nhá. X nó đang nằm ở mũ, 2 mũ 2 đang nằm ở cơ số đúng không? Thì 1 chia cho thì chúng ta phải đảo vị trí với nhau. Tức là loga theo cơ số x của 2 mũ 2. Ok chưa? Đảo vị trí với nhau. Tương tự cộng tất cả những cái này cũng đều đảo hết. Và đây là cùng cơ số x này, cùng cơ số x thì chúng ta phải nhân tất cả lại với nhau. Đấy, 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2 nhân cho đến 2017 mũ 2. Đấy. Ổn chưa? Ok chưa? Ok rồi nhá. Tiếp tục. Như sau. Tiếp tục như sau. Ok, câu số 34. Ôi trời ơi, câu 34 bị mất đề rồi các bạn. Câu số 34 bị mất đề rồi nhá. Câu số 34 bị mất đề một tí rồi. Thì nữa chúng ta sẽ quay trở lại sau. Tiếp theo là câu số 35 nào, nhanh lên một tí đúng không nhỉ? Có nhiều bạn bảo dùng nhanh rồi. Câu số 35. Đó. Nhanh tí đi thầy ơi, ok nhanh nào. Ở đây thì chúng ta thử dùng thầy công thức luôn nhá. Công thức ở đây thầy có thể làm luôn cho các bạn như sau. Rút gọn biểu thức này với ta được kết quả là A bằng A mũ M trên N đúng không? Thì chúng ta sẽ hiểu là bài này chẳng qua là nó sẽ sử dụng công thức để diệt bài này thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ có như thầy như sau. A bằng, chỗ này là căn bậc 3 của A mũ 5 thì nó bằng A mũ gì? 5 phần 3 đúng không? Và nhân A mũ 7 phần 3 trên cho A mũ 4 và nhân cho gì? Căn bậc 7 của A mũ trừ 2 tức là A mũ trừ 2 phần 7. Đấy, được chưa? Và sau đó thì các bạn sẽ dùng công thức các bạn sẽ làm ra ngay thôi. Và chúng ta có như thế như sau. Hai cái này nhân với nhau có cùng cơ số là A thì chúng ta lấy số mũ cộng vào với nhau. Thì nó ở trên tử thầy sẽ được đó là A mũ gì nhỉ? 5 cộng với 7 là bằng 12. 12 chia 3 thì bằng 4. A mũ 4 mà trên cho A mũ mấy các bạn nhỉ? 4, 4, 7 là bằng bao nhiêu? 4 nhân 7 là 28. 28 mà trừ đi 2 đúng không? 28 trừ 2 thì còn lại là 26 phần 7. Tức là thầy sẽ có chỗ này là A mũ 26 phần 7. Được chưa? 26 phần 7. Và sau đó thì các bạn sẽ suy ra luôn chỗ này là hai cái này chia nhau thì chúng ta sẽ lấy số mũ trừ. Thầy sẽ được là A mũ 4 trừ cho 26 phần 7. Đấy, bằng bao nhiêu? 4, 7, 28, 28 trừ cho 26 thì có nghĩa là A mũ 2 phần 7 thôi. Đúng không? A mũ 2 phần 7 thì các bạn sẽ thấy cho thầy rằng là người ta bảo là A bằng M trên N, trong đó M và N là thuộc số tự nhiên. Thì các bạn kết luận rằng cái M nhỏ của chúng ta là bằng 2 và N nhỏ của chúng ta là bằng 7. Đúng không? M nhỏ bằng 2 và N nhỏ bằng 7. Ok chưa? Thì chúng ta phải làm thế nào? Đấy, sau đó các bạn tìm ra MN thì các bạn thử ra, chúng ta suy ra ngay mà có gì đâu. Được chưa? Thì đáp án chính xác của chúng ta là đáp án nào các bạn nhỉ? Câu số 35, đáp án nào đây? Chắc chắn đó là đáp án B nhá. Đáp án B. Thì các bạn thử cho thầy này, M bằng 2 mà. 2 bình bằng mấy? Bằng 4 đúng không? 4 nhân 2 bằng 8 này. Đó, cộng với mấy? Cộng với 7 này. Thì cũng bằng 15 chưa? Bằng 15 rồi. Thì đáp án chính xác đó là đáp án B. Tiếp theo là câu số 36. Ok, thầy sẽ nhanh lên một tí nhá. Nhanh lên một tí. Ok, nhanh lên một tí để chúng ta đến những cái dạng hay hay cơ. Bài hay hay cơ, đúng không? Tiếp tục. Ở đây, các bạn nhớ thầy như sau, có một cái tính chất rất quan trọng đó là 7 trừ 4 căn 3, đúng không? Cái này các bạn nhìn thấy này. Đây là giải bất phương trình ấy, có mũ đấy đúng không? 7 cộng 4 căn 3 tất cả mũ a trừ 1. Nó nhỏ hơn 7 trừ 4 căn 3. Đấy. Thế thì chúng ta phải làm thế nào? Các bạn nhớ 7 trừ 4 căn 3 nhân 7 cộng 4 căn 3 thì đó chắc chắn là một hàng đẳng thức. Có dạng đó là A trừ B nhân A cộng B, đúng không? Thì bằng A bình, A bình ở đây là bằng 49. Trừ B bình là bằng mấy? Là bằng trừ 48 thì chắc chắn là bằng 1. Đấy, bằng 1 thì các bạn sẽ suy ra thầy là 7 trừ 4 căn 3 thì nó chính là bằng 1 chia cho 7 cộng 4 căn 3. Hay nó chính xác là bằng 7 cộng 4 căn 3 tất cả mũ mấy? 1 chia cho cái này, đúng không? 1 chia cho thằng này thì có nghĩa là 7 cộng 4 căn 3 mũ trừ 1. Đấy. Tức là phương trình này các bạn có thể tương đương cho thầy như sau. Các bạn thay cho thầy cái 7 trừ 4 căn 3 này đây. Thay luôn cho thầy 7 trừ 4 căn 3. Nó chính là bằng 7 cộng 4 căn 3 mũ trừ 1. Đúng chưa? Thì chúng ta tương đương cho thầy như sau. Chỗ này này. 7 cộng 4 căn 3 tất cả mũ A trừ 1 các bạn giữ nguyên nhá. Nhỏ hơn bao nhiêu? 7 cộng 4 căn 3 mũ
mũ trừ 1. Đấy, được chưa? Đã thay cái 7 trừ 4 căn 3, dấu trừ thành dấu cộng rồi nhá. Rõ chưa? Dấu trừ thay bằng dấu cộng. Thì các bạn nhớ thầy rằng là đây là giải bất phương trình hai cái mà có cùng cơ số với nhau, và cơ số của chúng ta là lớn 1 rồi, thì có nghĩa là nó sẽ đồng biến. Đồng biến thì chúng ta có thể giữ nguyên dấu được. Thầy sẽ có đó là A trừ 1 nó sẽ nhỏ hơn trừ 1, và đương nhiên A sẽ nhỏ hơn 0, và chắc chắn đó là đáp án D. Được chưa? À, cực kỳ đơn giản luôn, đúng không? Câu 37 của chúng ta cũng làm rất đơn giản. Thầy sẽ chữa luôn cho các bạn về câu liên quan đến câu số 37 này như sau. 37 nhá. Là gì đây? Một tứ diện có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. À thì các bạn nhớ vẽ hình đôi một vuông góc, chúng ta vẽ kiểu gì đây? Các bạn vẽ hình này. Đấy. Được chưa? Đôi một vuông góc với nhau thì các bạn vẽ phác họa thầy thằng này thôi. Đấy, thầy phải cầm bút nghiêng nghiêng tất cả là 15 độ cái bút này, thành ra rất khó vẽ. Các bạn nhớ O này, A này, B này, C này đúng không? Cho tứ diện OABC có 3 cạnh đối một vuông góc với nhau thì chúng ta vẽ như thế này. Đấy, vẽ như thế này nhá, không cần phải quá đẹp làm gì đâu, chỉ cần các bạn phác họa ra là được thôi. Được chưa? Rồi sau đó này, OA bằng A, cả kiệu luôn, thằng này bằng A. OB bằng 2A, OB bằng 2A, đấy, thằng này bằng 2A. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Và đường thẳng AC tạo với OBC một góc bằng 60 độ. À, đường thẳng gì đây? Đường thẳng AC. Đấy, các bạn nhìn thấy đường thẳng AC này chưa? Tạo với OBC, tức là tạo với đáy một góc bằng 60 độ. Thì các bạn sẽ suy ra thầy là chắc chắn nó thành chính là thằng này các bạn này. Thằng này bằng 60 độ này. Đấy, góc tạo bởi giữa một cạnh bên và một đáy thì nó sẽ tuân theo quy tắc là điểm trên cao, điểm cắt và điểm chân. Được chưa? Thì nó chính là góc bằng 60 độ. Sau khi đã tìm được góc bằng 60 độ thì chúng ta phải hiểu rằng là bản chất người ta cho bằng 60 độ để chúng ta tìm gì? Để chúng ta tìm cho thầy cạnh OC. Bằng cách là các bạn xét tam giác này, A, O, C, vuông tại O, đúng không? Chúng ta có tan của 60 độ thì bằng gì? Bằng tan 60 độ bằng đối chia kề, tức là bằng thằng AO mà trên cho CO. Đấy, và từ đây các bạn sẽ tìm ra CO bằng cách là lấy gì nhỉ? Lấy AO tức là bằng A chia tan 60 độ tức là chia căn 3. Đấy, tức là chúng ta đã tìm ra cạnh cuối cùng, đó là cạnh CO này, nó chính là bằng A chia căn 3. Được chưa? Và sau khi đã tìm ra thằng này rồi thì các bạn suy ra thể tích khối tứ diện này, chúng ta có công thức là V của O, A, B, C trong trường hợp 3 cạnh đôi một vuông góc với nhau thì bằng 1 phần 6 của OA nhân OB và nhân OC. Rất đơn giản đúng không? Bằng 1 phần 6 này. OA nó chính là bằng A, OB nó chính là 2A, và nhân OC tức là nhân cho A trên căn 3. Đó, A trên căn 3. Được chưa? Và thầy sẽ được đó chính là gì nhỉ? A mũ 3 trên cho 3 căn 3. Đúng không? Đấy, bởi vì 2 và 6 chúng ta rút gọn đi một tí rồi. Đúng không các bạn nhỉ? A này, A này. Đấy, và chúng ta sẽ được đó chính là bằng A mũ 3 căn 3 trên 9. Đó, chắc chắn đó là đáp án gì? Đáp án A. Được chưa? Tiếp theo là câu số 38. 38. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm M có phương trình là. Đấy, tại điểm M có phương trình là, bài này thì rất đơn giản thôi. Phương trình tiếp tuyến luôn luôn có dạng là y bằng gì? F phẩy tại x0 đúng không? Nhân x trừ x0 và cộng cho y0. Và rõ ràng bài này người ta cho các bạn là tại điểm M thì cái số 1 của chúng ta đó chính là y0 luôn. Số trừ 2 của chúng ta chắc chắn là y0 luôn. Nên cực kỳ đơn giản luôn đúng không? Thì chúng ta chỉ cần tìm mỗi thằng F phẩy tại x0 là sau đó các bạn thay vào phương trình này thôi. Bài này thì đương nhiên là nó chỉ làm trong vòng tầm 30 giây thôi, bởi vì nó không có quá gì gọi là phức tạp cả. Thì các bạn tính y phẩy ra, các bạn y phẩy này. Y phẩy của chúng ta bằng gì? Bằng trừ 2, trừ 1 là bằng trừ 3 trên cho x trừ 2 tất cả bình đúng không? Vậy suy ra F phẩy tại x0 có nghĩa là chúng ta tính F phẩy tại mấy? Tại 1. Đấy, các bạn thay vào đây, thay 1 vào đây thì bằng mấy đây? Là bằng trừ 3 luôn, đúng không? Đấy, trừ 3 luôn thì các bạn thay vào tất cả chúng ta đều tương minh hết rồi. Vậy chúng ta có y bằng F phẩy tại x0 là bằng trừ 3 nhân x trừ y0 tức là x trừ 1 và cộng y0 tức là cộng cho trừ 2. Đấy, và đương nhiên chúng ta sẽ phá ra thì thầy sẽ có là y bằng trừ 3x này cộng 3 trừ 2 là cộng 1. Đấy, vậy đó là đáp án và B rất đơn giản thôi đúng không? Câu số 39. Tổng số đỉnh, số cạnh và số mặt của một hình bát diện đều. Ôi giời, bát diện đều nó chính là hình gì các bạn nhỉ? Hai hình chóp tứ giác đều chắp lại với nhau. Đấy, được chưa? Cái này thì có sách giáo khoa rồi các bạn nhá. Tổng số đỉnh, đỉnh của nó là mấy nhỉ? Đỉnh là 6 này. Cạnh của nó là mấy nhá? Cạnh của nó là 12 và mặt của nó là 8, được chưa? Cộng 3 cái số này lại thì nó chắc chắn là bằng 26. Cái này trong sách giáo khoa chúng ta đã có rồi các bạn nhá. Trong sách giáo khoa thì chúng ta đã có rồi. Ok chưa?
Đấy, rất đơn giản là cái này có sách giáo khoa rồi. Tiếp tục câu số 40 là một câu mà nó thể hiện đẳng cấp của các bạn luôn. Thầy sẽ dạy các bạn câu số 40 với kể từ bây giờ thì nó mới đến những phần gọi là câu hay các bạn ạ. Câu số 40. Đấy, mới đến những phần gọi là phần câu hay. Bây giờ thầy sẽ bắt đầu chữa cho các bạn những câu gọi là hay cực kỳ luôn này. Ok chưa? Câu số 40. Các bạn nhìn thấy câu số 40 chưa? Câu số 39 này nó sách khoa rồi nhá. À, câu số 40 là một câu rất đẳng cấp luôn. Và thầy sẽ dạy các bạn cách làm nhanh. Câu này nó xứng tầm là câu 9 cộng. Nó xứng tầm là câu 9 cộng. Và câu 9 cộng này nó chỉ giải quyết được trong vòng 30 giây thôi. Là nó ra ngay. Câu 9 cộng này thầy sẽ giải quyết cho các bạn trong vòng 30 giây. Nhưng thầy sẽ giải thích kỹ cho các bạn là tại sao nó lại bằng 30 giây được. Được chưa? 40. Nào các bạn chú ý đi. Đấy, các bạn có thích làm phương pháp làm nhanh hay không? Bạn nào mà muốn sẵn sàng rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ đến cho thầy comment cho thầy số 1 xuống dưới nào để chúng ta bắt đầu chiến đấu những câu gọi là hay ho này kể từ bây giờ. Ok chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu nào. Chỉ cần còn một bạn thì thầy vẫn dạy không sao. Bây giờ mới đến những phần hay. Giải bài này là xứng tầm nó là 9 cộng thật. Nhưng mà thầy sẽ giải quyết cho bạn cực kỳ nhanh luôn. Đấy. Đúng rồi, chính xác câu này là câu 9 cộng rồi. Nhưng mà câu này là chỉ giải quyết trong vòng đúng 30 giây thôi. Nhưng mà chỉ dành cho những bạn nào hiểu bản chất thôi. Còn những bạn nào không hiểu bản chất thì chúng ta đã tạch rồi. Chỉ đúng 30 giây thôi. Và thầy sẽ cho các bạn ngạc nhiên cực kỳ luôn. Đấy. Được chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ comment cho thầy số 1 sẵn sàng chưa? Để chúng ta làm cho thầy cái phần này nào. Ok chưa? Nào bắt đầu chúng ta sẽ chiến đấu như sau. Câu số 40 nhá. Đọc đề đi các bạn ơi. Đây là người ta cho các bạn một cái gì đây? Cho đồ thị của hàm số y bằng fx như hình vẽ. Đây chính là đồ thị của hàm số y bằng fx. Được chưa? Như hình vẽ. Ok. Bây giờ cái người ta hỏi là gì đây? Thầy giảng kỹ nhá. Giảng cực kỳ kỹ đối với những bài như thế này luôn. Là gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của tham số M. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của tham số M. Để cho thằng này có 5 điểm cực trị. Các bạn nhớ thầy này. Đấy, để cho thằng này có 5 điểm cực trị. Thì rõ ràng là xác định rằng là như sau. Cái cực trị của một hàm số trị tuyệt đối nó đã có sẵn cho các bạn là công thức rồi, đúng không? Có sẵn công thức là đó chính là gì? Là cực trị của một hàm số trị tuyệt đối luôn luôn tuân theo công thức là gì đây? Nếu đây là trị tuyệt đối của toàn bộ nhá, thì S chính là bằng A cộng B. Các bạn nhớ thầy công thức này chưa? Những bạn nào mà đã học với thầy thì chúng ta đã suy ra thầy cái công thức này rồi. Được chưa? S bằng A cộng B. Trong đó A được gọi là gì? A là số cực trị gốc. Được chưa? Số cực trị gốc. Đấy. Số cực trị gốc. Và B được gọi là số giao điểm của gì nhỉ? Số giao điểm của đồ thị. Đấy. Với trục OX. Nhá. Với trục OX. Trong cái phần cực trị của hàm số trị tuyệt đối thầy đã nói rất rõ cái dạng này rồi. Và giải thích cho các bạn cực kỳ kỹ lưỡng cái A là cái gì, B là gì rồi. Đúng chưa các bạn? Được chưa? Vậy người ta hỏi các bạn như sau. Người ta hỏi các bạn này, số cực trị của hàm số này đúng không? Thì cái đầu tiên các bạn phải suy ra đó là cái hàm gốc của chúng ta đó chính là hàm gì? Đây chính là gốc của nó này. Gốc của nó chính là cái nằm trong trị tuyệt đối, tức là đồ thị của hàm số y bằng f của x trừ 2017 mà cộng cho m. Đây chính là cái gốc của nó. Được chưa? Đây là cái gốc của nó, tức là toàn bộ cái gì nó nằm trong dấu giá trị tuyệt đối thì đó được gọi là cái gốc của nó. Đấy, được chưa? Đó là cái gốc của nó. Thế thì bây giờ các bạn phải nhớ thầy là như sau. Bây giờ chúng ta tìm cái A và tìm cái B xong cộng hai cái này lại là suy ra là tìm ra M được đúng không? Và để cho nó có 5 điểm cực trị thì suy ra là A cộng B của thầy nó chắc chắn là bằng 5. Bởi vì đề bài nó cho luôn bằng 5 rồi mà. Đúng không? Có 5 cực trị. Đấy. Đúng chưa? Thì các bạn nhớ cho thầy tìm thằng A trước. A là số cực trị gốc của thằng này. Và các bạn nhớ thầy rằng là cho hàm số y bằng fx thì suy ra rằng là hàm số y bằng f của ax cộng b mà cộng c thì số cực trị của hai hàm số này là giống nhau. Đây là hôm trước thầy đã nói cho rất rõ rồi. Vì sao số cực trị của hai hàm số này lại giống nhau? Bởi vì bản chất của thằng này nó chính là chúng ta tịnh tiến đồ thị thôi. Tịnh tiến sang trái sang phải lên trên xuống dưới thì số cực trị gốc của nó cũng không thay đổi. Đấy, số cực trị gốc của hàm số cũng không thay đổi. Đúng rồi, chính xác. Bài này là cái bài mà óc chó vẫn có thể hiểu được luôn đấy. Chính xác. Thì các bạn nhớ này. Khi đây là người ta cho các bạn đồ thị của hàm số y bằng fx đúng không? Thì các bạn nhìn thấy này, mắt thường các bạn nhìn thấy là có mấy cực trị đây? Một cực trị này, hai cực trị này và ba cực trị này. Đấy, đây chính là ba cực trị của cái hàm số y bằng fx. Đấy, của cái hàm số y bằng fx nhá. Hình dung ra chưa? Thì suy ra là cái hàm số y bằng f của x trừ 2017 cộng m thì nó số cực trị vẫn là bằng 3.
vẫn là đúng y chỉ cái hàm số y bằng fx luôn. Đấy, cái tính chất này thầy đã dạy các bạn rất kỹ rồi. Được chưa? Là số cực trị gốc. Thì suy ra thầy rằng là thằng này a bằng 3. Đấy, vậy 3 cộng b mà bằng 5 thì chắc chắn các bạn suy ra b mấy? B bằng 2. Đấy, và chúng ta đang cần tìm m để b bằng 2. Hiểu chưa? Vậy thằng b bằng 2 thì có nghĩa b nó là cái gì? B nó chính là số giao điểm của đồ thị này với trục Ox. Tức là các bạn phải xem cho thầy rằng gì nhỉ? Cái phương trình này này. F của x trừ 2017 cộng m bằng 0 nó phải có gì nhỉ? Nó phải có hai nghiệm. Đấy, hai nghiệm gì nhỉ? Hai nghiệm phân biệt, các bạn hiểu nhá. Phân biệt, đây chính là cái b của chúng ta. Đây chính là cách tìm b. Cách tìm b có nghĩa là chúng ta cho toàn bộ cái đồ thị hàm số y bằng fx gốc ấy, chúng ta cho nó bằng 0. Đấy, xem là nó phải có hai nghiệm phân biệt. Đúng không? Nó phải có hai nghiệm phân biệt thì nó mới có tổng cộng là 5 điểm cực trị được, các bạn nhớ nhá. B phải bằng 2. Hình dung được chưa? Hình dung được chưa? Và bây giờ chúng ta phải giải tiếp cho thầy này. Hiểu bản chất thì nó đúng 30 giây thôi, mà thầy sẽ giảng cho các bạn kỹ, cực kỳ kỹ lưỡng để các bạn dạng làm được tất cả mọi bài toán như thế này. Để tí nữa thầy sẽ biến tấu ra rất nhiều bài toán dựa vào cái này. Và đây chính là đề thi của trường chuyên. Được chưa? Đây là đề thi của trường chuyên, rất nhiều trường chuyên nó ra dạng này và các bạn nắm được bản chất các bạn giải rất ok. Và những bài hay thì thầy mới gọi là dạy cho các bạn cực kỳ hay luôn. Được chưa? Nào, sau khi b bằng 2 rồi nhá. Và các bạn nhớ thầy a đã tìm ra bằng 3 rồi. A nó chính là số cực trị gốc của hàm số. Vậy b bằng 2 khi nào? B bằng 2 thì các bạn nhớ là cho toàn bộ cái gốc này bằng 0 thì thằng này nó phải có hai nghiệm phân biệt. Đúng không? Và tương đương với f của x trừ 2017 nó phải bằng trừ m. Đúng không? Nó phải có hai nghiệm phân biệt. Và cái này, phương trình này có hai nghiệm phân biệt khi nào? Khi đồ thị y bằng f của x trừ 2017 là một cái và một đường thẳng y bằng trừ m của thầy là hai cái. Hai cái này nó phải cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Đúng chưa? Hai thằng này nó phải cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Thì các bạn nhìn thấy này. Đồ thị của hàm số y bằng f của x trừ 2017, y đây là y bằng fx. Đúng không? Đây là y bằng fx. Thế thì y bằng f của x trừ 2017 thì nó như thế nào? Thì bản chất của nó là giống y xì luôn. Nó chỉ có tịnh tiến sang bên nào? Nó tịnh tiến sang bên phải thôi. Thì các bạn chỉ cần hiểu rằng là trừ đi 2017 thì có nghĩa là đây là toàn bộ đồ thị này này. Toàn bộ đồ thị này nhá. Là nó sẽ tịnh tiến toàn bộ đồ thị này, chúng ta cầm chúng ta xịt sang bên phải 2017 đơn vị thì nó bản chất của nó cũng không ảnh hưởng gì đến số giao điểm của đồ thị với trục Ox cả. Đấy, các bạn hiểu ý thầy chưa? Tức là số giao điểm của đồ thị này nó cũng giống như kiểu là số giao điểm của đồ thị y bằng fx với cả đường thẳng y bằng trừ m vậy. Với đường thẳng y bằng trừ m vậy. Được chưa? Với đường thẳng y bằng trừ m vậy. Thế thì bây giờ chúng ta phải hiểu rằng là gì? Nó phải cắt tại hai điểm phân biệt nhá. Còn điểm tiếp xúc chúng ta phải hiểu cho thầy rằng là không có, bởi vì thầy đã nói rất rõ rằng là chúng ta phải loại điểm tiếp xúc của y. Thì chúng ta nhớ thầy này. Đường thẳng y bằng trừ m nó cắt tại hai điểm phân biệt khi nào? Khi nó nằm ở đây các bạn này, khi nó nằm ở đây. Đấy, đây chính là đường thẳng y bằng trừ m. Đấy, nó cắt tại hai điểm phân biệt chưa? Hai điểm phân biệt chưa? Ok, nhưng mà nó bằng vẫn được. Đây các bạn nhìn thấy này. Trường hợp này nó vẫn được. Mặc dù nó cắt tại 3 điểm đúng không? 3 điểm nhưng trong đó nó cũng chỉ có hai điểm phân biệt thôi. Đúng không? Nhưng trong đó nó cũng chỉ có hai điểm phân biệt thôi. Còn thằng này là chắc chắn là loại đi. Tức là trừ mơ của thầy nó vẫn bằng trừ 3 được. Được chưa? Và một trường hợp nữa chúng ta quan sát bằng mắt thường mà. Đây là chính là tương giao mà. Tương giao chúng ta có thể quan sát bằng mắt thường được. Và một trường hợp thứ hai đó chính là cái đường thẳng y bằng trừ mơ của ta đây. Y bằng trừ mơ của ta đây. Nó có thể là nó nằm trên cái trừ 2 được. Tức là nó sẽ có hai trường hợp tất cả các bạn. Có hai trường hợp để cắt tại hai điểm phân biệt. Đúng không? Cắt tại hai điểm phân biệt tức là cái thằng trừ mơ của thầy nó phải như thế nào? Một là nó sẽ lớn hơn thằng trừ 2. Đấy, nó sẽ lớn hơn thằng trừ 2. Các bạn nhớ nhá. Trừ mơ nó sẽ lớn hơn thằng trừ 2. Được chưa? Đấy, thì nó cắt tại hai điểm phân biệt, nhìn thấy còn gì nữa? Nhìn thấy hai điểm bằng phân biệt đấy chưa? Đấy, tiếp tục. Một trường hợp nữa đó là trừ mơ của thầy nó phải như thế nào? Nó phải kẹp giữa này, kẹp giữa đầu. Lớn hơn trừ 6. Bằng trừ 6 không được, bởi vì bằng trừ 6 thì không có được, nó chỉ có một điểm tiếp xúc thôi đúng không? Nó phải lớn hơn trừ 6. Được chưa? Và nó phải nhỏ hơn trừ 3. Nhưng mà các bạn phải nhớ cho thầy là bằng trừ 3 vẫn được. Bằng trừ 3 vẫn được. Vì sao? Bằng trừ 3 thì các bạn nhìn thấy này. Vẽ ra thì các bạn nhìn thấy luôn. Đấy, vẽ ra các bạn nhìn thấy luôn. Là có 3 điểm đúng không? Có 3 điểm đúng không? Nhưng mà có điểm này điểm tiếp xúc chúng ta phải loại đi. Đấy. Đúng không? À xin lỗi, m lớn hơn 2 đúng không? Xin lỗi, cái này m lớn hơn 2, trừ m lớn hơn 2. Đấy. Thì bằng trừ 3 vẫn được bởi vì điểm trừ 3 là chính là điểm tiếp xúc tại điểm này thì có nghĩa điểm này nó không tính. Không tính. Vẫn có thể có hai điểm phân biệt chỗ này được. Đấy. Được chưa? Vậy các bạn sẽ giải thằng này ra thì các bạn suy ra ngay. Cực kỳ đơn giản luôn. Giải cực kỳ đơn giản luôn. Vậy chúng ta có trừ m nó lớn hơn 2 thì m sẽ phải nhỏ hơn trừ 2. Được chưa? Và một cái nữa là gì ạ?
Trừ m lớn hơn trừ 6 và nhỏ hơn bằng 3 thì m chắc chắn lớn hơn hoặc bằng 3 và nó nhỏ hơn 6. Đấy, đơn giản chưa? Được chưa? Bằng 2 không được. Bằng 2 không được các bạn. Bằng 2 thực ra thì chúng ta không cần quan tâm, bởi vì rõ ràng là người ta hỏi rằng là nguyên dương thôi. Nguyên dương thì các bạn nhớ rằng là gì? Nguyên dương có nghĩa kể cả chỗ này có dấu bằng thì cũng không quan trọng. Nhỏ hơn trừ 2 thì chẳng lẽ là nó lấy từ trừ 2 à? Cũng không quan trọng. Tức là trường hợp trên các bạn phải nhớ phải loại nó đi. Trường hợp trên các bạn loại ngay và luôn đi. Tức là nó chỉ có quan tâm đến cái thằng trường hợp dưới này thôi các bạn này. Bằng 2 vẫn được nhưng mà không cần quan tâm, bởi vì người ta hỏi là giá trị nguyên dương. Các bạn nhớ thầy nhá, giá trị nguyên dương chẳng nhẽ bây giờ là m bằng m nhỏ hơn trừ 2 hoặc bằng trừ 2 là nguyên dương à? Đúng không? Đấy, vậy m của chúng ta là nó chỉ có chạy trong đoạn từ 3, đúng không? Nửa khoảng từ 3 cho đến 6. Vậy chúng ta nhớ m có thể bằng 3, đúng không? Có thể bằng 4 và có thể bằng 5. Đấy, bài này thì thầy đã giảng cho các bạn trong 2 chuyên đề, 3 chuyên đề về cực trị của hàm số trị tuyệt đối rồi. Nó cực kỳ đơn giản luôn. Bài này xứng đáng là bài 9 cộng. Được chưa? Bằng 2 thực ra thì vẫn được các bạn, bằng 2 thì vẫn có thể tiếp xúc được, đúng không? Bằng 2 vẫn có tiếp xúc được. Bởi vì nó có cắt tại hai điểm phân biệt và tiếp xúc tại điểm này vẫn được. Nhưng mà còn thêm một điều kiện của đề bài là giá trị nguyên dương. Nguyên dương tức là chúng ta tính ra xong rồi chúng ta không cần quan tâm đến cái điều kiện trên nữa, mà nó chỉ có cái gì? Cái điều kiện thứ hai mới thỏa mãn thôi. Hiểu chưa? Thì m bằng 3, m bằng 4 và m bằng 5. Ok chưa? M bằng 3, m bằng 4 và m bằng 5 thì 3 thằng. Bây giờ chúng ta nói là tính tổng tất cả các giá trị của tập hợp S là cộng cả ba số này lại với nhau. 3, 4, 5 cộng lại với nhau thì chắc chắn là bằng mấy? Là bằng 12. Đó là đáp án A. Được chưa? Thế tóm lại là bài này chúng ta phải làm gì? Là các bạn cần phải quan sát vào đồ thị. Còn công thức này là công thức mặc định rồi. Đấy, công thức mặc định rồi. Được chưa? Các bạn hiểu ý thầy chưa? Tức là khi người ta cho các bạn một đồ thị y bằng fx, mà bây giờ người ta hỏi là số cực trị của hàm số y bằng trị tuyệt đối của toàn bộ fx. Đấy, trị tuyệt đối của toàn bộ thì chúng ta luôn luôn tuân theo công thức là s bằng a cộng b. Thầy đã nói rất rõ rồi. Ok chưa? Ok chưa? Đấy, rất đơn giản là chúng ta sẽ suy ra ngay. Bài này thực ra thì nó chỉ 30 giây thôi, bởi vì nó có công thức này này, S bằng A cộng với B bằng 5. Và chúng ta dễ dàng suy ra A nó chính là bằng 3. Tìm ra cần tìm M bằng để chúng ta B bằng 2 được thôi. Và B bằng 2 nó chính là trở về một bài toán về tương giao. Làm sao để cắt tại hai điểm phân biệt không tính điểm tiếp xúc. Đúng chưa? Đấy, rất đơn giản thôi. Đấy, bây giờ chúng ta mới đến các bài toán hay. Xong rồi nhá. À, câu tiếp theo là câu số 41. Đây, câu số 41 là một câu tiếp theo là câu về 9 cộng. Câu 41 là một câu về 9 cộng. Đấy, được chưa? Nhưng toàn là những câu hay thôi. 9 cộng là câu số 41. Được chưa? Làm những bài như thế này các bạn mới thấy rằng là nó rất là sướng các bạn. Nào. Ok chưa? Câu 41 là một câu về 9 cộng nhá. Đây là người ta cho các bạn một đồ thị đạo hàm y bằng f(x). Được chưa? Y bằng f(x). Bài này là bài 9 cộng đấy. Mà tương nhiên là khi mà thầy đã dạy các bạn là nó chỉ làm trong vòng tầm khoảng 30 giây cho đến 1 phút thôi. 1 phút là căng. Đấy. Được chưa? Nào, câu số 41 nào, là chỉ là 30 giây đến 1 phút thôi nhá. Ok, nào, bây giờ chúng ta sẽ chú ý thầy như sau. À, đối với bài này là người ta cũng cho các bạn một đồ thị của đạo hàm. Đấy, cũng cho đồ thị của đạo hàm như bình thường, được chưa? Nhưng mà người ta hỏi một cái điều rằng là gì? Biết FA nó lớn không? Hỏi đồ thị của hàm số y bằng fx cắt trục hoành tại nhiều nhất tại bao nhiêu điểm? Được chưa? Cắt trục hoành tại nhiều nhất bao nhiêu điểm? Đấy, thế bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Chúng ta có như thế này như sau. Muốn biết được cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm thì các bạn cần phải vẽ được bảng biến thiên. Đấy, vẽ được bảng biến thiên của cái thằng hàm số y bằng fx. Đấy, nghe kỹ vào nhá, các bạn lấy giấy bút ra nghe kỹ vào, bởi vì những bài này là bài 9 cộng mà nó sẽ là rất hay nếu như chúng ta hiểu được bản chất. Ok, tiếp tục như sau.
Khi người ta cho các bạn nhá, đây là có 3 điểm ABC các bạn nhìn thấy này, 3 điểm ABC đây. Đấy các bạn nhìn thấy 3 điểm ABC đây chưa? Đấy, ABC đó chính là nghiệm của đạo hàm bằng không. Đúng không? Vậy chúng ta sẽ vẽ bảng biến thiên của hàm số f(x) như sau. Các bạn nhìn thấy này. Có 3 hàm đúng không? X này, y phẩy này và y. Đấy. Chúng ta có thằng này là âm vô cùng A, B và C. Và chỗ này chắc chắn là dương vô cùng các bạn này. Chắc chắn là dương vô cùng đúng không? Không đây. Tức là 3 tại 3 giá trị A, B, C thì nó sẽ làm cho phương trình đạo hàm của chúng ta là bằng 0. Ok chưa? Rồi sau đó thì các bạn sẽ phải xét dấu thầy như sau. Đây là phương trình đạo hàm, đồ thị đạo hàm. Thì những cái đồ thị nó nằm bên dưới của trục hoành thì các bạn sẽ cho nó là âm. Được chưa? Là nó sẽ y phẩy của chúng ta là âm. Nằm bên dưới của trục hoành thì nó là âm. Thì các bạn nhìn thấy này. Chỗ này âm vô cùng đến A, âm vô cùng đến A thì nó nằm bên dưới trục hoành đúng không? Thì chứng tỏ thằng này là mang dấu âm. Tương tự A đến B nó nằm bên trên trục hoành thì nó mang dấu dương. B đến C các bạn nhìn thấy nào? B đến C đây. Đấy, toàn bộ cái đồ thị đạo hàm nó đều nằm bên dưới của trục gì? Trục O, OX thì chứng tỏ thằng này là âm tiếp. Và cuối cùng, thằng C đến dương vô cùng đó chính là gì? C đến dương vô cùng thì chứng tỏ là dương. Đấy, nhìn thấy đồ thị chưa? Nhìn thấy đồ thị chưa? Thì các bạn chỉ cần tuân theo thầy một nguyên tắc là gì? Nhìn đồ thị của đạo hàm, cái gì mà nó nằm bên dưới của trục OX thì là chúng ta cho nó âm. Còn nằm bên trên của trục OX thì chắc chắn là nó dương. Được chưa? Chắc chắn nó dương. Thế thì bây giờ các bạn nhìn thấy âm thì làm sao? Âm thì đi xuống, dương thì làm sao? Dương đi lên và âm thì đi xuống và dương thì đi lên. Đấy, được chưa? Thế đây chính là đồ thị của đạo hàm. Đúng không? Đồ thị của y bằng fx. Đấy. Và đây chính là kỹ thuật vẽ bảng biến thiên. Khi người ta cho các bạn đồ thị đạo hàm, cho đồ thị đạo hàm chúng ta sẽ suy lược lại đồ thị của fx được bằng cách là vẽ bảng biến thiên ra. Được chưa? Và các bạn nhớ này, người ta cho một cái điều kiện rất quan trọng đó là cái FA này nó lớn không, đúng không? FA này lớn không thì chứng tỏ là thằng này nó phải nằm trên trục OX. Thì OX của chúng ta phải nằm dưới nó như thế này. Nằm dưới nó như thế này. Đấy, đây chính là F tại A các bạn này. Đây là A mà, thì đây là F tại A. Giống kiểu Y tại A đấy. Đúng không? Thì chúng ta nhìn thấy là cắt tại mấy điểm đây? Cắt tại 2 điểm. Khi và chỉ khi thằng F tại C là nó nhỏ hơn 0. Đấy, nhỏ hơn 0 thì chúng ta mới cắt được nhiều nhất tại 2 điểm thôi nhá. Cắt nhiều nhất tại 2 điểm. Còn ít nhất thì chắc chắn là không có điểm nào. Được chưa? Vẽ miệng bảng biến thiên ra thì chúng ta nhìn thấy rằng là nếu như FC mà nó nhỏ hơn 0 thì chứng tỏ là cắt nhiều nhất tại 2 điểm là 2 điểm tại đây luôn. Ok, tối đa mà, còn nếu như tối thiểu chắc chắn là không, bởi vì FC nó nằm trên luôn. Đấy. Ok chưa? Rất đơn giản thôi, đúng chưa? Tiếp theo. Đó chính là câu số 42. Đấy, câu số 42. Xong rồi nhá. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để cho hàm số này làm sao nghịch biến trên r? Đấy, để hàm số này nghịch biến trên r, đúng không? Thì các bạn nhớ thầy là trong bài này là nó chưa phải là hàm số bậc 3, thì có nghĩa là chắc chắn các bạn phải xét cho thầy một cái trường hợp nữa, đó chính là m cộng 1 bằng 0. Đấy, m cộng 1 bằng 0 thì các bạn sẽ suy ra là m mấy? M bằng -1, đúng không? Chúng ta phải suy ra thầy là m bằng -1. Sau khi chúng ta đã suy ra m bằng -1 thì các bạn thay vào đây. Thay vào chúng ta sẽ suy ra y đồ thị của nó là gì? Chỗ này m trừ 1 nhá, là 0 này, chỗ này 0 này. Và nó chỉ còn là y chính là bằng trừ 2x mà cộng 2. Đúng không? Được chưa? Y chính là trừ 2x cộng 2. Thì các bạn sẽ suy ra thầy là y phẩy của ta chỉ bằng trừ 2 thôi. Và trừ 2 thì nó luôn luôn nhỏ hơn 0. Thì chứng tỏ là gì? Là đạo hàm của nó là âm. Mà đạo hàm âm thì chứng tỏ là hàm số này luôn luôn nghịch biến trên r được. Đấy. Thì chứng tỏ là m bằng trừ 1 là gì? Là thỏa mãn. Đúng không? M bằng trừ 1 là một giá trị thỏa mãn rồi nhá. Là thỏa mãn rồi. Được chưa? Câu trên chắc chắn là đáp án 2 rồi nhá. Câu trên là thầy giảng xong rồi mà. Là đáp án 2. Cắt nhiều nhất tại 2 điểm. Tiếp theo đó chính là chúng ta xem M cộng 1 khác không. Tức là trường hợp thứ hai của chúng ta là chúng ta cho M cộng 1 này là khác không đi. Đấy. Được chưa? M cộng 1 khác không thì chứng tỏ là nó là một hàm số bậc 3 rồi. Đúng không? Nó là một hàm số bậc 3 rồi. Mà khi nó là hàm số bậc 3 thì chúng ta nhớ thầy là nó nghịch biến trên R khi nào? Điều kiện của nó là hệ số A của chúng ta chắc chắn là về âm này. Đấy, đây là chính là điều kiện của hàm số bậc 3 mà nó nghịch biến trên R là A của ta là phải nhỏ hơn 0. Và thằng delta của thằng y phẩy ấy thì nó phải như thế nào? Nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đấy, và đương nhiên các bạn giải cái này ra thì chúng ta sẽ giải ra rất bình thường thôi, đúng không? Đấy, các bạn tính y phẩy ra, y phẩy nào? Y phẩy các bạn tính ra nháp ở đây nhá. Là 3 thừa số cho m cộng 1 nhân x bình này. Đấy, cộng với 2 thừa số cho m cộng 1 nhân x này và trừ cho 2.
Đúng chưa? Đây chính là như vậy của chúng ta đúng không? Và các bạn giải A nhỏ hơn 0 có nghĩa là M cộng 1 này nhỏ hơn 0. Đấy, delta y phẩy thì các bạn nhớ là chúng ta có thể sử dụng delta phẩy được mà. Delta phẩy các bạn nhìn thấy B phẩy bình là gì? Là M cộng 1 tất cả bình, đúng không? Là M cộng 1 tất cả bình nhá. Trừ cho AC, tức là cộng luôn cho thầy là 6 nhân M cộng 1 luôn. Là nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đấy, các bạn giải thằng này ra rất đơn giản thôi. Đúng không? Tương đương với M nó nhỏ hơn trừ 1 này. Được chưa? Chỗ này các bạn giải ra cho thầy nào. M bình này cộng cho 2M và cộng 6M tức là cộng cho 8M. Đúng không? Cộng 1 cộng với 6 là cộng cho 7 nhỏ nó bằng 0. Đấy. Tương đương với gì đây? Tương đương với M sẽ nhỏ hơn trừ 1. Đúng không? Và chỗ này thì các bạn giải theo kiểu là bậc 2 thì các bạn bấm máy tính được đúng không? Có hai nghiệm là A trừ B cộng C bằng 0 rồi. Thì một nghiệm M bằng trừ 1 này. Và một nghiệm M bằng gì? Trừ C nhân A tức là trừ 7. Đấy. Và trong trái ngoài cùng thì chúng ta sẽ suy ra được cho thầy rằng là M của thầy nó sẽ nằm kẹp giữa đoạn từ trừ 7 cho đến trừ 1. Đấy, được chưa? Và các bạn sẽ suy ra có mấy giá trị các bạn nhỉ? Có mấy giá trị nhỉ? Là riêng thằng này thì nó sẽ là có trừ 7 này, trừ 6 này. Đấy, vân 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 cho đến có được trừ 1 không? Vì đây là dấu va có nghĩa là chúng ta phải lấy chung. Thành ra nó chỉ có đến khoản mấy nhỉ? Khoản trừ 2 thôi. Tức là có mấy rồi nhỉ? Thằng này là có mấy rồi các bạn nhỉ? Là có 6 số rồi đúng không? Có 6 số rồi. Và cộng cho một cái số nữa là số trừ 1 ở trên. Thì chúng ta sẽ có là mấy các bạn nhỉ? Là 7 cái. Đấy, nó chính là 7 cái. Được chưa? Nào, câu số 43. Đấy, câu số 43. 42 là D rồi nhá. Ok, câu số 43 nào. 43. Cho tam giác ABC. SABC có đáy là tam giác ABC là tam giác đều cạnh bằng A. SA vuông góc phải đáy và góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy bằng 60 độ. Khoảng cách giữa đường thẳng AC và SB là. Đấy. Bài này thì chắc chắn là chúng ta phải vẽ hình rồi nhá. Những câu như thế này thì các bạn nhớ rằng là chúng ta phải vẽ hình rồi. Vậy làm như thế nào đây? Các bạn vẽ ra cho thầy một cái tam giác này. Đấy. ABC đây nhá. Và vì SA vuông góc phải đáy, suy ra là cái điểm A của thầy nó luôn luôn là nó nằm ở đây các bạn này. Đây điểm A này, được chưa? Đây là B này và đây C này. Được chưa? SA vuông góc phải đáy thì chứng tỏ A nó nằm đây. Đấy, các bạn nối lại cho thầy như sau. Đấy, được chưa? Đây là S này. Vậy ra nhá. Tam giác đều cạnh bằng A. Ok, ba cạnh bằng A rồi, không có vấn đề gì cả. Gì đây? SA vuông góc phải đáy, kiểu SA vuông góc phải đáy thì nó là chính là chiều cao luôn, đúng không? Đấy, và đương nhiên là chúng ta phải hiểu cho thầy một cái dữ kiện rất quan trọng, đó là góc giữa SB và đáy bằng 60 độ. Góc giữa SB và đáy bằng 60 độ thì nó chính là góc này này. Đúng không? Góc 60 độ là SBA là bằng 60 độ. Đúng không? Thì suy ra là chúng ta phải dựa vào cái góc 60 độ này, chúng ta xét tam giác SAB thì chúng ta sẽ suy ra nhanh là cái thằng SA này nó chính là bằng gì? Là bằng A căn 3 luôn, đúng không? Đấy, thì thằng AB của thầy nó chính là bằng SA của thầy nó chính là bằng A căn 3. Ok. Và bây giờ người ta hỏi các bạn là khoảng cách giữa đường thẳng AC và SB. Khoảng cách giữa đường thẳng AC và SB. Đấy, các bạn nhìn thấy này. AC đây và SB đây, đúng chưa? Thì các bạn nhớ thầy đây là chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Nó nằm ở cấp độ số 3. Đấy, nằm ở cấp độ số 3 thì thầy đã giảng cho các bạn đó là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau thì nó sẽ có 3 cấp độ. Và thằng này, riêng trong bài này nó chính là cấp độ số 3. Với cấp độ số 3 có nghĩa là chúng ta phải xác định một mặt phẳng song song chứa một đường thẳng và song song với đường thẳng còn lại. Đúng không? Chứa một đường thẳng song song và chứa một đường thẳng và song song với đường thẳng còn lại. Tức là trong bài này chúng ta phải kể thêm các bạn ạ. Kể thêm. Cụ thể là chúng ta kể gì? Là chúng ta có thể kể ra cho thầy một cái mặt phẳng, ví dụ thầy kể cái một cái đường thẳng, ví dụ BX đi chăng nữa. Và song song với gì? Song song với cạnh AC. Đấy, song song với cạnh AC nhá, là BX nhá. Song song với cạnh AC, đúng không? Giả sử đây gọi điểm Y đi. Để đây gọi điểm Y đi. Sau đó các bạn nối thầy cái SI này lại với nhau các bạn này. Nối SI lại với nhau. Đấy, thì các bạn phải hiểu thầy là như sau. Thầy dựng cái cạnh BX này là song song với AC nhá. Thì các bạn suy ra thầy rằng là cái cạnh AC này này nó sẽ song song với mặt phẳng SBX. Đấy, SBX này này. Được chưa? Song song với mặt phẳng SBX. Ok chưa? Song song với mặt phẳng SBX. Đấy, đây là B nhá. Đây là X này. Đấy, và đương nhiên là khoảng cách giữa hai đường thẳng này bây giờ nó quy về khoảng cách giữa cái đường thẳng AC và mặt phẳng SBX. Được chưa? Tức là khoảng cách này này, khoảng cách giữa hai đường thẳng đó là
AC và SB bây giờ nó chính là bằng khoảng cách giữa đường thẳng AC và cái mặt phẳng SBX này, S này, BX này này. Đấy, hoặc là SBY cũng được bởi vì thầy đã gọi điểm này là điểm Y rồi mà. Đúng không? Và đương nhiên rằng là nó chính là bằng khoảng cách từ điểm A luôn. Khoảng cách từ một đường thẳng song song đến một mặt phẳng thì nó chính là bằng khoảng cách từ một trong hai điểm đấy đến mặt phẳng kia. Tức là thầy sẽ có là bằng khoảng cách từ điểm A, đúng không? Cho đến mặt phẳng SBY. Đấy. Đúng không? Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBY. Đúng chưa? Và đương nhiên là chúng ta phải kẻ cho thầy một cái đường thẳng nó vuông góc với thằng gì nhỉ? Vuông góc với thằng B này, thầy gọi điểm này là điểm K đi. Đó, điểm K đúng không? Chúng ta kẻ 3 nét mà. Để tính khoảng cách từ điểm A đến cái mặt phẳng SBY chúng ta kẻ cho thầy 3 nét. Nét thứ nhất là chúng ta kẻ AI vuông góc với thằng BI. Sau đó chúng ta nối thầy cái thằng SI này lại với nhau các bạn này. Nối thằng SI này lại với nhau các bạn này. Đấy. Được chưa? Và sau đó là nét thứ hai rồi nhá. Nét thứ ba chúng ta sẽ kẻ cho thầy thằng AK. Đấy, AK đây. Vuông góc với thằng SI. Và đương nhiên chúng ta có thể dễ dàng suy ra được cho thầy là cái thằng AI AK này này. À, nó chính là khoảng cách luôn. AK này chính là khoảng cách. Bởi vì khoảng cách từ một điểm cho đến một mặt phẳng, trong trường hợp khó nhất là chúng ta xác định ba nét vẽ. Ba nét vẽ là chúng ta sẽ suy ra ngay. Ok chưa? Là thằng AI là 1, SI là 2 và AK là 3. Và chúng ta sẽ chắc chắn là suy ra là AK nó chính là khoảng cách. Bây giờ muốn tính AK đúng không? Muốn tính AK thì các bạn sẽ hiểu cho thầy là gì nhỉ? Là chúng ta dùng hệ thức lượng thôi. 1 trên AK bình chắc chắn là bằng gì? 1 trên SA bình và cộng cho 1 trên AI bình. Đấy, được chưa? Hệ thức lượng là chúng ta sẽ suy ra ngay. Và đương nhiên chúng ta bằng cái gì? 1 trên này SA bình là bằng bao nhiêu đây? Là bằng A căn 3 thì bình phương lên chắc chắn là bằng 3 bình. Đấy, cộng 1 trên cho AI bình. Vì các bạn nhớ ra thấy AI nó chính là bằng với thằng chiều cao trong tam giác này. Đấy, được chưa? AI nó chính là vuông góc với thằng BI. Đấy, thì chứng tỏ rằng là gì các bạn nhỉ? Là nó sẽ bằng với chiều cao trong tam giác đều ABC. Mà chiều cao trong tam giác đều nó bằng A căn 3 trên 2 tất cả bình. Đấy, được chưa? Và đương nhiên chúng ta sẽ tính ra rất nhanh, đó chính là bằng 1 trên 3 A bình mà cộng với 4 trên 3 A bình, tức là bằng 5 trên 3 A bình. Và đương nhiên chúng ta sẽ suy ra là khoảng cách của chúng ta, gọi là H đi, là bằng A căn 3 trên căn 5, hay chính xác là bằng A căn 15 mà trên cho 5. A căn 15 mà tất cả chia cho 5 thì suy ra đó là đáp án C. Được chưa? Đó, suy ra đó chính là đáp án C. Ok chưa? Bài này nó chính là kẻ 3 nét vẽ. Và đương nhiên là chúng ta phải ở nằm ở cấp độ số 3. Cấp độ số 3 tức là chúng ta phải xác định một mặt phẳng song song chứa một cạnh và song song với cạnh còn lại. Đó chính là cấp độ số 3. Ok. Tiếp tục câu số 44. Đấy, quá ok luôn đúng không nhỉ? Rồi ok. Có bao nhiêu tiệm cận đứng? Tiệm cận đứng, thằng này là một cái hàm số. Tìm tiệm cận đứng thì thầy nghĩ là rất là đơn giản rồi đúng không các em? Cực kỳ đơn giản luôn. Đấy, đơn giản ở chỗ là chúng ta phải hiểu cho thầy như sau. Cái thứ nhất là các bạn sẽ phải tìm ra cho thầy cái mẫu của nó là bằng 0 đã nhá. Mẫu của nó bằng 0 thì chúng ta sẽ có đó là gì? Đó là x bình cộng 2x của thầy nó chính là bằng 0. Chắc chắn là nó sẽ có hai nghiệm, đó là x bằng 0 và x bằng -2. X bằng 0 và x bằng -2. Nhưng mà các bạn nhớ thầy là cái thằng -2 này này là phải loại đi. Đấy. Vì sao nó loại? Bởi vì -2 nó không thuộc tập xác định. Các bạn nhớ nhá. -2 nó không thuộc tập xác định. Tập xác định của hàm số trong bài này nó chính là gì? Tập xác định của nó chính là nó chạy đoạn từ -1 cho đến 1 thôi. Đúng không? -1 cho đến 1 thôi thì thằng -2 nó nằm loại ngoài thì nó phải loại đi. Vậy chỉ còn lại duy nhất một nghiệm x bằng 0 thôi. Thì đó chính là đáp án gì các bạn nhỉ? Đáp án C. Đúng không? Khác tử, khác mẫu đều đương nhiên rồi. Nhưng mà nó không thuộc tập xác định thì chúng ta phải loại nó đi. Ok chưa? Được chưa? Rồi, còn thời gian còn lại thì thầy nghĩ là thầy sẽ chữa các bạn mấy câu khó nhá. Mấy câu phía dưới này thầy nghĩ là rất là đơn giản rồi. Thầy sẽ gửi các bạn đáp án chi tiết. Bây giờ thầy sẽ quay trở lại để chữa các bạn những cái câu khó lúc nãy nhá. Đồng ý không các bạn ơi? Mấy câu này thì nếu như các bạn nào cần file PDF đáp án chi tiết thì thầy sẽ gửi các bạn mấy câu này, nó rất là dễ rồi. Bây giờ thầy sẽ quay trở lại để giải cho các bạn các bài toán khó như lúc nãy mà thầy đã nói nhá, để chúng ta tập trung cho thầy, bởi vì cũng 2 tiếng rồi, điện thoại thầy còn 10% pin, thành ra là thầy sẽ quay trở lại để chữa các bạn những cái bài khó như lúc nãy cơ. Ok, làm vận dụng cao nhá. Ok, nào bây giờ chúng ta quay trở lại ngược lại xem có những bài nào chúng ta chưa chữa nào. Ok nhá. Lúc nãy có một câu về khoảng cách. Ok, đó chính là câu số 26. Đây, câu 26 là câu khoảng cách vận dụng cao này. Câu số 26. Nào, bây giờ chúng ta sẽ chữa thầy câu số 26 như sau.
Đề ở trên rồi nhá. Máy thầy còn 10%, đợi thầy tí để thầy sạc pin một tí, cắm sạc pin một tí xem là nó có ok không nhá. Còn mới có 10% thôi. Ok, các bạn nhìn thấy rõ chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chữa vận dụng cao luôn nhá. Mấy câu lúc nãy mà gọi là hay hay đấy, thầy chữa hết cho nhá. Câu 26, đúng rồi, chính xác câu 26 đây. Nhiều bạn bây giờ bảo là câu 26. Điện thoại em còn 5% pin đang sạc, điện thoại thầy cũng còn tầm khoảng 7% thôi. Nhưng mà vẫn phải sạc pin để chữa nhá. Câu 3, đúng rồi, chính xác, chữa hết. Bây giờ mới đến phần vận dụng cao này. Phần vận dụng cao này chỉ có trụ lại được 100 bạn là được rồi. Đúng không? Chỉ cần đúng 100 bạn là thầy chữa được rồi. Chẳng làm sao cả. Ok chưa các em ơi? Nào bây giờ chúng ta khô máu nào. Đến phần vận dụng cao rồi nhá. Câu phần 2 này. Câu 22. À chưa, câu 26 xin lỗi. Câu 26 nhá. Nào bây giờ chúng ta sẽ làm như thế như sau. Cho hình chóp SABC có đáy là 8 trang vuông. Đấy, được chưa? Vuông tại B nhá. Đọc đề kỹ và sau đó các bạn bắt buộc phải vẽ hình. Đối với những bài này là bài đẳng cấp, bởi vì rõ ràng là bài này là bài 8 cộng rồi. Khoảng cách giữa hai nền thẳng chéo nhau. Các bạn nhìn thấy đề chưa? Cứ tọa độ vào gắn, bài này gắn tọa độ thì thầy nghĩ là không bao giờ có thể ra được luôn, bởi vì nó rất dài và thầy sẽ dạy cho các bạn cách để chúng ta làm được bài này ngắn hơn như sau. Câu 26, bây giờ mới đến làm những bài nó thật sự hay này. Vẽ hình ra cho thầy đi. Tam giác vuông tại B và SA vuông góc phải đáy. Các bạn nhìn thấy không? SA vuông góc phải đáy thì chứng tỏ chúng ta vẽ như thầy như sau. Đấy, SA vuông góc phải đáy, các bạn vẽ cẩn thận nhá. Vẽ hình vào cho thầy. Đây là S này. Đấy, đây là S này đúng không? A này, B này, C này. Đấy, SA vuông góc đáy thầy ký hiệu luôn nhá. Và cái gì đây? Tam giác ABC là tam giác vuông tại B. À, tam giác ABC là vuông tại B, được chưa? Ok chưa? À, cẩn thận nhá, phải vẽ hình ra, phải nhìn cho kỹ bài này. Tiếp tục nào. Đó là gì? Người ta cho cạnh AB bằng 3A, các bạn nhớ cho thầy các thông số này này. Cạnh AB bằng 3A này, ký hiệu vào. AB bằng 3A, thằng này là ký hiệu vào, đúng không? BC bằng 4A, thằng này 4A này. Chắc chắn thằng này bằng 5A luôn. Ok chưa? Bởi vì tam giác vuông tại B mà. Có gì đâu. Đúng không? Samsung nót nổ, đừng có dọa thầy, cho thầy cũng sợ lắm đấy. Vừa livestream vừa sạc pin cũng dễ nổ lắm, nổ là đứt vào ngày 20 tháng 11 đấy các bạn ạ. À. Ok chưa? Tiếp tục. À, gì là góc giữa SC và mặt phẳng đáy bằng 60 độ, góc giữa SC và mặt phẳng đáy bằng 60 độ, chắc chắn là góc này đúng không? Bằng 60 độ. Đấy, và chắc chắn là chúng ta sẽ suy ra thằng SA nó chính là bằng lấy 5A mà nhân cho 60 độ là nhân cho căn 3. Tức là thầy sẽ có thằng SA này nó chính là bằng 5 căn 3 nhân A. Được chưa? Bởi vì các bạn xét cho thầy tam giác SAC, chúng ta dùng tan 60 độ thì các bạn sẽ suy ra thầy là thằng SA nó chính là bằng 5 căn 3 nhân A. Được chưa? Tiếp tục. Tiếp tục gì? Người ta hỏi một câu chốt hạ, đó là khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SM. Đây, các bạn nhìn thấy này, AB và SM, trong đó M là trung điểm của gì đây các bạn nhỉ? Là cạnh AC. M là trung điểm của cạnh AC các bạn này. M đây chính là trung điểm của cạnh AC. Đấy, ký hiệu trung điểm là cạnh AC các bạn nhá. Được chưa? Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SM. Đấy, các bạn nhớ thầy này. Được chưa? Đấy, nối lại nhá, khoảng cách giữa hai thằng AB và SM. Thì các bạn nhớ thầy thằng này nó chính là cái số 1 này. Đấy, thằng này số 1 các bạn đánh dấu vào cho rõ. Thằng này thằng số 2 này, đánh dấu vào. Hai đường thẳng là cần chúng ta cần tính khoảng cách, đó chính là SM và AB. Đúng chưa? SM và AB, đây chính là khoảng cách giữa hai thằng. Và các bạn sẽ nhìn ra ngay và luôn, đó chính là cấp độ số 3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau luôn luôn có 3 cấp độ. Và 3 cấp độ này nó sẽ bao phủ hết tầm khoảng 100% các bài toán về khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Chỉ có 3 cấp độ thôi. Và thằng này nó chính là nó nằm ở trong cấp độ số 3. Đấy, nằm ở cấp độ số 3. Tức là chúng ta phải tìm ra một mặt phẳng song song chứa một cạnh và song song với cạnh còn lại. Và rõ ràng là bài này không có thì chúng ta phải kể thêm. Và điểm mấu chốt là gì? Là điểm M này là chính là trung điểm của AC, đúng không? Điểm M này là trung điểm của AC. Thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Đó là từ điểm M chúng ta kẻ một đường thẳng song song với thằng AB. Và rõ ràng nó chính là trung điểm nốt của thằng BC luôn các bạn ạ. Nó trung điểm nốt của thằng BC luôn. Thầy gọi điểm N nhá, là trung điểm của BC. Thì thầy nối cái M với N lại các bạn này. Nối M với N lại với nhau. Đấy, nó là cũng là vuông. Và sau đó các bạn nối SN lại với nhau. Đấy, được chưa? Nối SN lại với nhau. Thì các bạn sẽ nghe và luôn các bạn suy ra cho thầy là cái mặt phẳng chúng ta cần tìm, đây chính là cái mặt phẳng SMN. SMN nó chính là mặt phẳng chúng ta cần tìm.
Được chưa? Nó chính là mặt phẳng chúng ta cần tìm. Vì sao thế? Bởi vì SM nó sẽ là gì? SMN nó chính là chứa cạnh gì? Nó chứa cạnh SM, đúng không? Nó chứa cạnh SM. Đấy, chứa cạnh SM này. Chuẩn men chưa? Bởi vì người ta bảo tính khoảng cách giữa SM mà. Với cả AB thì thằng này nó chính là chứa thằng SM. Và chắc chắn là nó sẽ song song với cạnh AB. Đấy, nó chắc chắn là song song với cạnh AB, đúng không? Và đây chính là mặt phẳng sống còn của chúng ta. Khi các bạn tìm ra mặt phẳng này rồi thì đến 90% các bạn sẽ ra. 90% các bạn sẽ ra. Tầm cỡ của các bạn đã tìm ra mặt phẳng này rồi thì chắc chắn các bạn sẽ ra. Đấy, được chưa? Sau khi đã tìm ra mặt phẳng này rồi thì chúng ta sẽ suy ra cái gì? Kết luận này. Khoảng cách giữa đường thẳng gì? SM và đường thẳng AB là cái cần tìm, đúng không? Thì nó chính là bằng khoảng cách giữa đường thẳng AM với mặt phẳng gì? SMN luôn. Đấy, SMN luôn. Được chưa? Đấy, sau khi tìm ra rồi thì chúng ta suy ra rằng là khoảng cách giữa hai đường thẳng cho nhau bây giờ nó quy về khoảng cách là từ đường thẳng đến mặt. Và đương nhiên nó cũng chính là bằng khoảng cách từ điểm A cho đến cái mặt phẳng SMN. Đấy, được chưa? Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SMN thôi. Đấy, được chưa? Và sau khi đã suy ra đây thì các bạn nhớ là 99% là thành công rồi. 99% là thành công rồi. Còn ông nào mà cứ gắn tọa độ vào bài này thì thầy nghĩ rằng là nó không thể làm ra được đâu. Bởi vì nó rất khó. Được chưa? Gắn tọa độ vào thì nó rất là khó. Thế thì bây giờ chúng ta phải chú ý cho thầy như sau. Không, xong câu này phải chiến mấy câu vận dụng cao phải chiến hết nha. Mấy câu vận dụng cao thì phải chữa hết tất cả cho các bạn luôn. Còn câu nào dễ thì thầy sẽ bỏ qua cho các bạn nhá. Chúng ta có bây giờ khoảng cách từ một điểm đến một mặt, đúng không? Điểm này nó là trùng với chân chiều cao thì các bạn chỉ cần kẻ cho thầy một cái đường thẳng nó song vuông góc với MN là hơn, đúng không? Đấy, chúng ta phải nhớ thầy này là kẻ một cái đường thẳng nó vuông góc với thằng MN. Đấy, ở đây. Được chưa? Đó là nét vẽ thứ nhất. Rồi sau đó thì nối S với cả thằng này. Đúng không? Nối chúng ta nối S với thằng này lại với nhau. Đấy, hơi khó nhìn một tí nhá, các bạn phải chịu khó. Đây có thể là điểm gì nhỉ? Điểm K đi. Đây chính điểm K đi. Đấy, đúng chưa? Bởi vì tính để xác định khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng trong trường khó thì chúng ta phải xác định là phải kẻ ba nét. Nét thứ nhất là kẻ từ A vuông góc với đường thẳng chúng ta, nó nằm trong đáy. Được chưa? Vuông góc đường thẳng MN này các bạn này, đây đường thẳng MN thầy vẽ nét liền luôn cho các bạn dễ nhìn này. Được chưa? Đường thẳng thứ nhất và nét thứ hai các bạn nối S với cả K lại với nhau. Và cái nét cuối cùng đó chính là chúng ta vẽ hướng vuông góc với thằng SK. Vuông góc với thằng SK. Đây thầy gọi đó chính là H. Đây chính là gọi là điểm H. Được chưa? Và suy ra là khoảng cách chúng ta cần tìm đó chính là AH. Đấy. Được chưa? Đó chính là thằng AH. Ok. Và muốn tính AH này thì các bạn nhớ rằng là 1 trên gì? AH bình thì chắc chắn là bằng 1 trên SA bình và cộng cho 1 trên cho AK bình. Chắc chắn là chúng ta dùng hệ thực lượng này rồi. Đúng không? Bởi vì hơi khó nhìn một tí các bạn nhá. Hơi khó nhìn một tí các bạn phải chắc chắn là các bạn phải xác định rồi. Hơi khó nhìn một tí bởi vì nó là nằm ở trong cái phần này. Còn nếu như các bạn có thể suy ra được một tí nữa, đó chính là gì? Cái thằng AK này nó chính là bằng thằng BN này luôn các bạn này. AK này nó chính là bằng BN luôn. Đấy. AK của chúng ta nó chính là bằng BN luôn. Các bạn nhìn nhanh đi. Nhìn nhanh luôn. AK này chắc chắn là bằng BN. Bởi vì sao? Bởi vì nó đều vuông góc với thằng BN mà. Đúng không? AK là còn AB này này song song với thằng MN rồi này. Đấy, và nó lại còn vuông góc, tức là cái tứ giác này là hình chữ nhật các bạn này. Hình chữ nhật. Và BN bằng 4A, đúng không? À, BC bằng 4A thì suy ra thằng BN này chắc chắn là bằng 2A. Đấy, nhanh chưa? Cực kỳ nhanh luôn đúng không? Nhanh chưa? Vậy chúng ta lắp vào thôi. Lắp vào thôi có nghĩa là 1 trên SA bình, tức là thằng này bằng mấy đây? Là bằng 5 nhân 3 là bằng 75. Đấy, 75. Đúng không? A bình cộng với 1 trên AK bình, tức là 1 trên cho gì? 4A bình. Đấy, và các bạn chỉ cần dùng máy tính cho chúng ta sẽ suy ra ngay luôn, đúng không? Thầy sẽ có như sau. Thầy sẽ có đó chính là 1/75. 1 này. 1 chia cho 75, đúng không? Và cộng cho 1 chia cho 4. 1 mà chia cho 4. Đấy, thì sau đó chúng ta sẽ căn an và 1 chia an. Đấy, thì đây chính là kết quả cuối cùng, đó chính là 10 nhân căn của 237/79. Đây suy ra chúng ta sẽ suy ra khoảng cách chúng ta là bằng 10A căn của đây 237/79. 237/79. Đấy. Được chưa? Thì chúng ta sẽ suy ra rút gọn thì nó chính là bằng 10A căn 3 trên cho căn của 79. 10A căn 3 trên căn 79 thì đó chính là đáp án gì các bạn nhỉ? Đó chính là đáp án A. Được chưa? Lần đầu biết làm khoảng cách giữa đường thẳng chéo nhau không cần nhìn sách, cực kỳ đơn giản luôn. Bài này có cần tính toán nhiều đâu, nhưng mà nó chỉ là liên quan đến cách
kẻ thôi. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là cách chúng ta kẻ. Và các bạn cần phải xác định xem là nó đang nằm ở cấp độ số mấy. Trong bài này nó là nằm ở cấp độ số 3. Tức là chúng ta phải xác định một cái mặt phẳng song song chứa một cạnh và song song với đường thẳng còn lại. Ta tìm ra mặt phẳng này rồi thì hầu như 99% là làm ra. Chắc chắn luôn. Đấy, chắc chắn là làm ra ngay, 99%. Ok chưa? Đó chính là câu vận dụng cao trong khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Tháo ốp đi thầy, không là tiêu ngày 20 tháng 11 đấy. Ôi trời ơi, đừng có dọa thầy chứ, thầy cũng sợ tiêu lắm. Nhá. Bây giờ chúng ta tiếp tục chữa sang các câu về đầu tiên là câu vận dụng cao nhá. Ok. Nào, thầy sẽ dạy cho các bạn câu số 3 là vận dụng cao. Tiếp tục là câu số 5 và câu số 6. Rất hay đúng không nhỉ? Cực hay luôn. Đặc biệt là câu số 3 và câu số 6 là câu hai nhất. Và chắc chắn là nó liên quan đến hình. Bạn nào mà đang yếu hình hoặc là mong muốn chúng ta cải thiện hình thì các bạn phải quan sát để thầy sẽ dạy các bạn những câu như thế này. Được chưa? Vẽ được hình là chúng ta chiếm được 50% rồi. Ok, nào câu số 3 này. Câu số 3 chắc chắn là câu cực hay luôn. Được chưa? Câu này chắc chắn là câu gì? Là 9 cộng. Câu này câu 9 cộng. Các bạn nhớ khẳng định cho thầy một điều là các bạn vẽ hình ra đi. Các bạn vẽ hình ra đi, không thể làm theo phương pháp bình thường được. Được chưa? Em thích hình vì được học hình. Ok. À, các bạn chú ý đi, bài này không thể làm theo phương pháp bình thường được, mà như thầy đã nói ban đầu là chúng ta phải sử dụng thầy công thức giải nhanh. Chắc chắn là phải dùng công thức giải nhanh. Các bạn nhớ vẽ này. Cho hình lăng trụ đứng. Đúng không? Lăng trụ đứng thì các bạn vẽ bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Thầy vẽ này. Đấy, được chưa? Không cần quá gì đặc biệt đâu nhá. Đấy, được chưa? A này, B này, C này, A phẩy này, B phẩy và C phẩy. Đấy, các bạn nhớ là khi vẽ hình ra thì chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải vẽ đẹp đâu nhá. Đấy, vẽ sơ qua phác họa thầy thôi chứ đừng bắt bẻ là thầy vẽ số thế nhá. Nào, bây giờ các bạn ký hiệu cho thầy các thông số như sau. AB bằng AC. AB bằng AC là đều bằng A. Đấy, thằng này bằng A này, thằng này cũng là bằng A này nhá. Và thằng BB phẩy cũng là bằng A luôn. Đấy, các bạn đọc đề đi. AB bằng này, AC này, thằng BB phẩy cũng bằng A này, đúng không? Ok chưa? Ok, thầy dạy hình là em nhìn thấy ánh sáng. Ok, các bạn nhìn thấy này, câu này là câu 9 cộng. Các bạn nhớ thầy rằng là câu này mà không có công thức giải nhanh, các bạn không bao giờ có thể làm được ra. Đó, trong thời gian đề thi trắc nghiệm, câu 9 cộng ngay ở câu số 3 luôn. Được chưa? Tiếp tục. Góc BAC bằng 120 độ. BAC bằng 120 độ, được chưa? 120 độ. Đấy. Được chưa? Tiếp tục. Là gọi Y là trung điểm của thằng CC phẩy. Gọi Y là trung điểm thằng CC phẩy. Y đây. Trung điểm thằng CC phẩy, được chưa? Đấy. Và bây giờ người ta hỏi các bạn là tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng ABC. ABC đấy là mặt phẳng đáy và AB phẩy Y thầy nối lại này. Đấy, AB phẩy Y đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta cần tính cosin góc giữa hai mặt phẳng. Thì các bạn nhìn thấy là bài này chắc chắn là không bao giờ có thể làm được theo phương pháp bình thường. Nó phải dùng công thức giải nhanh. Công thức giải nhanh các bạn. Được chưa? Các bạn đọc đề các bạn nhìn có phương hướng làm chưa? Đấy, không thể đúng không? Thì thầy sẽ dạy các bạn một tuyệt chiêu như sau. Tuyệt chiêu như sau, các bạn nhớ này. Trong hình lăng trụ này nó có gì đặc biệt? Thầy sẽ đọc lại đề cho các bạn này. Đó là cho một hình lăng trụ đứng. Lăng trụ đứng có nghĩa là chiều cao của chúng ta đó chính là gì nhỉ? Là các cạnh bên. Đáy của nó là gì đây? Đáy của nó là các bạn nhớ này, đáy của nó là tam giác ABC có cạnh A, cạnh này cũng bằng A, đúng không? Tức là chúng ta chắc chắn là dính được diện tích tam giác này. Đấy, và chúng ta có thể khai phá được ra thằng BC được, đúng không? Thằng BC chúng ta dùng định lý cosin chúng ta tính được ra thằng BC. Đúng không? Ok. Và bây giờ người ta hỏi là tính cosin giữa hai mặt phẳng ABC và AB'Y, đúng không? Tính góc cosin góc giữa hai mặt phẳng. Thì cái đầu tiên các bạn cần phải khẳng định là gì? Là góc giữa mặt phẳng ABC và AB'Y. Đấy, nó cũng chính là bằng góc giữa hai mặt phẳng là gì nhỉ? A phẩy, B phẩy, C phẩy và gì? A, B phẩy, Y. Đấy, được chưa? Câu này câu vận dụng cao và chắc chắn là 9 cộng luôn nhé. Câu này câu 9 cộng luôn. Không thể làm theo phương pháp bình thường được. Được chưa? Tức là nếu như mà chúng ta tìm giao tuyến rồi xác định gọi là đường hai cái cạnh mà liên quan đến vuông góc giữa hai giao tuyến đấy thì các bạn quên luôn đi. Không thể làm được đâu. Đúng không? À, để thêm các bạn làm cho thầy như sau. Đầu tiên này, các bạn xét cho thầy cái tam giác ABC.
Xét về tam giác ABC là một tam giác bình thường đúng không? Trên tam giác bình thường thì có nghĩa là chúng ta có thể luôn luôn tìm được diện tích của cái tam giác ABC này. Đấy, tam giác ABC. Và nó cũng chính là bằng diện tích của cái tam giác A phẩy, B phẩy và C phẩy luôn. Và nó chính là bằng gì? Cho hai cạnh và góc xen giữa thì bằng 1/2 tích của hai cạnh đấy, tức là A nhân A, và nhân cho sin của góc xen giữa là nhân sin của 120 độ, đúng không? Và bằng mấy đây? Sin của 120 độ là bằng gì nhỉ? Là bằng sin của 60, tức là bằng cốt 30, là bằng căn 3 trên 2. Đấy, tức là nó bằng A bình trên 2 nhân cho A căn 3 trên 2 nhân cho căn 3 trên 2 nữa, tức là bằng A bình căn 3 trên 4. Đấy, đây là cái số nhất. Các bạn nhớ nhá, đây là thầy vừa tính cho các bạn rằng là gì? Là diện tích đáy. Đáy nào thì cũng giống nhau. Tam giác ABC và tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy, nó đều là hai đáy của nó đều giống nhau hết. Diện tích bằng nhau, được chưa? Rồi, thì cái bây giờ chúng ta phải xét cho thầy cái tam giác này này. A, B phẩy, Y. Đấy, các bạn xét cho thầy cái tam giác này. A, B phẩy, Y. Đấy, các bạn xét cho thầy tam giác A, B phẩy, Y đi. Thì bây giờ nó sẽ có những cái gì đặc biệt không? Đầu tiên là các bạn nhớ, chúng ta tính được thằng A, B phẩy được. A, B phẩy các bạn tính được. Vì sao tính được? Bởi vì các bạn nhìn thấy tam giác A, B, B phẩy nó là tam giác vuông tại B, đúng không? Đấy, tam giác A, B, B phẩy là tam giác vuông tại B. Có cạnh AB bằng A, cạnh B phẩy cũng bằng A. Đấy, chứng tỏ thằng AB phẩy của chúng ta đó bằng gì? Bằng A căn 2. Đấy, được chưa? A căn 2. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ tính cho thầy thằng B phẩy Y. Mà B phẩy Y thì chắc chắn chúng ta gắn vào cho thầy tam giác vuông B phẩy, C phẩy, Y rồi, đúng không? Đấy, thì bây giờ chúng ta thấy là thằng C phẩy Y này nó chắc chắn là bằng một nửa của C phẩy, tức là bằng A trên 2 rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Thằng B phẩy đề bài người ta cho là chiều cao bằng A mà, thì suy ra là C, C phẩy cũng phải bằng A, đúng không? Vậy C phẩy Y của thầy là bằng A trên 2. Bây giờ chúng ta phải tính ra thầy thằng B phẩy C phẩy bằng cách là các bạn tính cho thằng BC này ra. Và BC này ra thì bằng như nào đây? BC thì chúng ta có cho thầy là theo định lý cosin là BC bình thì bằng AB bình cộng với AC bình trừ 2 lần AB nhân AC và nhân cho cốt của góc xen giữa là cốt của 120 độ. Được chưa? Thì bằng mấy? A bình này cộng với A bình này trừ 2 nhân A bình luôn này. Cốt của 120 độ thì bằng mấy nhỉ? Là bằng, đây các bạn bấm máy tính là bằng trừ 1/2. Đây các bạn bấm máy tính này, cốt của 120 thì bằng mấy đây? Trừ 1/2 đúng không? Là trừ 1/2. Vậy chứng tỏ là cạnh BC của thầy nó chính là bằng BC bình thì bằng 3 bình luôn, đúng không? A bình cộng A bình và cộng A bình nữa, đúng không? Thì bằng 3 bình. Đấy, và chứng tỏ BC bằng A căn 3. Thằng này bằng A căn 3. Đấy, đúng không? Và thằng B phẩy C phẩy của thầy cũng chính là bằng A căn 3. Đấy, các bạn nhìn thấy rõ chưa? Bằng A căn 3. Vậy cái thằng B phẩy C phẩy của chúng ta là bằng A căn 3, mà tam giác B phẩy C phẩy Y nó là tam giác vuông tại C phẩy. Thì chúng ta tính ra thằng này bằng bao nhiêu đây? Dùng Pythagore chúng ta sẽ tính ra thằng B phẩy Y, đúng không? Các bạn tính ra thầy B phẩy Y đi. Là Pythagore là bằng bình phương thằng này là bằng mấy? 3A bình mà cộng cho thằng mấy? A bình trên 4. A bình trên 4 thì bằng mấy các bạn nhỉ? Bình phương lên các bạn sẽ tính ra nhanh nhá. Quy đồng lên thì chúng ta sẽ có là bằng 13A bình trên 4. Thì suy ra là thằng B phẩy Y chắc chắn là bằng A căn 13/2. Đấy, đúng chưa? B phẩy Y của chúng ta là bằng A căn 13/2. Ok. Tương tự thằng này nhá, thằng này B phẩy Y chúng ta có rồi nhá, bằng A này căn 13/2. Các bạn để ý cho thầy nhá. Tiếp tục một thằng còn lại nữa, đó chính là cái thằng A phẩy AI này này. Các bạn tính cho thầy AI này. Muốn tính AI thì phải làm sao? Là phải gắn vào tam giác vuông ACI vuông tại C. Đấy, chắc chắn chúng ta cũng có thể sử dụng định lý Pythagore. Đấy, thì sử dụng định lý Pythagore thì các bạn sẽ thấy rằng thằng này bằng A, đúng không? Cái này bằng mấy ấy? IC bằng A trên 2, đúng không? Vậy chúng ta sẽ có là A bình cộng với A bình trên 4, tức là bằng 5A bình trên 4. Thì suy ra là bằng A căn 5 mà chia cho 2. Đấy, A căn 5 chia 2, đúng không? Vậy các bạn xét cho thầy cái tam giác vuông A phẩy B phẩy Y. Các bạn xét cho thầy tam giác vuông A B phẩy Y này này. Xét cho thầy cái tam giác này này. Tam giác A B phẩy Y. Đấy, mà có độ dài ba cạnh như sau. A B phẩy là bằng A căn 2, đúng không? A B phẩy là bằng A căn 2. Thì suy ra là thằng này cũng là bằng A căn 5 trên 2, đúng không? Và thằng này là chính là bằng A căn của mấy các bạn nhỉ? A căn 5 trên 2, chỗ này là A căn 13 trên 2 đây.
Ok chưa? Thế bình phương lên thì các bạn sẽ suy ra ngay mà. Suy ra ngay, tức là các bạn sẽ nhận thấy một điều rằng là nó đang vuông tại A. Đấy, các bạn nhận thấy một điều là nó lại vuông tại A. Các bạn nhìn nhanh cho thầy nhá, nó đang vuông tại A. Tức là gì? Vì sao lại vuông tại A? Bởi vì chúng ta sử dụng định lý Pythagore đảo. Pythagore đảo có nghĩa là ta có cái thằng AB phẩy bình cộng với thằng AI bình thì nó chính là bằng B phẩy I bình. Không tin các bạn nhớ này, A căn 2 tất cả bình đi, cộng với A căn 5 trên 2 tất cả bình. Các bạn thử xem có đúng bằng A căn 13 trên 2 không? Đúng chưa? Có đúng bằng A căn 13 trên 2 không? Tất cả bình không? Đây đúng mà đúng không? 4A căn lên thì bằng mấy nhỉ? 2A bình mà cộng với 5A bình trên cho 4, đúng không? Và nó chắc chắn là bằng mấy? 8 cộng 5 bằng 13, 13A bình trên 4 luôn. À đúng, thì chứng tỏ là tam giác này vuông tại A. Vậy chúng ta sẽ dễ dàng tính được diện tích của tam giác này này. Chúng ta tính diện tích của cái tam giác gì? AB phẩy Y. Đấy, AB phẩy và Y. Đấy, là bằng 1 phần 2 tích của hai cạnh vuông là AB phẩy. Và nhân cho gì? Nhân cho AI. Đấy, được chưa? Đúng không? Thì chúng ta thấy là bằng mấy? Bằng 1 phần 2 này. AB phẩy bằng bao nhiêu đây? Là bằng A căn 2. Nhân cho AI bằng mấy đây? Là bằng A căn 5 chia cho 2. Đấy, vậy chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng đó bằng A căn 10 mà chia cho 4. Đấy, được chưa? A căn 10 trên 4. Thế tóm lại là gì? Là các bạn nhìn thấy cho thầy rằng là đối với hai mặt phẳng là A, B phẩy, Y và mặt phẳng A phẩy, B phẩy, C phẩy, đúng không? Thì chúng ta đã tính được diện tích của hai tam giác này rồi. Chúng ta tính được diện tích của hai tam giác này rồi. Và các bạn nhớ thầy rằng là bây giờ muốn tính được góc giữa hai mặt phẳng này, chúng ta phải sử dụng cho thầy công thức như sau. Công thức như sau. Đó là diện tích của cái tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy nó chính là bằng diện tích của tam giác A, B phẩy, Y nhân cốt của góc alpha. Và đương nhiên cốt alpha nó chính là cái cần tìm, là góc giữa hai mặt phẳng chúng ta cần tìm, đúng không? S phẩy trên S thì bằng cốt, chính xác rồi. Đây chính là công thức về góc giữa hai mặt phẳng và thông qua diện tích của tam giác. Các bạn nhớ nhá. Đấy, thông qua diện tích của tam giác, đúng không? Khởi hệ rộng là khá mệt đấy. Nếu như trong trường hợp này mà không vuông thì chúng ta cũng vẫn sử dụng công thức hệ rộng. Nhưng mà thầy em khẳng định với các bạn là chắc chắn là đi thi nó vẫn có thể ra cho các bạn một trường hợp đặc biệt. Tức là chúng ta khẳng định là có thể tính được diện tích của tam giác, tất cả mọi tam giác luôn, đúng không? Đấy. Và suy ra rằng là gì ạ? Tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy, các bạn nhớ này, A phẩy, B phẩy, C phẩy trong bài này nó đóng vai trò là hình chiếu của tam giác ABC. À, xin lỗi, hình chiếu của tam giác A, B phẩy, Y. Đấy. Thì S phẩy bằng S nhân cho cốt alpha, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ tìm ra cốt alpha là gì? Cốt alpha bây giờ nó chính là lấy hai diện tích chia nhau, là diện tích của tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy và trên cho diện tích của cái tam giác A, B phẩy, B phẩy, Y. Đấy, đúng không? Thế bây giờ các bạn lắp vào thôi, ba diện tích tam giác chúng ta đã tính ở trên rồi. Thằng này mới đây, cái này lúc nãy tính rồi bằng, đúng không? Bằng A bình căn 3 trên 4, tức là bằng A bình căn 3 trên 4 mà tất cả chia cho thằng này là bằng A căn 10 chia cho 4, đúng không? Đấy, thì 4 với 4 hết này, A bình với A bình hết này, nó chỉ còn lại là bằng căn 10 căn 3 chia cho mấy? Chia căn 10. Đấy, căn 3 chia căn 10 tức là bằng căn của 30 phần 10. Đấy, căn của 30 phần 10, được chưa? Đó chính là đáp án gì các bạn nhỉ? Đó chính là đáp án B. Rất đơn giản đấy, bản chất của bài toán thầy đã giảng kỹ thôi, nhưng mà các bạn phải tưởng tượng ra cho thầy rằng là bản chất của bài này là một bài 9 cộng và người ta sẽ sử dụng cho thầy là góc giữa hai đường thẳng, là sử dụng công thức tính diện tích đáy, được chưa? Đấy, và đương nhiên là chúng ta nhớ cho thầy này, công thức tổng quát này. Ok, có một bạn hỏi rất hay, công thức tổng quát như sau. Công thức tổng quát như sau. Ok, như sau nhá. Giả sử có hai mặt phẳng như sau, có hai mặt phẳng, các bạn nhớ thầy công thức tổng quát này, có hai công thức tổng quát nhá. Công thức tổng quát như sau. Giả sử có một cái tam giác trong này, được chưa? Và một cái tam giác trong này, vân vân. Đấy, đây là tam giác này thầy gọi là tam giác gì? Đây thầy gọi đó chính là tam giác S, và đây được gọi là S phẩy. Được chưa? Đấy, đây là tam giác S. S. Và bây giờ người ta hỏi là đây là mặt phẳng P, đúng không? Và đây là mặt phẳng Q. Đấy, đúng không? Đây là mặt phẳng P và đây là mặt phẳng Q. Tức là bình thường chúng ta nhớ rằng xác định góc giữa hai mặt phẳng chúng ta phải tìm giao tuyến này nọ, nhưng bài này không thể làm được các bạn ạ. Thầy dám nói với các bạn là không thể làm được luôn. Không thể làm được theo kiểu như thế, kiểu truyền thống không thể làm được, mà phải sử dụng thầy công thức tính nhanh. Và thầy tổng quát lên cho các bạn như sau. Cho hai mặt phẳng P và Q nó như thế này. Được chưa? P và Q nó như thế này.
Đấy, hai mặt phẳng này cắt nhau thêm một giao tuyến, chắc chắn là có giao tuyến rồi. Và bây giờ góc giữa mặt phẳng này như thế nào? Đúng không? Tìm góc giữa mặt phẳng này. Thì chú ý như sau, công thức tổng quát. Cho một tam giác nó nằm trong mặt phẳng P. Cho một tam giác nằm trong mặt phẳng P, giả sử tam giác này là tam giác ABC. Nó nằm trong mặt phẳng P. Được chưa? Và tam giác dưới đó là A', B' và C'. Nó nằm trong mặt phẳng Q. Sao cho cái tam giác A', B', C' này này nó là hình chiếu vuông góc của cái tam giác ABC. Đấy, hình chiếu vuông góc của tam giác BC. Thì suy ra góc giữa mặt phẳng thì chúng ta có công thức đó là S' trên cho S bằng cốt của alpha. Đấy, S' trên S bằng cốt alpha. Các bạn nhìn thấy công thức chưa? Đấy, S' trên S thì bằng cốt của alpha. Trong đó S' đó chính là diện tích của tam giác A', B', C'. Còn S nó chính là diện tích của tam giác ABC. Nó chính là bằng cốt của alpha. Ok chưa? Đã hiểu câu này chưa? Đấy. Nếu bạn nào đã hiểu rồi thì các bạn comment cho thầy số 1 xuống dưới nhá. Tiếp tục, bây giờ thầy sẽ dạy cho các bạn câu số 6 là một cái câu vận dụng cao. Vận dụng cao là chắc chắn là câu 9 cộng. Và đương nhiên là câu 9 cộng này nó chỉ làm dưới 1 phút thôi, không tính vẽ hình. Dưới 1 phút thôi, không tính vẽ hình đâu, được chưa? À, rất hay về câu số 6 này, toàn là những câu 8 cộng thôi, cực kỳ hay. Đấy, dã man tàn bạo luôn, được chưa? Diện tích hình chiếu bằng diện tích của bị chiếu nhân cốt, chính xác. Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chinh phục một câu 9 cộng nữa. Nó không dám nói lên câu 10 nhưng mà chắc chắn là nó nằm trong câu 9 cộng. Bởi vì các bạn cứ đưa lên trường xem là có bạn nào làm được không. Và làm đúng mà làm nhanh nữa thì các bạn biết là như thế nào rồi. Ok chưa? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chinh phục một câu đó gọi là câu 9 cộng, là câu số 6. Đấy, và đương nhiên là câu số 6 này thầy sẽ dạy các bạn một cái tuyệt chiêu. Câu 6 này là câu tuyệt chiêu luôn. Không thể làm theo phương pháp bình thường được. Đấy, không thể làm theo phương pháp bình thường được. Cái này nó phải dùng đến tuyệt chiêu. Không thể dùng theo phương pháp bình thường được, được chưa? Câu 6. Bạn nào đã được rồi thì các bạn comment cho thầy số 1 đi, chỉ cần còn 100 anh em thầy vẫn dạy, dạy khi nào khô máu thì thôi. Ok chưa? Câu 6 cực hay luôn. Đấy. Nếu bạn nào chưa hiểu chỗ nào chúng ta share về, sau đó chúng ta xem lại hoàn toàn được. Mà sau livestream thì một là thầy sẽ xóa luôn đi, bởi vì thầy chỉ ưu tiên những bạn xem trực tiếp thôi nhá. Sau livestream xóa luôn cho nó đỡ phải lằng nhằng. Câu hay là nó nằm ở dưới phần sau cơ. Nào bắt đầu chúng ta sẽ triển khai câu số 6, được chưa? Thầy dạy tâm huyết thật, cảm ơn em nhá. Phải khô máu các em ạ, phải giúp đỡ các bạn, phải giúp đỡ cho nó đến chót thôi. Còn mà giúp đỡ nửa vời thì không bao giờ có chuyện như thế. Mấy phần trăm pin rồi thầy, bây giờ còn 3% pin. Nhưng mà vẫn chiến đấu, cắm sạc pin vào. Nếu như mà ngày mai nổ thì 20 tháng 11 các bạn nhớ chúc chúc gì đấy thầy nhá. Ok, câu số 6. Nói luôn cho các bạn là câu này là câu 9 cộng, không tin các bạn làm thì có được hay không các bạn biết ngay mà. Có làm được cái biết ngay mà. Nhưng mà phải dùng đến tuyệt chiêu, không thể làm theo phương pháp bình thường được các bạn ạ, không thể dùng đến phương pháp bình thường được. Nào, chú ý. Bài này chắc chắn là chỉ làm dưới 1 phút thôi. Dưới 1 phút thôi nhá. Đấy, không tính vẽ hình. Nhưng mà phải nhớ được điều kiện là phải nhớ cái tuyệt chiêu này mới chơi được kiểu đấy. Nhớ được tuyệt chiêu này mới chơi kiểu đấy. Nào, bây giờ chú ý. Đọc đề vẽ hình nó cẩn thận ra nhá. Kể cả 100 bạn thầy vẫn dạy. Các bạn thấy là phần hay nó nằm ở phần sau thôi. Cho hình chóp SABC có đáy là hình vuông cạnh bằng A. Chú ý cho thầy các thông số nhá. SA vuông góc với đáy. Đó, SA vuông góc với đáy. Được chưa? Đấy, các bạn vẽ hình bài này cơ bản rồi. Các bạn vẽ hình nào. Vẽ hình nào. Đáy của nó là một hình vuông cạnh bằng A. Được rồi. Vẽ cho đàng hoàng tử tế vào nhá. Bài 9 cộng thì không để chơi lơ tơ mơ được đâu. Và vẽ cẩn thận vào. Đấy. Được chưa? Bài 9 cộng thì các bạn đừng có bao giờ mà vẽ đều đều gì cả nhá. Mà phải vẽ cho thầy cái 9 cộng vào. Cho đúng đẳng cấp luôn. A này, B này, C và D, được chưa? SA vuông góc với đáy đây, nó là hình vuông. Đấy, vẽ cẩn thận vào cho thầy. Chắc chắn là chúng ta phải làm được cho thầy nhá. Làm xong xóa luôn cho nó. Chỉ có những bạn nào xem trực tiếp mới được thôi. Bạn nào không xem trực tiếp mà kiểu xem về xem lại thì không tính. Tóm lại là livestream xong xóa luôn. Đúng không? Câu này chắc chắn là câu 9 cộng. Nào, chú ý nè, chú ý. Bắt đầu chúng ta sẽ xử lý cho thầy các thông số như sau. Hình vuông cạnh bằng A, hình vuông cạnh bằng A ký hiệu vào nhá. SA vuông góc với đáy và khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC bằng A căn 2 trên 2. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC nó chắc chắn là thằng AK này các bạn này. Đấy. Đấy chính là AK. Đấy, nó chính là bằng A căn 2 trên 2, tức là thầy sẽ có cái khẳng định đầu tiên, cái thằng AK này nhá,
nó chính là khoảng cách cần tìm, nó chính là bằng a căn 2 trên 2. Đấy. Được chưa? A căn 2 trên 2. Và đương nhiên là chúng ta phải hiểu thầy là thằng này bằng a này. Đấy, mà thằng AK bằng A căn 2 trên 2 thì chứng tỏ là thằng SA của thầy cũng là bằng A. Đấy, không tin các bạn dùng hệ thức lượng đi. 1 trên A bình cộng 1 trên A bình thì có phải là bằng gì? Các bạn thấy cho thầy này. Dùng hệ thức lượng trong tam giác vuông SAB, đúng không? Thì các bạn thử lại này. 1 trên A bình cộng 1 trên A bình thì có phải là bằng 2 trên 2 chia cho A bình không? Đúng không? 2 trên A bình thì chứng tỏ là đó là chính là AK. Vậy suy ra AK bằng A căn 2 trên 2. Đấy, tức là chúng ta đoán được ra là thằng SA nó phải cũng phải bằng A. Đấy, tam giác SAB nó là tam giác vuông tại A. Đấy, có thằng AK nó bằng A căn 2 trên 2, thằng AB bằng A thì suy ra là gì? Thằng SA của thầy nó cũng chính phải bằng A. Ok chưa? Mờ quá thầy à? Ôi sao mờ nhỉ? Có bạn bảo mờ làm sao nhỉ? Ok, tiếp tục nhá. Tiếp tục nào. Gọi M là điểm thuộc cạnh SD. M là điểm thuộc cạnh SD sao cho SM bằng 3 lần MD. Vector nhá, SM bằng 3 lần MD. Thực ra vector nó chỉ là nói về chiều thôi, còn nó chả liên quan quá gì cả. Là SM bằng 3 lần MD, các bạn nhớ này, SM bằng 3 lần MD thì có nghĩa là chia ra thằng này 4 phần. Đấy, và đương nhiên thằng M chúng ta phải nằm ở đây. SM bằng 3 lần MD. À SD được chưa? Chia 4 phần thằng M nó nằm đây. Và bây giờ người ta hỏi là gì? Mặt phẳng ABM cắt thằng SC tại điểm N. Mặt phẳng AMB cắt thằng SC tại điểm N thì chúng ta phải vẽ thằng này ra đúng không các em? Vẽ thằng này ra. Đấy, và đương nhiên các bạn sẽ hiểu rằng là N thầy là nó phải nằm ở đây các bạn này. Đấy, điểm N nó phải nằm ở đây, chắc chắn nó nằm ở đây. Được chưa? Đây, chúng ta phải tìm ra cho thầy điểm N này nhá. Điểm N này vẽ bằng cách nào đây? Là chúng ta chỉ cần vẽ từ M, chúng ta vẽ song song với thằng CD thôi thì nó sẽ là cắt giao tuyến tại điểm N. Đấy, được chưa? Tức là mặt phẳng ABM nó cắt thằng SC tại điểm N và điểm N nó chính là bằng đây rồi. Được chưa? Đấy. Đây chính là giao tuyến nhá. Rồi, sau đó người ta hỏi thể tích của khối thực diện MN ABC. Thể tích của khối thực diện MN ABC. À, thì bây giờ chúng ta sẽ làm thầy như sau. Cách làm nó chỉ phải dựa vào công thức tính nhanh. Đấy. Tính nhanh. Được chưa? Dựa vào công thức tính nhanh. Vậy dựa vào công thức tính nhanh như thế nào thì các bạn chú ý thầy như sau. Thằng này thì có nghĩa là nó là gọi là V1. Thì các bạn nhớ thầy này, các bạn quan sát hình này. Cái mặt phẳng ABNM của thầy ấy nó sẽ cắt toàn bộ cái hình tứ diện này ra, hình chóp này ra, xin lỗi, hình chóp tứ giác này ra thì nó bằng hai phần, phần trên thì thầy gọi là V1, phần dưới thì thầy gọi là V2. Đấy, thì phần dưới thì gọi là V2 và tổng toàn bộ thì thầy gọi là V3. Đấy, V3. Và để giải quyết được bài toán như thế này thì chúng ta phải sử dụng thầy một cái công thức đặc biệt, đó được gọi là công thức về tỷ số thể tích của một hình chóp tứ giác, được chưa? Công thức chúng ta phải sử dụng thầy công thức này. Công thức này như thế nào các bạn chú ý thầy như sau. Đúng rồi. Chúng ta phải sử dụng thầy công thức về tỷ số thể tích bằng cách như sau. Đây, nhớ thầy công thức tỷ số thể tích này của một hình tứ giác nhá. Đấy, như sau. Đây, thầy vẽ luôn nhá, vẽ luôn, vẽ theo kiểu công thức thôi chứ không cần phải nắn nó làm gì, đây không phải là bài. S này, đúng không? A này, B này, C này, D đúng không? MNPQ, ví dụ điểm M đây. Điểm N đây. Đấy. PQ, MN này, P này và Q đây. Là đó chính là 4 điểm thuộc mặt phẳng. Đấy. Được chưa? Đây là công thức về tỷ số thể tích của gì? Tỷ số thể tích của một cái hình chóp tứ giác. Chúng ta có công thức tỷ số thể tích, đó là nếu như một mặt phẳng alpha nó cắt toàn bộ 4 cạnh bên của một hình chóp này tại 4 điểm là MNPQ. Sao cho cạnh SA chia SM, SA chia cho SM bằng x. Đấy, SA này, các bạn nhớ nhé, SA chia SM bằng x. SB chia SN, SB chia SN bằng y. Đấy. Và SC chia SP, SC chia SP bằng Z. Và SD chia SQ, SD chia SQ thì bằng T. Đấy, tức là tóm lại là nó sẽ cắt tại mặt phẳng tại 4 điểm mà sao cho chúng ta luôn luôn biết được tỷ lệ của các cạnh bên của hình chóp này. Được chưa? Thì thầy sẽ gọi như sau. Mặt phẳng này nó sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất là V1 là toàn bộ thể tích nó nằm ở phần trên, V2 là thể tích nó nằm ở dưới. Và toàn bộ thể tích này nó gọi ký hiệu là V. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một công thức tính tỷ số thể tích là gì nhỉ? Là V1 chia V. V1 chia V là tỷ số thể tích của thằng trên, thằng hình chóp trên ấy, mà chia cho thể tích của toàn bộ thì nó chính là bằng gì? Nó chính là bằng công thức này.
Bài này nếu chưa hình chóp tam giác thì làm đến Tết sang năm cũng không ra. Tóm lại là phải dùng cho thầy công thức tỷ số thể tích của một hình chóp tứ giác thì nó mới làm ra được. Đúng không? Đây tỷ số thể tích này, công thức chúng ta dùng đây. X là bằng SA, các bạn nhớ này, SA chia SM nhá. Y nó chính là gì? SB chia SN và tương tự, SC chia SP và tương tự như thế. Và chúng ta sẽ có rằng là công thức đó chính là gì? V1 trên V là thể tích của thằng trên chia cho tổng toàn bộ thể tích, nó chính là bằng X cộng Y cộng Z cái gì nhỉ? Cộng T mà tất cả chia cho 4, X, Y, Z, T. Đấy. Tổng 4 cái mà chia cho tích của 4 cái nhân cho số 4 nữa. Được chưa? Ok chưa? Tổng của 4 cái mà chia tích 4 cái để chúng ta sẽ làm được cho thầy bài này. Đây là chính là công thức. Và các bạn lấy giấy ra, các bạn lấy vở ra, các bạn ghi cho thầy cái công thức thần chú này vào. Bởi vì không có công thức này thì chúng ta sẽ giải quyết bài này cực kỳ vất vả luôn. Cực kỳ vất vả luôn. Được chưa? À, chia chóp tam giác cũng được mà, nhưng mà nó rất là lằng nhằng, nó lâu hơn rất nhiều. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta sử dụng thầy công thức đấy. Như sau. Chúng ta sẽ có này, V1 trên cho V. Đấy, V1 trên V tức là chúng ta tính tỷ số thể tích, dùng công thức tỷ số thể tích đấy. Đúng không? V1 là thể tích của thằng trên chia cho V ở dưới, nó chính là bằng X cộng Y cộng Z cộng T mà chia cho 4XYZT. Đấy, 4YXYZT. Đúng không? Và chúng ta phải tính nhanh như thầy như sau. Rõ ràng là trong trường hợp này, điểm A và điểm M lúc nãy là trùng nhau, tức là SA chia cho S cái gì đấy thì nó cũng là bằng 1. Tức là trong bài này X của chúng ta bằng 1 nhá. X của ta bằng 1 thì chúng ta có 1 cộng 1 cộng với chỗ này mấy đây? SD chia SM đúng không? Tức là đỉnh cho đến đáy, nó chia cho cái đỉnh cho đến điểm đấy. Đấy. Thì chúng ta sẽ có rằng là bằng mấy nhỉ? Bằng 4 phần 3. Đấy. Và tương tự thằng này thì các bạn nhớ SC chia SN thì cũng bằng 4 phần 3. Tương tự theo định lý Thales, bởi vì chúng ta có MN này nó song song với thằng CD, thì suy ra SD chia SM bằng 4 phần 3 thì SC chia SN của chúng ta cũng là bằng 4 phần 3. Ok chưa? Mà tất cả chia cho 4 lần, nhân 1, nhân 1, nhân 4 phần 3 và nhân cho 4 phần 3. Đấy, và đương nhiên chúng ta sẽ sử dụng máy tính, các bạn sẽ tính ra cho thầy thằng này nhá. Là bằng mấy nhỉ? Chỗ này là bằng 8 phần 3 rồi này, 8 phần 3 cộng cho 2 mấy? 8 chia 3 cộng 2 bằng mấy đây? 14 phần 3. Tức là trên tử của thầy là bằng 14 phần 3. Dưới mẫu là mấy đây? Dưới mẫu của chúng ta là có mấy nhỉ? 64 đúng không nhỉ? 4 x 4 16, 16 x 4 là bằng 64. 64 phần 9. Đấy, 64 chia 9 bằng mấy đây? Ồ, không chia được. Lấy 14 chia 3 chia cho an bằng mấy đây? 21 phần 32. Các bạn lấy máy tính nhá, là bằng tất cả cuối cùng đó chính là bằng 21 phần 32. Đấy, tức là có thể hiểu rằng là tổng toàn bộ phần này là 32 phần. Thì suy ra thằng trên của chúng ta là thằng V1 của thầy ấy, là nó sẽ chiếm 21 phần. Thì suy ra thằng V2 ở dưới, V2 ở dưới nó chính là gì đây? V2 ở dưới chắc chắn là chúng ta lấy thằng 32 mà trừ 21 tức là bằng 11. Đấy, các bạn hiểu ý thầy không? Tức là V1 chia V thì bằng 31. 21 mà chia cho 32 thì chứng tỏ là thằng V2 chia V thì nó là bằng 19 phần. À, 11 phần 32, xin lỗi, 11 phần 32. Đấy, đây chính là V2 trên V là tỷ số thể tích của thằng dưới mà chia cho toàn bộ thì nó chính là bằng 11 chia 32. Ok chưa? Và đương nhiên tổng thể tích của toàn bộ thằng này, các bạn nhớ này, thằng V các bạn chắc chắn là tính được rất nhanh. Đấy, thằng phải lấy cái lớn chia cái bé nhá. Bởi vì x, y, z của chúng ta là lấy cái lớn chia cái bé. Ví dụ x của chúng ta trong bài này, thầy các bạn nhớ cho thầy này, x lúc nãy thầy đã nhấn mạnh rất rõ là x chính là bằng SA chia SM nhá. SA chia SM là SA là chia SM là phải lấy cái lớn chia cái bé. Đấy, cạnh dài chia cạnh ngắn, đúng rồi, bạn Ngô Hải đã trả lời giúp bạn rồi, cạnh dài chia cạnh ngắn. Đúng rồi. Thì suy ra bằng 4/3 chứ không phải bằng 3/4. Đúng không? Đấy, chia V2 chia V bằng 11/32. Thằng V này chắc chắn tính được, ngu thì vẫn tính được thằng V này luôn. Thậm chí ốc chó bây giờ vẫn có thể tính được thể tích V này luôn. Cam kết luôn. Đúng không? Thì các bạn nhìn thấy này, V bằng gì? 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao đúng không? Diện tích đáy nó chính bằng mấy đây? Bằng A bình. Chiều cao nó chính là gì đây? Bằng A. Đấy, đơn giản mà. Thì V của chúng ta là bằng 1 phần 3 diện tích đáy là A bình, và nhân cho chiều cao của chúng ta đó là nhân cho A. Chuẩn chưa? Tức là bằng A mũ 3 mà chia cho 3. Đấy, đây chính là V của chúng ta. Và người ta hỏi là thằng V2 này này. Cái người ta hỏi là thằng V2 này. Mà V2 thì chính là bằng gì? Là bằng V nhân cho 11 phần 32. Tức là thầy sẽ lấy A mũ 3 trên 3 mà nhân cho 11 phần 32 và bằng 11 A mũ 3 và tất cả chia cho 96. Đấy, 11 A mũ 3 mà chia cho 96. Đúng chưa? Ok chưa?
Thế thôi còn gì nữa, đúng không? Là đáp án D. Đấy, thế thôi, có gì đâu. Thầy đã nói rất rõ rồi đúng không các bạn nhỉ? Đấy, cái này không dùng công thức này thì nói tóm lại mà làm đến Tết Nguyên Tiêu sau mà các bạn cắt ghép thoải mái các bạn rất là lâu. Nhưng mà đây chính là các bài vận dụng cao trong đề này. Còn lại nó toàn là những bài cực kỳ cơ bản luôn. Thầy sẽ gửi cho các bạn đáp án, file đáp án và lời giải chi tiết. Bạn nào share vào 5 group rồi thì các bạn chỉ cần inbox cho thầy, thầy sẽ gửi cho các bạn file chi tiết này nhá. Ok chưa? Rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Quá hay thầy, Thuận đẹp trai. Bây giờ thầy sẽ xóa livestream luôn các bạn nhá. Đấy, chỉ ưu tiên những bạn nào xem trực tiếp thôi. Những bạn nào mà share thì thôi. Đấy, xóa luôn cho nó hay nhá. Đáy của nó đa giác áp dụng được hết mà, đây là bình chóp đa giác mà, bình chóp tứ giác mà. Đúng không? Công thức tỉ số thể tích của hình chóp tứ giác, nhớ nhá, nó khác biệt hoàn toàn so với thể tích của hình chóp tam giác, khác biệt hoàn toàn luôn. Được chưa? Công thức ở đây, khi nào không lấy bút ra ghi à? Đây công thức ở đây nhá. Thầy nhắc lại các bạn công thức này này, tỉ số thể tích của một hình chóp gì? Hình chóp tứ giác, nghe rõ vào nhá, hình chóp tứ giác của đáy của nó là tứ giác, được chưa? Còn hình gì không quan trọng, hình vuông, hình chữ nhật gì đó không quan trọng. Được chưa? Ok chưa? Đấy, nhớ là cạnh dài chia cạnh ngắn, SA chia SM nó là mới là x. Được chưa? Đấy, nó toàn là những câu dễ thôi. Thôi rồi, bây giờ thầy cũng khá mệt rồi các bạn. Hơn 2 tiếng rưỡi rồi các bạn. Khô máu như thế là đủ rồi. Hôm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau các bạn nhá. Hôm nay thầy sẽ cảm ơn các bạn, 200 bạn đang xem trực tiếp như thế này. Và thầy rất là trân trọng và rất là quý những bạn mà đã đồng hành với thầy từ lúc nãy cho đến giờ. Ok chưa? Cảm ơn các bạn nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ thầy. Và nếu như bạn nào mà thật sự quý mến thầy thì các bạn có thể share livestream này nhá. Và lâu sau khi mà chúng ta học xong thì sẽ gọi là khô máu luôn. Thôi, mấy câu vận dụng cao thì đều chữa hết rồi. Mấy câu này câu 5 dễ ợt mà. Câu 5 này nó chỉ mũ lên trong biện luận tí là ra ngay thôi. Ok chưa? Bye bye các bạn nhá. Chúc các bạn ngủ ngon. Chúc các bạn ngủ ngon nhá. Cảm ơn các em đã theo dõi thầy từ lúc nãy đến giờ. Thầy rất là trân trọng điều đấy. Thầy rất là trân trọng và cảm ơn các em. 200 bạn đã xem đây rồi. Bye bye các bạn nhá. Ôi, không biết là bây giờ nếu mà khô máu quá thì như thế nào, nhưng mà hết máu rồi. Cảm ơn thầy. Ok, cảm ơn, không sao. Ok nhá, thầy sẽ gửi file đáp án chi tiết cho các bạn nhá. Ok, chào tạm biệt các bạn nhá.